Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 134. Tiểu Thất tuyệt đối không tiếp tục ra tay, mà quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Nhớ kỹ, đây là lựa chọn của bản thân nàng. Dứt lời, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Trụ Sơn, sau đó giận dữ hét lên. Con rồng ngu ngốc, còn không đi ra cho ta. Vừa dứt lời, tất cả Thiên Trụ Sơn đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, giờ phút này, tất cả cường giả của Thiên Trụ Sơn không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Trụ Sơn. Ở Thiên Trụ Sơn có 3 đại cổ tu giả, 4 đại thiên tôn, 5 đại đế, nhưng những người đó đều không phải là kinh khủng nhất, khủng khiếp nhất là con rồng quấn quanh Thiên Trụ Sơn. Ở trong lòng mọi người, đây mới là tồn tại khủng khiếp nhất. Cho dù là 3 đại cổ tu giả cũng không dám đơn giản trêu chọc con rồng này. Ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, Thiên Trụ Sơn chấn động càng lúc càng nhanh, thoáng cái, một con rồng cực lớn từ trong Thiên Trụ Sơn vọt ra, xuất hiện ở phía chân trời, nó to lớn hoàn toàn che khuất nửa bầu trời, hai mắt của con rồng đen đảo qua, rất nhanh, nó phong tỏa vị trí của đám người Dương Diệp, nói chính xác là khóa ở trên thân Tiểu Thất. Khi nhìn thấy Tiểu Thất, trong giây phút đó hai mắt của con rồng đen kia vốn lạnh lùng lại lập tức xuất hiện kích động, vẻ hưng phấn. Gào! Đột nhiên, một tiếng rồng ngâm vang vọng ở phía chân trời, trong phút chốc, vô số người thấy choáng váng, màng tai dường như muốn bị rách ra. Cho dù là Dạ Đế, cũng nhíu mày, tiếng rồng ngâm này làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Đừng kêu nữa! Đúng lúc này, Tiểu Thất phẫn nộ quát. Nhanh, đưa ta đi! Lúc này, con rồng đen kia đột nhiên đầu cúi xuống, giờ phút này, đầu của con rồng đen cách đám người Dương Diệp không đến trăm trượng. Đám người Dương Diệp cũng có thể nghe rõ ràng tiếng nó hít thở. Con rồng đen nhìn Tiểu Thất nói. Bà cô, mấy năm nay, người rốt cuộc chạy đi đâu? Người có biết, người hại lão long ta rất thê thảm không, ở nơi quỷ quái này, ta. Tiểu Thất đột nhiên lạnh lùng nói. Ai bảo trước đây ngươi chạy trốn chậm, bị bắt được? Bà cô, con rồng đen có chút sốt ruột nó. Ta chạy nhanh mấy, có thể nhanh hơn phụ thân ngươi sao? Có thể nhanh hơn đạo tổ sao? Đừng nói bọn họ, cho dù là mấy lão ca của ngươi, ta cũng không nhanh hơn được. Ngươi chạy nhanh, còn không phải là nhờ thứ kia giúp ngươi chạy sao? Nếu không, lúc này, Tiểu Thất đột nhiên khoát tay áo. Đừng nói những thứ này nữa, ta không có thời gian, lập tức đưa ta trở lại. Con rồng đen lắc đầu. Bây giờ không phải muốn trở lại thì trở lại được đâu, bởi vì kết giới này đã bị tăng cường, ta. Tiểu Thất khẽ nói, ta không thể đi lên, vậy làm sao thay ngươi cầu xin với phụ thân ta được? Ta không đi cầu xin, ngươi còn không biết bị nhốt bao lâu đâu. Ngươi, lên, bà cô, lên, chúng ta lập tức lên bây giờ. Con rồng đen vội vàng nói, nào, bắt đầu đi, ta đi tìm một người giúp. Tiểu Thất không nói gì, thân hình của nàng run lên, trực tiếp bay đến đỉnh đầu của con rồng đen, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trong lòng rất nhiều cường giả ẩn nấp trong bóng tối đều thấy vô cùng kinh ngạc. Rồng chính là sinh vật rất cao ngạo, con rồng đen trước mắt này đến từ thượng giới, vậy càng cao ngạo hơn, nhưng bây giờ, tiểu nữ hài này tự nhiên đứng ở trên đầu của nó. Điều làm cho các người ta bất ngờ là con rồng đen kia cũng không tức giận, trái lại có vẻ như đã quen rồi. Tiểu nữ hài này là ai? Trong bóng tối, tất cả mọi người nhìn về phía Tiểu Thất, trong lòng hiếu kỳ không gì sánh được. Phía chân trời, con rồng đen muốn rời khỏi, mà vào lúc này, Tiểu Thất dường như nghĩ tới điều gì, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía nam tử áo bào đỏ cách đó không xa, sau đó nói. Ta nhìn hắn là thấy khó chịu, giết chết hắn đi. Nghe vậy, vẻ mặt nam tử áo bào đỏ kia lập tức đại biến, thoáng cái, hắn không hề nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy, trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ngoài mười mấy vạn dặm, lại sắp chạy ra khỏi phạm vi của Thiên Trụ Sơn. Nam tử áo bào đỏ muốn chạy ra khỏi phạm vi của Thiên Trụ Sơn, bởi vì hắn biết, con rồng đen này không thể rời khỏi Thiên Trụ Sơn, chỉ cần hắn chạy ra khỏi phạm vi của Thiên Trụ Sơn, hắn sẽ an toàn. Về phần phản kích, hắn căn bản chưa từng nghĩ qua, bởi vì đừng nói là hắn, cho dù là ba đại cổ tu giả cũng không dám đi tìm con rồng này gây phiền phức. Khi nam tử áo bào đỏ kia sắp chạy trốn ra khỏi phạm vi Thiên Trụ Sơn, một cái đuôi rồng cực lớn đột nhiên lóe lên ở phía chân trời. Cái đuôi rồng này trời đảo qua phía chân, trực tiếp che phủ cả bầu trời, bởi vì nó thật sự quá lớn. Tuy nhiên, chỉ là chuyện trong nháy mắt, bởi vì tốc độ của đuôi rồng đặc biệt nhanh vô cùng. Ngoài 10 vạn dặm,
nam tử áo bào đỏ kia sắp biến mất, mà lúc này, đuôi rồng đã tới. Thấy đuôi rồng tới, vẻ mặt nam tử áo bào đỏ kia lập tức trở nên dữ tợn, lúc này, hắn tất nhiên biết mình căn bản không có cách nào tiếp tục trốn, chỉ có thể cứng rắn chống lại một đòn này. Hắn vẫy hai tay một cái, trong phút chốc, rất nhiều ánh sáng đỏ từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài, những ánh sáng đỏ giống như một trận gió xoáy cuốn về phía đuôi của con rồng kia. Nhưng nó mới vừa tiếp xúc cùng đuôi rồng này liền trực tiếp bị đuôi của con rồng kia quét thành hư vô. Mà cơ thể của nam tử áo bào đỏ kia cũng trực tiếp bị lực lượng này đập nát, nhưng linh hồn của hắn lại trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng màu đen biến mất ở phía chân trời. Nói chính xác là sau khi phóng ra những ánh sáng đỏ, hắn đã chủ động bỏ qua cơ thể, không bị cơ thể trói buộc, tốc độ của linh hồn hắn có thể nhanh hơn. Phía chân trời, con rồng đen kia nhíu mày. Linh hồn chạy rồi. Bây giờ, đối phương đã ra khỏi Thiên Trụ Sơn, ta cũng bất lực. Tiểu Thất khẽ gật đầu một cái, sau đó nói. Chúng ta đi thôi. Con rồng đen lại muốn rời đi, mà lúc này, Tiểu Thất dường như nghĩ tới điều gì, nàng lập tức cúi đầu nhìn về phía dưới Dương Diệp. Nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một lời xin lỗi. Dứt lời, nàng đạp nhẹ vào đầu rồng. Thoáng cái, con rồng kia trực tiếp biến mất khỏi đó. Nhìn thấy Tiểu Thất ngồi trên con rồng lớn bay lượn rời đi, trong giây lát, Dương Diệp có chút ngây người. Mà vào lúc này, Dương Diệp dường như nghĩ tới điều gì, hắn chợt quay đầu lại nhìn về phía vị trí của Dạ Đế lúc trước, lúc này nơi đó đã rỗng tuếch. Vẻ mặt Dương Diệp lập tức trở nên dữ tợn, hai mắt hắn chậm rãi đảo qua. Các ngươi không phải muốn tới giết ta lấy kiếm sao? Tới đi! Dứt lời! Hai tay hắn nắm trong tay trường kiếm màu vàng kim cách không liền chém về phía trước mặt. Ong! Tiếng kiếm ngân vang vọng lên, một đường kiếm khí màu vàng chợt lóe lên ở nơi đây, thoáng cái, ngoài mấy vạn dặm. A! Một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang vọng ở không gian hơn mấy vạn dặm trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó đều vô cùng kinh ngạc, đều vội lùi lại. Giờ phút này, Dương Diệp cầm thanh kiếm màu vàng đã giải phong, dưới Thiên Tôn. Hắn đã là vô địch. Nhưng bọn họ không biết, giờ phút Dương Diệp đã là nỏ mạnh hết đà. Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, thoáng cái, bóng đen này trực tiếp bao phủ lấy Dương Diệp, sau đó cùng Dương Diệp biến mất khỏi đó. Mà vào lúc này, một giọng nói đột nhiên từ phía chân trời kéo tới. Bắt đầu từ lúc này, Dương Diệp ta không lên thế giới lớn, ta chỉ giết người. Tiếng như sấm vang lên, chấn động trời đất. Qua một hồi lâu, ở đó mới khôi phục bình tĩnh. Lại qua hơn 10 hơi thở sau, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở đó, nam tử trung niên này chính là Cổ Đế. Cổ Đế ngẩng đầu nhìn về phía nơi Dương Diệp cùng bóng đen kia rời đi, sau đó khẽ nói. Tiểu tử này muốn báo thù à? Nói đến đây, hắn đột nhiên khẽ cười, sau đó bấm tay bắn ra, một đường ánh sáng màu vàng đột nhiên bắn nhanh về phía vị trí Dương Diệp rời đi lúc trước. Hai hơi thở sau, giọng nói Dương Diệp lại từ phía chân trời xa xôi truyền đến. Cảm ơn. Lần này, âm thanh rất khẽ, rõ ràng Dương Diệp đã rời đi rất xa. Cổ Đế khẽ cười, đột nhiên vẻ tươi cười của hắn cứng đờ, sau đó quay đầu lại nhìn về phía cách đó không xa. Vừa rồi vì sao không ra tay? Một mảnh không gian kia, một nam tử trung niên mặc áo bào sa hoa đột nhiên đi ra, nam tử áo bào sa hoa để tóc dài xõa vai. Bên thắt lưng treo một hồ lô rượu màu trắng, cả người từ trên xuống dưới tản ra một khí tức nho nhã. Vì sao phải ra tay? Nam tử áo bào sa hoa hỏi ngược. Im lặng trong chớp mắt, hai người đột nhiên nhìn nhau cười. Cổ Đế cười nói. Chúc mừng. Cũng vậy. Nam tử áo bào sa hoa nói. Cổ Đế quay đầu lại, nhìn về phía chân trời xa xôi. Dạ Đế đúng là ngu không ai bằng. Thanh kiếm trong tay Dương Diệp. Ngay cả ba đại cổ tu giả năm đó cũng không dám cưỡng ép, hắn tự nhiên bị lợi ích mà mê muội tâm can, lựa chọn cường đoạt, thật đúng là ngu ngốc. Nam tử áo bào sa hoa khẽ lắc đầu. Hắn không phải ngu ngốc, hắn chỉ là quân cờ của Hồng Bào Thiên Tôn. Hồng Bào Thiên Tôn cũng là kẻ ngu ngốc. Cổ Đế đạo. Nam tử áo bào sa hoa lại lắc đầu. Hắn cũng là quân cờ. Nghe vậy, Cổ Đế nhíu mày. Mà lúc này... Nam tử áo bào sa hoa lại nói. Theo ta được biết, Dương Diệp này diệt gia tộc của yêu nữ doanh gia kia, nhưng người cũng biết vì sao yêu nữ kia tới bây giờ còn không ra mặt đi giết chết hắn không? Cổ Đế đạo,
Ta cũng nghe nói về chuyện này, yêu nữ này đã từng phái phân thân đi tới doanh gia, nhưng vẫn không bảo vệ được doanh gia. Nam tử áo bào xa hoa quay đầu lại nhìn về phía cách đó không xa, sau đó nói. Các hạ, người cảm thấy thế nào? Một lát sau, không gian này đột nhiên truyền đến một giọng nói. Trên thân người này có nhiều loại nhân quả. Đã từng có ít nhất ba người thay đổi qua quỹ tích số phận của hắn, ba người này đều có khả năng nghịch thiên. So sánh với ba vị cổ tu giả thì thế nào? Nam tử áo bào xa hoa đột nhiên hỏi. Vì sao bọn họ không dám ra mặt đoạt kiếm trong tay Dương Diệp? Giọng nói kia đột nhiên hỏi ngược lại. Nghe vậy, nam tử áo bào xa hoa im lặng. Lúc này, giọng nói kia lại nói. Bọn họ không cầm được, không phải sợ hãi tiềm lực của Dương Diệp này, mà là không muốn tiếp nhận nhân quả trên người của Dương Diệp, cũng không muốn tiếp nhận nhân quả của thanh kiếm kia. Nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ không muốn. Dạ Đế cùng Hồng Bào Thiên Tôn, bọn họ cũng không phải là kẻ ngu dốt, đáng tiếc hai người bọn họ đều không có lựa chọn. Ai là người đứng phía sau bọn họ? Nam tử áo bào xa hoa đột nhiên hỏi. Thần đao, đao của ngươi tuy đã có khả năng thông thần, nhưng ở hạ giới này, người có thể lấy mạng ngươi hình như cũng không ít, mà người này vừa vặn có thể làm được. Âm thanh này nói. Nam tử áo bào xa hoa này chính là thần đao thiên tôn này. Lúc này, âm thanh này đột nhiên lại nói. Cổ đế, thiên tôn đã ngã xuống một vị, người có thể thượng vị. Cổ đế lắc đầu cười. Không không, ta còn kém xa lắm. Thần đao nhìn về phía cổ đế. Trong năm đại đế, thiên toán huynh thần bí nhất, cổ đế ngươi lại khiêm tốn nhất. Cổ đế cười nói. Biết càng nhiều sẽ càng khiêm tốn. Còn nữa, những danh hiệu này đều là mây bay, không phải sao? Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía nơi lúc trước vốn phát ra âm thanh kia. Thật ra, ta rất tò mò về lai lịch của thiên toán tiền bối. Tuy nhiên, ngươi đừng nói nữa, ta sợ thiên toán tiền bối giết người diệt khẩu. Người trong bóng tối kia chính là một trong năm đại đế, thiên toán. Thiên toán im lặng một lát, sau đó nói. Không có lai lịch ra sao, chẳng qua là thư sinh của thượng giới mà thôi. Cổ đế mỉm cười. Hai vị, cáo từ. Dứt lời, thân hình hắn run lên, lập tức biến mất. Cổ đế đi rồi, thần đạo này đột nhiên nói. Hắn hình như đang giúp đỡ Dương Diệp, đánh cược. Thiên toán nói. Hắn đang đánh cược. Trên người của Dương Diệp có rất nhiều nhân quả, nhưng kỳ ngộ cũng rất nhiều. Người đi cùng với hắn, hoặc là thành thần, hoặc là thành quỷ. Thành thần, thành quỷ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt. Tỉnh rồi sao? Lúc này, một giọng nói từ bên tai Dương Diệp truyền đến. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, ở bên cạnh hắn là Dương Liêm Sương, phía sau Dương Liêm Sương là các nàng U Minh Điện. Lúc này, các nàng đều đang nhìn hắn. Dương Diệp đang muốn nói, lúc này thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên đi tới trước mặt của hắn, sau đó đánh một quyền vào bụng của hắn. Ầm! Theo một tiếng động nặng nề vang lên, thân thể Dương Diệp lập tức cong lại thành hình cánh cung. Dương Diệp lập tức nổi giận, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ cưỡi heo, đang muốn nói, nhưng lúc này trên mặt thiếu nữ cưỡi heo lại có hai hàng nước mắt rơi xuống. Khóc à! Dương Diệp sửng sốt. Lúc này, thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên nắm áo của hắn, lạnh lùng nói. Dương Diệp, ngươi nhớ kỹ cho ta, cái mạng này của ngươi là do nhị tỷ lấy tính mạng ra để đổi lấy, lần sau muốn liều mạng, mong ngươi suy nghĩ tới nhị tỷ của ta một chút. Nói xong, nàng lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp và xoay người rời đi. Dương Diệp im lặng. Ở đó, các nàng cũng im lặng. Một lát sau, Dương Liêm Sương nói. Lần này ngươi có chút kích động. Cho dù ngươi giải phong thanh kiếm kia, nhưng nếu như Dạ Đế không chiến đấu cùng ngươi mà là lựa chọn bỏ trốn, ngươi căn bản không có cách nào bắt hắn. Ngươi phải hiểu rõ một điểm, ngươi dùng thần vật, có thể đánh với cường giả chuẩn minh cảnh một trận, thậm chí chém giết cường giả chuẩn minh cảnh, nhưng cảnh giới thật sự của bản thân ngươi chỉ có chân cảnh nhị đoạn thôi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta biết. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía đám người minh nữ. Chúng ta đi thôi, để cho hắn yên tĩnh một chút. Các nàng khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Mà minh nữ lại đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nói. Chúng ta biết người muốn báo thù cho nhị tỷ, nhưng chuyện này không thể gấp được, cũng không gấp được. Cho nên chuyện báo thù vẫn tạm thời để lại đã. Nói xong,
nàng cũng xoay người biến mất ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Tiểu tử, có phải cảm thấy mình còn rất yếu đúng không? Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Không quan tâm thực lực của ta nâng cao bao nhiêu, bao giờ vẫn luôn có người mạnh hơn ta, điều này khiến cho ta cảm thấy mình quá yếu. Đây không phải là chuyện bình thường sao? Hậu Khanh nói. Theo thực lực của ngươi nâng cao, người ngươi có thể tiếp xúc sẽ khác. Lấy một thí dụ, nếu như một con dê nhỏ cả đời ở trong chuồng dê, nó sẽ cảm thấy con dê đầu đàn của mình là mạnh nhất, nhưng khi nó rời khỏi chuồng dê đi vào sâu trong rừng, nó lại sẽ phát hiện, thế giới này còn có sói, còn có hổ, còn có sư tử, còn có rất nhiều sinh vật mạnh mẽ mà nó còn chưa biết tới. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, sau đó lại nói. Ngươi cảm thấy mình yếu là một chuyện tốt, bởi vì ngươi lấy mình so sánh cùng những người cường đại ưu tú hơn. Nếu như ngươi đi so sánh với những rác rưởi, vậy ngươi tự nhiên sẽ cảm thấy mình rất ưu tú, nhưng điều này chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Giờ phút này, hắn nóng lòng muốn có thực lực. Đặc biệt là trước đó huyết nữ chết, còn có chuyện của Tử Nhi. Nếu như thực lực của hắn đủ mạnh mẽ, nhị tỷ sẽ không phải chết, Tử Nhi cũng sẽ không cần để cho tiểu thất chiếm cơ thể. Cảnh giới. Hậu Khanh nói. Cảnh giới là cơ sở, bây giờ ngươi nhất định phải mau chóng nâng cao cảnh giới của bản thân mình, chỉ có cảnh giới của ngươi tăng lên, năng lực trên các phương diện của ngươi mới có thể nâng cao theo, ngươi mới có thể chịu đựng nổi rất nhiều huấn luyện với cường độ cao, đặc biệt là thần hồn cùng tinh thần của ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn cúi đầu nhìn về phía tay của mình, ở lòng bàn tay hắn là một trái cây. Chân linh quả. Trái cây này chính là chân linh quả mà cổ đế đưa cho hắn trước đó. Hắn cũng không biết vì sao đối phương phải đưa chân linh quả này cho hắn, tuy nhiên đối với hắn, điều này đã không quan trọng nữa. Quan trọng là trái cây này có thể giúp đỡ hắn tăng thực lực lên. Nắm lấy trái cây, Dương Diệp xoay người và lập tức biến mất. Tầng thứ hai của Hồng Mông Tháp. Lúc này, trong tầng này chỉ có Tiểu Thiên cùng Lục Đinh Thần Hỏa, trên giường đã trống rỗng. Tiểu Thiên đi tới trước mặt Dương Diệp, khẽ nói. Ngươi nợ tiểu thất một xin lỗi. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thật ra, nàng bước vào cơ thể của Tử Nhi, mượn cơ thể của Tử Nhi ra tay, cũng đặc biệt nguy hiểm. Sở dĩ nàng phải vội vàng đi thượng giới là bởi vì sau khi nàng ra tay, thần hồn đang chậm rãi tiêu tan, nàng nhất định phải trở lại trong gia tộc của mình thì mới có khả năng bảo vệ được linh hồn mình. Nếu như đi về chậm, nàng cũng sẽ chết. Dương Diệp im lặng. Lúc này, Tiểu Thiên lại nói. Bất kể là Tiểu Thất hay là Tử Nhi, các nàng làm như vậy cũng chỉ vì giúp đỡ ngươi thôi. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, ở khóe mắt hắn đột nhiên tràn ra hai hàng nước mắt. Bên trong phòng tu luyện, lúc này, bên trong phòng tu luyện chỉ có An Nam Tĩnh cùng Thiên Nữ. Hai mắt Thiên Nữ khép hờ, cả người từ trên xuống dưới hoàn toàn không có khí tức. Nàng có thể sắp tỉnh rồi. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh khẽ nói. Gần đây, khí tức của nàng khi thì bình tĩnh, khi thì hỗn loạn, bây giờ, nàng đã hoàn toàn bình tĩnh xuống, ta nghĩ, nàng chắc đã vượt qua chuyện khó khăn nhất. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh. Nàng là chân cảnh tam đoạn sao? An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Dương Diệp nhìn chân linh quả trong tay mình. Mình cũng nên tăng thực lực lên thôi. Tu luyện. Thời gian tiếp theo, Dương Diệp nuốt vào chân linh quả, sau đó bắt đầu điên cuồng tu luyện. Cảnh giới. Hậu Khanh không chỉ một lần nói với hắn về tầm quan trọng của cảnh giới này, hắn bao giờ cũng quên, bởi vì thực lực của hắn bây giờ cũng không phải là dựa vào cảnh giới chống đỡ, mà là dựa vào lực lượng của thân thể, còn có bảo vật trên người. Nhưng giống như Hậu Khanh nói, cảnh giới là cơ sở, chỉ khi hắn nâng cao cảnh giới của mình, thân thể cùng với các phương diện của mình mới có thể tiếp tục nâng cao được. Chân linh quả vào bụng, một năng lượng mạnh mẽ lập tức từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra, rất nhanh, vòng xoáy nhỏ xoay tròn, tiếp theo, hai tay, hai chân, bách hài của hắn điên cuồng hấp thu những năng lượng kia. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua. Thiên Trụ Sơn. Theo Dương Diệp bế quan tu luyện, lúc này Thiên Trụ Sơn cũng được yên tĩnh một cách hiếm thấy, bởi vì tất cả không tìm được tung tích của Dương Diệp. Hơn nữa,
Bây giờ người bình thường cũng không dám quay lại tìm Dương Diệp, phải biết rằng, thanh kiếm trong tay Dương Diệp không có khả năng tầm thường. Vô địch dưới thiên tôn. Tất cả cường giả thiên trụ sơn là không có ý kiến gì về điều này. Nếu như Dương Diệp không có thanh kiếm kia, dưới thiên tôn có thể còn có người đánh bại hắn, nhưng, có thần kiếm này, đừng nói dưới thiên tôn, cho dù là thiên tôn, Dương Diệp cũng có sức đánh một trận. Thực lực không đủ, trang bị xong mới dám tới gần. Ở thế giới người mạnh là vua, so sánh thực lực của một người không chỉ phải xem cảnh giới của hắn, còn phải xem trang bị cùng với thuộc tính của hắn. Trong thế giới hiện thực, một tháng sau. Thiên trụ sơn vốn yên tĩnh, theo một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nó bắt đầu trở nên không yên tĩnh nữa. Ở trong dãy núi vô tận, ở trong một sơn động, một nam tử áo xanh nhìn thi thể trước mắt, sau đó nói. Người đầu tiên, người thanh niên này dĩ nhiên chính là Dương Diệp. Trong hiện thực chỉ qua một tháng, nhưng ở bên trong phòng tu luyện Hồng Mông Tháp thì đã qua một năm. Thời gian một năm, hắn hoàn toàn tiêu hóa chân linh quả, sau đó hắn cũng từ chân cảnh nhị đoạn tăng lên tới chân cảnh tứ đoạn, không chỉ có vậy, hắn còn thu được lực chân linh ẩn chứa trong chân linh quả. Lực chân linh này rất mạnh mẽ, nếu như cộng thêm thực lực của hắn bây giờ, hắn hoàn toàn có thể nắm chắc, cho dù không cần giải phong kiếm, cũng có thể giết chết Dạ Đế. Quan trọng nhất là lực chân linh này không những có thể dùng để tấn công, còn có thể dùng để phòng thủ. Có thể công có thể thủ. Giết người. Sau khi bế quan đi ra, chuyện Dương Diệp làm đầu tiên chính là giết người. Chuyện của Tử Nhi cùng Tiểu Thiên, còn có chuyện của Huyết Nữ làm cho Dương Diệp hiểu rõ một việc, đó chính là Dương Diệp hắn muốn sống yên ổn ở Thiên Trụ Sơn này thì chỉ là vọng tưởng. Nếu các ngươi không cho ta yên ổn, vậy tất cả các ngươi đừng mong yên ổn. Hắn chuyên môn săn giết cường giả chuẩn minh cảnh. Trong sơn động, Dương Diệp thu hồi mạch suy nghĩ và tính rời khỏi đó, đúng lúc này, giọng nói của Hậu Khanh đột nhiên vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Tiểu tử, có một chiêu có chút tổn hại, ngươi có muốn học không? Tổn hại? Dương Diệp nói. Chiêu gì? Hậu Khanh nói. Ở thượng giới, có một loại người, tên Tu Ma giả, Tu Ma có phần tương tự với cùng Tu Tà, tuy nhiên, Tu Ma không cực đoan như Tu Tà, nhưng danh tiếng cũng không tốt, là thuộc về loại người gặp người giết. Mà ta phải dạy ngươi, chính là thuật tu luyện của Tu Ma giả, đây là do Vu Vương của ta từng ban cho ta, tuy nhiên ta không tu luyện. Vì sao? Dương Diệp nói. Hậu Khanh nói. Có chút tổn hại, bởi vì tu luyện chiêu này thì nhất định phải giết người. Sau khi giết người, người có thể hấp thu hết huyết khí cùng với tinh khí thần, còn có linh hồn của đối phương, sau đó lấy nó tới tăng cường chính mình. Nếu như người chuyên môn giết cường giả chuẩn minh cảnh, giết nhiều, muốn tu luyện tới chân cảnh lục đoạn cũng hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Thậm chí đạt được chuẩn minh cảnh cũng không phải là chuyện gì khó. Dương Diệp nói, tiền bối, theo ta được biết ngươi không tính là một người tốt. Hậu Khanh nói, được rồi, ta nói thật, sở dĩ ta không tu luyện vì không muốn trở thành đối tượng bị săn giết. Ở thượng giới, tu ma giả cùng tu tà giả đều thuộc về đối tượng bị săn giết, không chỉ bị nhân loại, còn có chủng tộc khác săn giết, đây là giao hẹn trước đây của tất cả mọi người. Dương Diệp im lặng. Hậu Khanh lại nói, tu luyện hay không tu luyện đều do bản thân ngươi quyết định. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận suy nghĩ về chuyện này. Giọng nói cùng kỳ đột nhiên vang lên. Chuyện này không phải nói đùa, nếu ngươi tu luyện công pháp của tu ma giả, đến lúc đó, không chỉ có nhân tộc, cho dù là yêu tộc ta hoặc vu tộc cùng với các tộc khác cũng có thể giết ngươi. Đây là kẻ thù chung. Dương Diệp nói, Hậu Khanh tiền bối, vu vương gì đó của ngươi. Hắn có tu luyện không? Hậu Khanh nói, Vu Vương hắn không chỉ là tu ma, còn là tu tà, thậm chí công pháp của nhân loại các ngươi, hắn cũng tu luyện. Dương Diệp nói, có người đi giết hắn sao? Ai dám? Hậu Khanh đột nhiên lớn lên. Tiểu tử, Vu Vương ta là một trong mấy người mạnh nhất thượng giới, cho dù là sư phụ ngươi cũng sẽ không tùy ý trêu chọc lão nhân gia ta. Dương Diệp nói, thấy không? Không có cái gọi là kẻ thù chung, chỉ có mạnh cùng yếu. Nếu như ngươi yếu, cả thế giới đều có thể trở thành kẻ địch của ngươi, bởi vì bọn họ dám. Nhưng nếu như ngươi mạnh mẽ, đừng nói tu ma, cho dù ngươi song tu cùng mẹ hắn, hắn cũng không dám nói gì. Thế giới này giống như lò xo, ngươi yếu, nó lại mạnh, ngươi mạnh thì nó lại yếu. Nói đến đây, Dương Diệp khẽ cười, sau đó lại nói.
Còn nữa, bây giờ ta không tu ma, những người này không phải cũng muốn ta chết sao? Im lặng một lát sau, Hậu Khanh nói. Ngươi quyết định rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó gằn giọng nói. Ngươi muốn đối địch với ta, ta giết người, yêu muốn đối địch với ta, ta lại giết yêu, ma muốn đối địch với ta, ta cũng giết ma. Lúc này, Cùng Kỳ nói. Tiểu tử, ngươi tu luyện công pháp này, nhân tộc có lẽ thật sự không có chỗ cho ngươi dung thân đâu. Nhân tộc không cho ta chỗ dung thân, vậy ta lại đi tới Vu tộc. Dương Diệp khẽ nói. Được. Lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói. Tiểu tử, ta đại biểu Vu tộc hoan nghênh ngươi. Lúc này, Dương Diệp dường như nghĩ tới điều gì, lại nói. Hậu Khanh tiền bối, Vu tộc cùng nhân tộc có chỗ nào khác biệt? Hậu Khanh nói. Nghiêm khắc mà nói, tuyệt đối không gì khác nhau. Bởi vì, các ngươi là người, chúng ta cũng là người. Dương Diệp. Lúc này, Hậu Khanh lại nói. Văn minh khác nhau, tín ngưỡng khác nhau, phương pháp tu luyện cũng khác nhau. Dù sao, ta cũng không phải quá rõ về vấn đề này, chỉ là mặc dù mọi người đều người, nhưng có khác nhau, bản thân ngươi tự suy nghĩ đi. Dương Diệp. Nhắm mắt lại, ta sẽ truyền công pháp này cho ngươi. Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó hai mắt từ từ nhắm lại. Đúng lúc này, một tin tức đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Phệ linh quyết, cắn máu, nuốt linh, cắn thần, nuốt hồn. Qua rất lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt ra, sau đó hắn cúi đầu nhìn về phía thi thể trước mặt này, tiếp theo, lòng bàn tay phải của hắn hướng về phía thi thể kia, trong phút chốc, thi thể kia trực tiếp khô quắt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thoáng cái, trên mặt Dương Diệp có vẻ say mê. Cảm giác như thế nào? Lúc này, Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp nói. Cảm giác rất thoải mái. Đương nhiên là thư thái rồi. Hậu Khanh nói. Công pháp này có chỗ nghịch thiên là nó không phải cướp đoạt linh khí trời đất, mà cướp đoạt người, nó có thể hấp thu không chỉ tu vi, phải nói là tất cả. Sau khi ngươi hấp thu năng lượng của người này, sau đó vận chuyển công pháp này sẽ phân loại những năng lượng kia, ví dụ như linh hồn của hắn sẽ bị linh hồn của ngươi hấp thu, tinh khí của hắn lại sẽ bị tinh khí của ngươi hấp thu. Bây giờ xem như Dương Diệp đã hiểu rõ vì sao tu ma giả bị người đuổi giết rồi. Thật ra, nói nghiêm khắc thì không phải ai khác muốn giết tu ma giả, mà là tu ma giả muốn nâng cao chính mình thì nhất định phải đi giết người. Cũng giống như hắn, sau khi hắn tu luyện phệ linh quyết này, liền muốn tiếp tục đi giết người, sau đó cắn nuốt đối phương. Hút một cường giả chuẩn minh cảnh, ít nhất có thể tương đương với hắn khổ luyện 3 tháng. Nếu như hoàn chỉnh, vậy ít nhất có thể tương đương với nửa năm khổ luyện. Cho nên, muốn càng mạnh hơn, nhất định phải không ngừng giết người. Mà đối với hắn bây giờ lại vừa vặn thích hợp, bởi vì bây giờ hắn muốn giết người. Dương Diệp rời khỏi sơn động, thoáng cái, một đường kiếm quang chợt lóe lên ở phía chân trời cách đó mấy vạn dặm. Sau khi cảnh giới nâng cao, hắn phát hiện ra, bất kể là tốc độ, cơ thể của hắn cùng với thần hồn của hắn đều được nâng cao rất lớn. Nâng cao này không phải một chút mà là rất lớn. Duy nhất tương đối đáng tiếc là thánh kiếm, bây giờ hắn còn là không có cách nào hoàn toàn nắm giữ được nó. Cho dù thanh kiếm kia phối hợp hắn cũng không làm được. Tuy nhiên, hắn vẫn có thể sử dụng, nhưng chỉ tối đa sử dụng được 3 lần. Bởi vì mỗi lần sử dụng thanh kiếm kia đều sẽ dẫn động lực lượng của chư thiên và ngôi sao cùng lực lượng của mặt đất, những lực lượng này quá mức khủng khiếp, cho dù là cơ thể bây giờ hắn cũng có phần không chịu nổi. Thiên trụ sơn, theo càng lúc càng nhiều cường giả chuẩn minh cảnh lặng lẽ chết đi, cuối cùng, rất nhiều người ý thức được điểm không bình thường. Đặc biệt là những cường giả chuẩn minh cảnh, người người bắt đầu cảm thấy bất an. Bởi vì kẻ chết đều là cường giả chuẩn minh cảnh. Ở trong một sơn cốc, dưới đáy sơn cốc là một nam tử đang ngồi xếp bằng, một trong tay cầm trường thương. Nam tử này được gọi là chuẩn đế Tiêu Hàn Y. Đột nhiên, Tiêu Hàn Y mở mắt. Những người chết gần đây đều do ngươi giết. Là, ở cách Tiêu Hàn Y mấy trăm trượng có một giọng nói đột nhiên vang lên. Gương mặt Tiêu Hàn Y buồn bã. Ta đã buông tha thanh kiếm kia rồi. Muộn rồi. Vừa dứt lời, một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên ở trong không trung. Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, một đường kiếm quang liền đi tới trước mặt Tiêu Hàn Y. Sắc mặt Tiêu Hàn Y không đổi, tay phải thò ra, thanh trường thương bên cạnh hắn lại xuất hiện ở trong tay hắn,
thoáng cái, hắn phóng người đập xuống phía trước. Thương ra, lôi quang chấp hiện. Lúc này, kiếm đã tới. Ầm. Theo một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên ở trong không trung, Tiêu Hàn Y trực tiếp bị một lực lượng cường đại chấn động đến ngoài nghìn trượng, hắn còn chưa dừng lại, lại có một đường kiếm quang đi tới trước mặt. Ầm. Lần này, Tiêu Hàn Y lại bị chấn động bay ra ngoài, ngoài mấy ngàn trượng, Tiêu Hàn Y vừa dừng lại, liền có một đường kiếm quang đi tới trước mặt của hắn. Nhìn thấy đường kiếm quang này, vẻ mặt Tiêu Hàn Y trở nên dữ tợn, thoáng cái, trường thương trong tay hắn đột nhiên nhanh chóng xoay tròn. Ầm. Đột nhiên, rất nhiều bóng thương năng lượng đột nhiên từ trong trường thương của Tiêu Hàn Y nhanh chóng hiện ra, chỉ trong chớp mắt, những bóng thương liền bao phủ lấy đường kiếm kia của Dương Diệp. Ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ lớn không ngừng vang vọng xung quanh, kiếm quang kia lại trực tiếp bị chấn động đến ngoài mấy nghìn trượng. Sau khi dừng lại, Dương Diệp nhìn trước ngực mình, lúc này ở trước ngực hắn có một vết thương, tuy nhiên, tuyệt đối không phá rách ra tay của hắn, chỉ là có một dấu vết mờ mờ. Không ngờ được trong khoảng thời gian ngắn, người đã trở nên mạnh như vậy. Đúng lúc này, Tiêu Hàn Y đột nhiên chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Hàn Y, không nói nhảm, đang muốn ra tay, đột nhiên, trường thương trong tay Tiêu Hàn Y trở nên mờ ảo, thoáng cái, thanh trường thương trong tay hắn trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng bạc trùng khớp với bóng của hắn. Người thương hợp thể sao? Dương Diệp nhíu mày. Đúng lúc này, Tiêu Hàn Y đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng bạc lập tức biến mất. Ở Tiêu Hàn Y biến mất giây phút đó, sắc mặt Dương Diệp mạnh mẽ chợt biến đổi, thoáng cái, kiếm tổ trong tay Dương Diệp biến thành trường kiếm màu vàng kia. Chém. Dương Diệp vừa dứt lời, hai tay hắn nắm kiếm chợt chém mạnh về phía trước. Kiếm hạ xuống, các sao có động tĩnh khác thường, rất nhiều lực lượng của tinh quang lập tức tập trung ở trong kiếm của hắn, không chỉ có vậy, Dương Diệp còn cảm giác được vào giờ phút lực lượng của toàn bộ mặt đất này điên cuồng tràn vào thanh trường kiếm trong tay mình. Suy, một kiếm hạ xuống, Tiêu Hàn Y hóa thành ánh thương lập tức bị vỡ ra, ngay sau đó, một bóng người trực tiếp bay ngược đến ngoài vạn trượng. Bóng đen này chính là Tiêu Hàn Y. Kiếm thu lại, ở đó khôi phục lại bình thường. Dương Diệp liếc nhìn Tiêu Hàn Y ở ngoài xa, sau đó xoay người rời đi. Ánh mắt Tiêu Hàn Y có chút đờ đẫn nhìn theo hướng Dương Diệp rời đi. Sau đó khẽ nói. Ý nghĩ tham lam, hại chết, người. Vừa dứt lời, thân thể hắn đột nhiên mờ ảo, chỉ trong giây lát, hắn liền biến mất khỏi đó. Sau khi giải quyết Tiêu Hàn Y xong, Dương Diệp lợi dụng thiên võng tìm được người còn lại trước đây đã từng đuổi theo giết hắn, Cổ Huyễn. Trong dãy núi yên tĩnh không tiếng động, im lặng như tờ. Ong! Đột nhiên, một tiếng kiếm ngân vang lên ở trong dãy núi này, thoáng cái. Đường kiếm quang kia đã tiến vào trong núi lớn. Dương Diệp đi qua một rừng rậm, sau đó trở lại dưới một thác nước cao tới mấy ngàn trượng, rất nhiều dòng nước giống như con rồng nước từ trên đỉnh núi kia trút xuống, cuối cùng đều rơi vào trong đầm nước bên dưới, bắn lên vạn bọt nước. Mà ở cạnh đầm nước này cơ một căn nhà trúc. Đột nhiên, một đường kiếm quang trực tiếp rơi vào trên nhà trúc. Ầm, nhà trúc bị vỡ nát, một nam tử từ trong đó đi ra. Nam tử này chính là Cổ Huyễn, mà cách Cổ Huyễn mấy trăm trượng là một nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh này chính là Dương Diệp. Cổ Huyễn nhìn Dương Diệp. Nếu như ta không đoán sai, những cường giả chuẩn minh cảnh biến mất gần đây đều do ngươi giết. Dương Diệp nói. Yên tâm, ngươi cũng sẽ nhanh chóng đi làm bạn với bọn họ thôi. Vừa dứt lời, hắn lại muốn ra tay, mà vào lúc này, Cổ Huyễn đột nhiên nói. Có một tin tức có lẽ có thể giá trị ngang với tính mạng của ta. Nhưng Dương Diệp vẫn rút kiếm ra liền một phát chém. Ong! Kiếm quang lên, Cổ Huyễn biến sắc, hai tay vẫy một cái, rất nhiều tấm thiệp màu đen giống như phi tiêu từ lòng bàn tay hắn chút xuống, nhưng những tấm thiệp này vừa mới tiếp xúc với đường kiếm quang của Dương Diệp liền ầm ầm tiêu tan. Thoáng cái! Ầm! Cổ Huyễn trực tiếp bị một kiếm này đánh cho đập vào trên ngọn núi lớn cách đó không xa, trong nháy mắt. Cả ngọn núi lớn chấn động mạnh. Dương Diệp lại muốn ra tay lần nữa, đúng lúc này, Cổ Huyễn đột nhiên nói. Là chuyện liên quan tới nhị tỷ của ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức ngừng lại, hắn nhìn chằm chằm Cổ Huyễn. Có ý gì? Cổ Huyễn liếc nhìn Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ kiêng kỵ, hắn không ngờ mới chỉ thời gian ngắn ngủi không gặp, Dương Diệp đã mạnh mẽ đến mức độ này. Sao? Đúng lúc này,
kiếm trong tay Dương Diệp bắt đầu run lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Cổ Huyễn biến sắc, sau đó vội vàng nói. Ta quen biết với Dạ Đế, bởi vì hắn đã từng tới ta đây, nhờ ta chữa thương cho thánh vật khổ linh quả, ta. Nói điểm chính. Dương Diệp nói. Cổ Huyễn liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Hắn cầm một vật đổi với ta, tuy nhiên ta không đổi. Vật kia là một giọt máu bản nguyên, giọt máu bản nguyên. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức hít thở dồn dập. Có ý gì? Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, Cổ Huyễn lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói. Giọt máu bản nguyên này là do một nữ tử tu luyện ra được, bên trong giữ ý thức cùng mấy tia hồn phách của nàng. Nói đơn giản một chút, nếu có cơ duyên lớn, nàng có thể sống lại. Sống lại. Dương Diệp hít sâu một hơi, giờ phút này, hai tay hắn đều đang run rẩy. Lúc này, Cổ Huyễn dường như muốn nói gì, Dương Diệp lại đột nhiên nhìn về phía hắn, Cổ Huyễn thoáng biến sắc, huyền khí trong cơ thể bắt đầu dâng trào. Không gạt ta chứ? Dương Diệp nói. Cổ Huyễn khẽ lắc đầu. Nếu có lời nào gian dối, ta chấp nhận bị trời tru đất diệt. Dương Diệp không nói nữa, hắn xoay người thân hình run lên và biến mất ở phía chân trời. Nhìn thấy Dương Diệp rời đi, tảng đá trong lòng Cổ Huyễn cuối cùng rơi xuống. Trước đó, hắn sở dĩ lựa chọn không chiến đấu, là bởi vì hắn biết Tiêu Hàn Y đã chết. Hắn cùng Tiêu Hàn Y không chênh lệch bao nhiêu, nhưng Tiêu Hàn Y vẫn bị Dương Diệp giết chết, hắn tất nhiên không phải là đối thủ. Bởi vậy, hắn quyết đoán lựa chọn cầu hòa. Mà hắn tất nhiên hiểu rõ, sở dĩ có thể cầu hòa là bởi vì hắn biết chuyện này. Cổ Huyễn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó nói. Dạ Đế, chúc ngươi nhiều may mắn. Khi biết huyết nữ vẫn có khả năng sống lại, Dương Diệp không đuổi theo giết người khác nữa. Hắn lao thẳng đến Dạ Sát Thành. Dạ Sát Thành. Dạ Đế, lăn ra đây cho ta. Đột nhiên, một giọng nói vang vọng ở trên không trung của Dạ Sát Thành. Vô số người vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thành. Mà vào lúc này, một đường kiếm quang đột nhiên từ phía chân trời xa xôi kéo tới, cuối cùng, đường kiếm quang kia trực tiếp bổ vào trên cửa thành của Dạ Sát Thành. Ầm, cửa thành Dạ Sát Thành trực tiếp ầm ầm vỡ nát. Dương Diệp. Sau khi biến mất hơn một tháng, Dương Diệp lại xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Rất nhanh, rất nhiều cường giả Thiên Trụ Sơn xung quanh đều bị kinh động, sau đó chạy về phía Dạ Sát Thành. Chỉ có điều bây giờ, không có người nào dám ra tay. Bởi vì trong tay Dương Diệp cầm là một thanh kiếm màu vàng. Trước đây đã có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy uy lực của thanh kiếm này, cho dù không có nhìn thấy, cũng nghe người ta nói qua. Theo cửa thành ầm đổ sụp xuống, hơn 10 người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, trong đó người dẫn đầu là một lão già này là cường giả chuẩn minh cảnh. Lão già đang muốn nói, đột nhiên, Dương Diệp cách hắn không xa đã rút kiếm liền chém một phát. Ong! Tiếng kiếm ngân vang vọng, một đường kiếm quang màu vàng chợt lóe lên ở trong ánh mắt mọi người. Nhanh, đường kiếm quang này nhanh đến cực hạn, mắt thường căn bản không thể nhận ra được. Nhìn thấy Dương Diệp không nói hai lời đã dùng kiếm, trong lòng lão già kia vừa sợ lại vừa giận, nhưng không dám khinh thường. Chân phải của lão già nhẹ nhàng giẫm một cái vào không trung, trong phút chốc, tất cả không trung chấn động mạnh. Ngay sau đó, một khí tức cường đại từ trong cơ thể lão già cuốn ra ngoài, rất nhanh, khí tức này va chạm vào kiếm quang của Dương Diệp. Ầm! Theo một tiếng nổ lớn bắt đầu vang vọng ở nơi đây, lão già kia trực tiếp bị một kiếm này làm chấn động đến mức liên tiếp lùi lại phía sau, một lần lùi lại này là gần vạn trượng. Giờ phút này, trong lòng những cường giả kia ẩn nấp trong bóng tối đều vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng bọn họ cũng không nghĩ tới, thực lực của Dương Diệp tự nhiên trở nên mạnh như vậy. Lão già bị Dương Diệp dùng một kiếm đẩy lùi cũng vô cùng khiếp sợ, hắn không ngờ được thực lực của Dương Diệp tự nhiên mạnh mẽ đến mức này. Phải biết rằng, trước đây Dương Diệp tới Dạ Sát Thành đã phải ám sát, căn bản không dám trực tiếp giao đấu cùng bọn họ. Mà bây giờ, Dương Diệp công khai tới. Dương Diệp không tiếp tục ra tay, mà nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Dạ Đế, lăn ra đây cho ta. Dứt lời, cổ tay hắn nhất thời chuyển động. Thánh kiếm trong tay hắn trực tiếp mang theo một đường kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây. Suy, kiếm quang lướt qua, tất cả kiến trúc đều hóa thành hư vô, một vết kiếm sâu không thấy đáy kéo dài từ mặt đất trước mặt Dương Diệp đến cuối tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vô số người càng thêm kiêng kỵ.
Lão già đối diện với Dương Diệp cũng biến sắc, mức độ mạnh mẽ của Dương Diệp còn hơn cả sự tưởng tượng của hắn. Tài năng hơn người. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn lão già đối diện hắn, gằn giọng nói. Ba hơi thở, trong vòng ba hơi thở, dạ đế không ra, hôm nay lão tử lại giết tất cả dạ sát thành. Tàn sát hàng loạt dân trong thành. Tàn sát hàng loạt dân trong thành. Giọng nói Dương Diệp được huyền khí gia tăng, giống như tiếng sấm nhanh chóng truyền ra bốn phía xung quanh. Giờ phút này, trong dạ sát thành có vô số người lập tức lao về phía ngoài thành. Bởi vì bọn họ cảm giác được, giờ phút Dương Diệp đã có phần phát điên. Hắn tuyệt đối là nói được thì làm được. Về phần hắn có thể thật sự tàn sát dạ sát thành hay không, điều này không quan trọng, quan trọng là Dương Diệp này tuyệt đối dám làm. Rất nhanh, ba hơi thở đã qua. Lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt. Mà vào lúc này, một đường ánh sáng màu đen đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời của dạ sát thành. Ngay sau đó, một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Người tới chính là dạ đế. Dạ đế tất nhiên phải hiện thân, Dương Diệp một mình đi tới dạ sát thành, đồng thời ở trước mặt tất cả cường giả Thiên Trụ Sơn khiêu chiến hắn. Nếu như hắn không xuất hiện, vậy sau này danh tiếng của hắn ở Thiên Trụ Sơn này xem như đã hoàn toàn bị phá hủy. Dạ đế liếc nhìn Dương Diệp, trong mắt có một tia phức tạp. Thực lực của Dương Diệp này được nâng cao quá nhanh. Trước đây không lâu, Dương Diệp nhìn thấy hắn chỉ có thể chạy trốn. Mà bây giờ, Dương Diệp đã có thực lực giết chết hắn. Trong bóng tối, tất cả mọi người đều mỏi mắt mong chờ. Tất cả mọi người muốn xem thử, ngày hôm nay giữa Dương Diệp cùng dạ đế rốt cuộc ai sẽ biến mất khỏi cuộc đời này. Dương Diệp nhìn về phía dạ đế. Giao giọt máu bản nguyên của nhị tỷ ta ra, ta làm cho ngươi chết thoải mái một điểm. Dạ đế nhìn Dương Diệp vài hơi thở, sau đó nói. Có bản lĩnh thì mình tới lấy đi. Lúc này, chân phải của Dương Diệp đột nhiên dẫm mạnh xuống mặt đất một cái. Cả người Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn mạnh về phía dạ đế. Kiếm quang vừa ra, bầu trời sao chấn động, vô số lực ngôi sao giống như sông dài từ phía chân trời xuyên qua không gian lao đến, cuối cùng đều tiến vào trong đường kiếm quang của Dương Diệp. Trong bóng tối, trong lòng rất nhiều cường giả đều vô cùng kinh ngạc, chợt lùi lại. Một kiếm vừa phát ra uy lực, vạn người tránh né. Tuy vẻ mặt dạ đế vô cùng nghiêm trọng, nhưng vẫn rất bình tĩnh. Làm một trong năm đại đế, chút tố chất tâm lý đó vẫn phải có. Ở dưới sự tập trung chú ý của mọi người, hai tay của dạ đế thò ra phía trước, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt. Trong phút chốc, hai vòng xoáy màu đen xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thoáng cái, hai vòng xoáy màu đen này nhanh chóng lớn lên, cuối cùng trực tiếp bao phủ lấy hắn. Mà lúc này, kiếm quang của Dương Diệp đã tới. Hai luồng năng lượng cường đại vừa mới tiếp xúc, một sóng khí vô hình khủng khiếp liền bạo phát ra, sóng khí này trực tiếp làm không gian xung quanh chấn động giống như gợn sóng nhộn nhạo, mà bản thân dạ đế lại trực tiếp bị chấn động đến ngoài vạn trượng. Một kiếm đẩy lùi dạ đế. Phía xa, dạ đế nhìn trước ngực của mình, lúc này, trước ngực hắn đã rạn nứt, máu tươi không ngừng từ trong đó tràn ra. Im lặng chín hơi thở, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Một kiếm, nào, tiếp tục tới đi. Phía xa, Dương Diệp không nói nhảm, chân phải của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, cả người giống như một con chim bay lên lập tức từ mặt đất lao lên, thoáng cái, hắn đã tới thẳng đỉnh đầu của dạ đế, ngay sau đó, hai tay hắn nắm thánh kiếm từ trên cao chém mạnh xuống dạ đế. Ầm 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 ầm, kiếm này vừa ra. Các kiến trúc bên trong mấy vạn trượng xung quanh Dương Diệp trực tiếp bị lực lượng cường đại trong đó phát ra đập thành hư vô. Lực lượng thánh kiếm quá mức mạnh mẽ, hắn căn bản không có cách nào làm được như trước vậy, khiến cho lực lượng không hoàn toàn lộ ra ngoài. Bên dưới, dạ đế hít sâu một hơi, lần này, hắn không lựa chọn phòng thủ. Ở chỗ lòng bàn tay của hắn đột nhiên xuất hiện thêm hai vòng xoáy màu đen, thoáng cái, hai tay hắn khép lại, hai vòng xoáy màu đen lập tức hợp lại với nhau. Ngay sau đó, toàn thân hắn trực tiếp hóa thành một cột ánh sáng màu đen phóng lên cao. Kiếm quang và ánh sáng màu đen mới tiếp xúc với nhau ở giữa không trung liền nổ tung ra. Ở trong ánh mắt mọi người, bản thân dạ đế lấy tốc độ rất nhanh rơi về phía bên dưới. Sau khi Dương Diệp lui gần nghìn trượng liền lập tức ngừng lại. Giờ phút này, trông sắc mặt Dương Diệp tái nhợt. Không phải hắn bị dạ đế tổn thương, mà bị kiếm trong tay hắn cắn trả. Tuy nhiên, tình hình của dạ đế bên dưới càng tệ hơn Dương Diệp. Giờ phút,
khắp người Dạ Đế đều là vết thương, lúc trước chỉ ngực hắn dạn nứt, bây giờ cả khuôn mặt hắn cũng nứt ra, máu tươi chảy ra trông rất dữ tợn khủng khiếp. Dạ Đế lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi còn dám dùng tới kiếm nữa sao? Còn dám sao? Giọng nói rất bình tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp còn dám sử dụng kiếm nữa sao? Người ở đây đều là cường giả đỉnh phong, lấy nhãn lực của bọn họ tất nhiên có thể nhìn ra được, lúc này Dương Diệp sử dụng này thánh kiếm chính là đang nắm giữ lực lượng không thuộc về mình, sẽ bị cắn trả. Mà bây giờ, tuy Dương Diệp còn chưa tới cực hạn, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, Dương Diệp không dám làm cho mình kiệt sức tới cực hạn. Nếu như Dương Diệp dùng thánh kiếm, hắn nhất định sẽ kiệt sức, khi đó cho dù giết chết được Dạ Đế, nhưng bất kỳ người nào ở đây cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Cách đó không xa, cổ tay của Dương Diệp thoáng động, thánh kiếm trong tay đổi lại thành kiếm tổ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng Dạ Đế lập tức khẽ cười. Nhưng ngay vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt hắn, ngay sau đó, hai tay Dương Diệp cầm kiếm chém hắn. Dạ Đế phản ứng rất nhanh, tay phải nắm chặt thành quyền, trên quyền xuất hiện vòng xoáy màu đen, tiếp theo, hắn đánh mạnh về phía trước. Ầm. Kiếm và quyền chạm nhau, Dạ Đế trực tiếp bị chấn động đến ngoài nghìn trượng. Mà Dạ Đế vừa dừng lại, Dương Diệp đã một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó lại một kiếm đánh xuống. Cứ như vậy, Dạ Đế liên tục bị đẩy lui, Dương Diệp giống như giòi bám trên MU bàn chân, đuổi theo sát Dạ Đế chém không ngừng, làm cho Dạ Đế thậm chí không thể thở nổi. Dạ Đế bị Dương Diệp công kích điên cuồng, gần như không sức đánh trả, chỉ có thể bị động chịu đòn. Nghiền ép Dạ Đế. Nếu như trước đó Dương Diệp dựa vào vật bên ngoài áp chế Dạ Đế, vậy bây giờ Dương Diệp lại dựa vào thực lực chân chính của bản thân hắn. Liên tục thất bại, tháo chạy. Ở đó, Dạ Đế lùi lại từng bước, cuối cùng hắn không có cách nào lùi lại được nữa, sau đó lựa chọn lấy mạng đổi mạng liều chết với Dương Diệp. Giờ phút này, hắn cũng bỏ qua phòng. Ngu. Nhưng khi hắn buông tha phòng ngự, lấy mạng đổi mạng cùng Dương Diệp, hắn biết mình sai rồi. Bởi vì cơ thể của Dương Diệp hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, năng lực khôi phục đặc biệt của Dương Diệp quả thực nghịch thiên. Sau một khắc, ầm. Theo một tiếng nổ lớn vang lên ở trong không trung, Dạ Đế bay ngược về phía sau, cùng lúc đó, một cánh tay của hắn mang theo máu tươi rơi xuống. Ầm. Dạ Đế vừa đập xuống mặt đất, hắn còn chưa đứng lên, một bàn chân đã dẫm lên trên ngực của hắn, làm cho hắn không có cách nào cử động được. Thất bại. Dạ Đế thất bại. Tất cả Dạ Sát Thành, theo một dẫm này của Dương Diệp, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Lúc này, trong lòng rất nhiều người cảm thấy rất phức tạp. Dương Diệp, một thiếu niên không đến 30 tuổi lại đánh bại Dạ Đế một trong năm đại đế của Thiên Trụ Sơn. Mà bọn họ, những kẻ sống mấy nghìn năm, thậm chí hơn vạn năm. Có đôi khi, con người không thể so sánh với nhau được, người so với người, thật sự sẽ tức chết người. Ở đó, tay phải của Dương Diệp vẫy một cái, nhẫn chứa đồ trên tay Dạ Đế lập tức bay đến trong tay hắn, tinh thần hắn đảo qua, rất nhanh, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Bởi vì trong đó tuyệt đối không có giọt máu bản nguyên của nhị tỷ. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía Dạ Đế. Ở đâu? Dạ Đế nhìn chằm chằm Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp khẽ gật đầu. Không nói đúng không? Được, ta cũng hy vọng ngươi không nói. Dứt lời, cổ tay hắn thoáng động. Có một cây màu đen xích sắt xuất hiện ở trong tay, tiếp theo, hắn bấm tay bắn ra, sợi xích sắt này trực tiếp cắm vào xương tỳ bà ở trước ngực của Dạ Đế. Tiếp theo, ở trong ánh mắt mọi người, Dương Diệp nắm đầu dây xích sắt và kéo Dạ Đế đi về phía ngoài cửa thành. Đúng lúc này, bụng của Dạ Đế đột nhiên phồng lên, đây rõ ràng là muốn tự nổ. Mà vào lúc này, một luồng kiếm khí đột nhiên tiến vào bụng của Dạ Đế, trong nháy mắt. Bụng của Dạ Đế này đang phồng lên lập tức trở nên bằng phẳng. Đan điền phá. Cứ như vậy, Dạ Đế bị Dương Diệp kéo đi về phía ngoài thành. Không thể nghi ngờ, điều này là sỉ nhục lớn đối với Dạ Đế. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp, ngươi làm như thế, có phải hơi quá đáng không? Không chỉ lão già, lúc này rất nhiều người trong bóng tối đều cảm thấy Dương Diệp quá đáng. Quá đáng sao? Khóe miệng Dương Diệp cong lên có phần dữ tợn. Như vậy đã là quá đáng sao? Không, vẫn còn xa mới đủ. Nói xong,
Dương Diệp không để ý tới lão già này, mà tiếp tục kéo Dạ Đế đi về phía cửa thành. Lão già kia còn muốn nói gì, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía hắn. Nếu còn lẩm bẩm thêm một câu, lão tử cho ngươi đến thay thế hắn. Sắc mặt lão già lập tức trầm xuống, nhưng, hắn không dám nói gì, lập tức chỉ là lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người lập tức biến mất. Cứ như vậy, Dương Diệp kéo Dạ Đế đi tới chỗ cửa thành, tiếp theo, tay phải hắn ném ra, Dạ Đế trực tiếp bị Dương Diệp treo ở trên cửa thành. Dương Diệp nhìn Dạ Đế. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, giọt máu bản nguyên ở đâu? Nói, ta cho ngươi một kết cục vui vẻ. Dạ Đế nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Dương Diệp, ngươi không nhảy nhót được bao lâu đâu, một ngày nào đó sẽ có người tới trừng trị ngươi, đến khi đó, kết quả của ngươi chắc chắn sẽ thảm hơn ta gấp trăm lần. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta thích nhất là người xương cứng, nào, ngày hôm nay lại để cho ta xem thử, xương của Dạ Đế ngươi cứng bao nhiêu. Vừa dứt lời, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên bắt đầu chuyển động. Ngay sau đó, thịt trên người Dạ Đế đột nhiên biến mất từng mảng một. Lăng trì. Lúc này điều Dương Diệp đang làm chính là lăng trì, cái gọi là lăng trì chính là ngàn đao róc thịt. Kiếm pháp của Dương Diệp rất tốt, mỗi một kiếm, hắn đều chỉ biết lấy mất một miếng thịt mỏng trên người Dạ Đế. Bởi vậy, hắn thật sự có thể róc được ngàn đao. Đẫm máu, tàn nhẫn. Tuy nhiên, Dạ Đế cũng đủ cứng rắn, chân mày cũng không nhăn lại. Cứ như vậy, sau một khắc, cơ thể Dạ Đế đã hoàn toàn thay đổi, dáng vẻ của hắn đã không nhìn ra hình người nữa. Nhưng dù sao hắn cũng là cường giả chuẩn minh cảnh, lực sinh mạng vẫn rất ngoan cường, bởi vậy Dạ Đế cũng chưa chết. Mà vào lúc này, trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên giọng nói Hậu Khanh. Cẩn thận, linh hồn hắn muốn chạy trốn, theo Hậu Khanh vừa dứt lời, cơ thể của Dạ Đế đột nhiên run rẩy, ngay sau đó, thân thể hắn trực tiếp nổ tung ra, thoáng cái, một bóng đen bắn nhanh về phía chân trời. Trốn. Mục đích của Dạ Đế chính là để linh hồn chạy trốn. Trước đó, sở dĩ hắn không lựa chọn trốn là bởi vì khi đó Dương Diệp còn đề phòng hắn, linh hồn hắn muốn chạy trốn sẽ rất khó. Mà bây giờ, đan điền của hắn đã bị phá, cũng không còn sức đánh trả, đề phòng của Dương Diệp với hắn đã giảm xuống mức thấp nhất. Bởi vậy, lúc này là thời cơ tốt nhất để hắn chạy trốn. Dương Diệp, mối nhục hôm nay, ngày khác ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Phía chân trời truyền đến tiếng gầm hét của Dạ Đế. Nhưng hắn không phát hiện ra, trong chớp mắt khi linh hồn hắn chạy trốn, một đường kiếm quang cũng theo đó vang lên trong không trung. Thoáng cái, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên từ phía chân trời xa xôi. Ba hơi thở sau, Dương Diệp trở lại chỗ cũ, ở trước mặt hắn lại là linh hồn của Dạ Đế, lúc này, linh hồn của Dạ Đế đang bị một thanh kiếm cắm vào. Dạ Đế có chút hoảng sợ nhìn Dương Diệp. Ngươi, làm sao ngươi biết? Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Một cơ hội cuối cùng, giọt máu bản nguyên của nhị tỷ ta ở đâu? Giọt máu bản nguyên. Dạ Đế đột nhiên giữ tợn tiếng lên. Dương Diệp, lão tử không nói cho ngươi biết, lão tử muốn ngươi cả đời đều sống ở trong áy náy, ha ha. Tách. Đúng lúc này, Dương Diệp búng ngón tay, tiếp theo, ở đầu ngón tay hắn xuất hiện một ngọn lửa. Lục đinh thần hỏa. Dương Diệp bấm tay bắn ra, ngọn lửa này trực tiếp bao quanh Dạ Đế. A. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Tiếng gào thét thảm thiết khiến cho đám người nghe đều run rẩy. Ở đó, lục đinh thần hỏa đã đốt Dạ Đế, tuy nhiên lại không trực tiếp giết chết Dạ Đế, nhưng lúc này, Dạ Đế càng hy vọng ngọn lửa kia trực tiếp thiêu chết hắn. Đáng tiếc là Dương Diệp không cho hắn được như ý nguyện. Dương Diệp nói, cứ đốt như vậy đi, ta có thời gian mà. Dứt lời, hắn ngồi xếp bằng ở tại chỗ. Sau đó hai mắt từ từ nhắm lại. Cứ như vậy, tiếng kêu thảm thiết của Dạ Đế không ngừng vang lên ở đó. Qua khoảng một khắc sau, Dạ Đế đột nhiên nói. Ở Tu La Thiên Tôn, ở Tu La Thiên Tôn. Dương Diệp mở mắt, hắn vẫy tay phải một cái, lục đinh thần hỏa bay trở về trong tay hắn. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Dạ Đế. Tu La Thiên Tôn. Dạ Đế yếu ớt nói, đúng. Trước đây ta bị nhị tỷ của ngươi hy sinh tu vi vạn năm làm cho bị thương, vì chữa thương, ta đi tìm Cổ Huyễn trước, nhưng vật chữa thương trong tay hắn đã bị hắn dùng hết, cho nên, ta lại thông qua Hồng Bảo Thiên Tôn đi tìm Tu La Thiên Tôn, sau đó dùng giọt máu bản nguyên này đổi vật chữa thương của đối phương.
Tu La Thiên Tôn. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Hắn ở đâu? Tu La Thành. Dạ Đế nói. Đó là thành của hắn, người đi vào trong đó thì có thể tìm được hắn. Dương Diệp nhìn về phía Dạ Đế, lúc này Dạ Đế nói. Cho ta một vui vẻ. Dương Diệp đi tới trước mặt Dạ Đế, sau đó nói. Có một chuyện, ta không hiểu rõ. Sau khi ta đến Thiên Trụ Sơn này, ta nghĩ, năm đại thiên tôn cùng ba đại cổ tu giả chắc hẳn đều biết đến ta, đồng thời cũng biết thánh kiếm ở trong tay ta. Nhưng vì sao bọn họ đều không tới gây rắc rối cho ta? Dạ Đế nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Ngươi có thể tự mình đi hỏi bọn họ. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía Dạ Đế. Có muốn chết vui vẻ một chút không? Dạ Đế biến sắc, trong mắt hắn đầy vẻ kiêng kỵ, giờ phút này hắn nghĩ đến ngọn lửa vừa rồi. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Ta càng tò mò hơn là vì sao ngươi cùng Hồng Bào Thiên Tôn phải nhằm vào ta. Lấy chỉ số thông minh của các ngươi, chắc hẳn hiểu rõ, cho dù các ngươi nhận được thanh kiếm này cũng không giữ được nó, không chỉ không bảo vệ nổi, trái lại còn có thể mang đến phiền phức vô tận cho mình. Nhưng ngươi cùng Hồng Bảo Thiên Tôn vẫn tới ra tay với ta, hơn nữa còn công khai ra tay. Dạ Đế đột nhiên khẽ nở nụ cười. Dương Diệp, xem ra, ngươi cũng không phải là một người ngu. Dương Diệp nói, ngươi có thể giải thích nghi ngờ cho ta không? Dạ Đế cười nói, Dương Diệp, ta càng không rõ vì sao ngươi lại giữ thanh kiếm này. Lấy chỉ số thông minh của ngươi chắc hẳn cũng biết, cầm kiếm này chỉ o có phiền phức vô cùng vô tận tới, không phải sao? Dương Diệp nhìn trường kiếm màu vàng kim trong tay mình, tại sao mình phải giữ lấy thanh kiếm này? Thật ra chính hắn cũng nghĩ tới vấn đề này. Thử hỏi, nếu như ngay từ lúc đầu hắn biết được thanh kiếm này là kiếm của nhân quân, cũng biết cầm thanh kiếm này sẽ có nhiều chuyện phiền toái như vậy, đặc biệt nếu như hắn biết cầm kiếm này sẽ hại chết nhị tỷ, hắn tuyệt đối sẽ không cầm nó. Đáng tiếc, đời người không có nếu như. Nếu đã cầm thanh kiếm này, vậy hắn sẽ cầm tới cùng. Về phần kiếm là của ai, điều này đã không quan trọng nữa. Đúng lúc này, Dạ Đế đột nhiên nói. Dương Diệp, kẻ địch của ngươi còn nhiều hơn, mạnh hơn ngươi tưởng rất nhiều. Trước đó ta đã từng nói qua, ngươi không nhảy nhót được bao lâu đâu, ha ha. Đúng lúc này, tay phải của Dương Diệp vung lên, lục đinh thần hỏa trực tiếp bọc lại Dạ Đế, thoáng cái, linh hồn của Dạ Đế trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô. Dương Diệp xoay người rời đi. Dường như nghĩ tới điều gì, hắn ngừng lại, sau đó xoay người nhìn về phía Dạ Sát Thành, Dạ Sát Thành có thể biến mất trên thế gian này. Vừa dứt lời, toàn thân hắn đột nhiên lao lên trên không trung, tiếp theo, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, sau đó đánh xuống Dạ Sát Thành. Trong phút chốc, hai luồng lực lượng cực kỳ cường đại trực tiếp từ phía chân trời đánh xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người trong thành biến sắc, sau đó bị cay về phía ngoài thành như điên. Mà những người còn lại của tổ chức Dạ Sát cũng không dám đi phòng ngự nữa, tất cả đều chạy về phía thành. Lúc này, bọn họ làm gì có can đảm dám đi phòng ngự. Bây giờ phòng ngự, chờ lát nữa Dương Diệp hủy không phải là thành, mà là muốn giết người đấy. Rất nhanh, hai luồng lực lượng cuốn ra, đánh vào trong Dạ Sát thành. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, tất cả Dạ Sát thành trực tiếp đổ nát chôn vùi. Dạ Sát thành biến mất ở trên đời. Qua rất lâu, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Người này, vừa điên vừa cuồng, kiếm tuy tốt, nhưng mạng còn tốt hơn. Hắn đi tìm Tu La Thiên Tôn. Lúc này, lại một giọng nói vang lên ở trong không trung. Người này hình như không biết Tu La Thiên Tôn là người thế nào. Cho dù biết, lấy tính cách của hắn có khả năng cũng sẽ không quan tâm. Lại một giọng nói vang lên. Bất kể như thế nào. Lại có trò hay để xem rồi. Đúng vậy. Rất nhanh, ở đó trở lại yên tĩnh, tiếp theo, tất cả mọi người chạy tới Tu La Thành. Phía chân trời, một đường kiếm quang bắn nhanh qua, đường kiếm quang này dĩ nhiên là Dương Diệp biến thành. Sau khi rời khỏi Dạ Sát Thành, hắn lập tức đi tới Tu La Thành. Giờ phút này, trong lòng hắn chỉ suy nghĩ đến huyết nữ. Khi biết huyết nữ có cơ hội sống lại, trong đầu hắn chỉ còn lại huyết nữ. Tiểu tử, có người theo dõi ngươi. Đúng lúc này, trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên giọng nói Hậu Khanh. Dương Diệp ngừng lại, phía xa đột nhiên xuất hiện một nam tử mặc giáp bạc, hắn chính là người được nhân quân phái xuống tìm thanh kiếm. Nam tử mặc giáp bạc nhìn chằm chằm vào Dương Diệp,
Dương Diệp, người tốt nhất nên trả lại thanh kiếm kia, nếu không. Ong! Ở nơi đây đột nhiên vang lên một tiếng kiếm ngân, thoáng cái, một đường kiếm quang màu vàng chợt lóe lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nam tử mặc giáp bạc biến sắc, trường thương trong tay hóa thành một con rồng bạc chợt lao ra. Ầm! Hai bên vừa mới tiếp xúc, con rồng bạc này lập tức tán loạn, mà bản thân nam tử mặc giáp bạc lại trực tiếp bị đẩy đến ngoài mấy nghìn trượng. Cùng lúc đó, thanh ngân thương trong tay hắn đã hóa thành hư vô. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên gằn giọng nói. Muốn thanh kiếm sao, còn muốn nữa không, nếu muốn, ta sẽ cho ngươi một kiếm. Vẻ mặt nam tử mặc giáp bạc thâm trầm. Dương Diệp, kiếm kia là vật của nhân quân, ngươi. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên gằn giọng nói. Ba hơi thở, trong vòng ba hơi thở mà ngươi còn lăn khỏi đây, lão tử lại làm cho ánh mắt ngươi nhìn thấy sau lưng ngươi. Vẻ mặt nam tử mặc giáp bạc nhìn rất khó coi, nhưng không nói gì thêm. Hắn lạnh lùng liếc nhìn thanh kiếm trong tay Dương Diệp, sau đó nói. Chuyện này còn chưa kết thúc đâu. Dứt lời, thân hình hắn trực tiếp run lên và lập tức biến mất. Nếu như thanh kiếm kia chưa giải phong, hắn còn không sợ, nhưng sau khi thanh kiếm được giải phong, cộng thêm thực lực tăng mạnh của Dương Diệp bây giờ, hắn căn bản không thể tránh được, thậm chí có khả năng bị Dương Diệp giết ngược lại, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn rút đi. Nam tử mặc giáp bạc đi rồi, Dương Diệp lấy ra một viên tử tinh thạch và nuốt vào, sau đó thân hình run lên, hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Qua một canh giờ sau, một tòa thành cổ có chút u ám xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Kiếm quang rơi xuống đất. Ngoài cửa thành, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía trên cửa thành này, phía trên đó viết ba chữ lớn màu đỏ tươi, Tu La Thành. Dương Diệp cúi đầu, im lặng một lát, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tu La Thành này. Làm phiền thông báo một chút, Dương Diệp đặc biệt tới cầu kiến Tu La Thiên Tôn. Trong thành không có tiếng trả lời. Ba hơi thở sau, một đường kiếm quang đột nhiên chợt lóe lên. Ầm! Tường thành của Tu La Thành trực tiếp bị đường kiếm quang này chém thành hai đoạn. Lúc này, một giọng nói giống như tiếng sấm đột nhiên vang lên. Lão tử muốn gặp Tu La Thiên Tôn. Lão tử muốn gặp Tu La Thiên Tôn. Dương Diệp vừa dứt lời, một tàn ảnh đột nhiên từ trong thành này phóng lên cao, thoáng cái, một mảnh sương mù màu đen giống như một con rồng nổi giận cuốn về phía Dương Diệp cuốn tới. Dương Diệp không hề nghĩ ngợi, giơ kiếm liền bổ xuống. Kiếm quang hiện lên. Suy. Một mảnh sương mù màu đen kia trực tiếp bị đường kiếm quang này của Dương Diệp đánh cho vỡ ra. Mà lúc này, một nam tử trung niên mặc áo bào màu xám xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó nói. Tu La Thiên Tôn, nam tử trung niên nói. Đó là sư tôn của ta là thành chủ Tu La Thành, Mạc Kính. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Ta muốn gặp Tu La Thiên Tôn. Mạc Kính liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Dương Diệp giết Dạ Đế, làm cho ngươi cảm thấy mình đã vô địch rồi sao? Dương Diệp nói. Ta chỉ muốn gặp Tu La Thiên Tôn, bảo hắn đi ra gặp ra, hoặc ta đi gặp hắn. Mạc Kính nhìn thẳng Dương Diệp. Hắn xét không ra gặp ngươi, ta cũng sẽ không dẫn ngươi đi thấy hắn. Đúng lúc này, hai mắt Dương Diệp đột nhiên mở ra, thoáng cái. Chân phải của hắn chợt dẫm mạnh, mượn lực lượng mặt đất truyền đến, toàn thân hắn phóng lên cao. Trong không trung, hai tay Dương Diệp nắm trường kiếm màu vàng kim trong tay, sau đó chém xuống Tu La Thành bên dưới. Kiếm vừa ra, các sao chấn động, vô số lực ngôi sao trực tiếp từ phía trong tinh không xa xôi xuyên qua không gian đi tới trong kiếm của Dương Diệp. Cùng lúc đó, lực lượng mặt đất bên dưới cũng giống như thủy triều tập trung đến trong thánh kiếm trong tay Dương Diệp. Một kiếm này dẫn dắt uy lực của trời đất. Làm càn. Tiếng Mạc Kính gầm thét giận dữ đột nhiên vang lên ở trong không trung, thoáng cái, thân hình hắn run lên, hóa thành một mảnh sương mù màu đen dày đặc cuốn về phía kiếm quang kia của Dương Diệp, nhưng những sương mù màu đen còn chưa tiếp xúc kiếm quang của Dương Diệp, liền trực tiếp bị đường kiếm khí kia cứt ra. Thoáng cái. Mạc Kính trực tiếp bị đánh bay, mà lúc này, đường kiếm khí kia trực tiếp tiến vào Tu La Thành. Cắt Tu La Thành ra làm hai phần. Cách đó không xa, Mạc Kính nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử đột nhiên co lại, hắn không ngờ được thực lực của Dương Diệp lại có thể khủng khiếp đến mức độ này. Quả nhiên, dường như lời đồn không sai, Dương Diệp cầm thần kiếm trong tay đã trở thành vô địch dưới thiên tôn. Lúc này,
Dương Diệp lấy ra một viên tử tinh thạch và nuốt vào, sau đó tay cầm trường kiếm màu vàng kim chậm rãi đi về phía Tu La Thành, cùng lúc đó, giọng nói của hắn vang lên. Tu La Thiên Tôn, vẫn mời ngươi ra gặp đi. Trong thành, không trả lời. Mà vào lúc này, một đường kiếm quang màu vàng chợt lóe lên, kiếm quang màu vàng trực tiếp xuyên qua Tu La Thành, trong Tu La Thành này có khói bụi bốc lên cao. Cùng lúc đó, giọng nói Dương Diệp vang lên lần nữa. Vẫn mong Tu La Thiên Tôn đi ra gặp. Trong thành vẫn không có lời đáp lại. Dương Diệp dừng bước, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, vào giờ phút này kiếm trong tay hắn lại bắt đầu chấn động mãnh liệt. Ong! Một tiếng kiếm ngân vang lên ở trong không trung, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên rút ra khỏi vỏ, lại muốn ra đòn. Nhưng ngay vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Cái, mời, này của ngươi thật là đặc biệt đấy. Vừa dứt lời, một nam tử xuất hiện ở cách Dương Diệp trăm trượng. Nam tử thoạt nhìn chỉ có 30 tuổi, gương mặt tuấn tú, tuy nhiên tóc hắn lại có màu đỏ sậm, điều này làm cho hắn thoạt nhìn có một chút tà khí. Ở bên tay phải của nam tử này có một cái gai màu đỏ đang lơ lửng, cái gai này có phần đuôi lớn, dưới phần đuôi nhỏ dần, đến đỉnh lại bằng đầu kim. Tu La Thứ. Vật này chính là Tu La Thứ từng khiến cho rất nhiều cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Mà nam tử trước mắt này tất nhiên chính là một trong bốn đại thiên tôn, Tu La Thiên Tôn. Dương Diệp liếc mắt nhìn Tu La Thiên Tôn, sau đó nói. Theo ta được biết, Dạ Đế đã từng sử dụng một giọt máu bản nguyên trao đổi cùng các hạ. Tu La Thiên Tôn khẽ gật đầu. Đúng là có chuyện này. Nghe vậy, tay trái của Dương Diệp chậm rãi nắm chặt lại. Giọt máu bản nguyên này vô cùng quan trọng với ta, các hạ có thể nhường lại được không? Tu La Thiên Tôn khẽ cười. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Dương Diệp nhìn thẳng Tu La Thiên Tôn. Vậy thì ta sẽ cướp. Ha ha! Tu La Thiên Tôn đột nhiên nở nụ cười, sau đó hắn nhìn về phía Dương Diệp. Cướp, quả nhiên đủ điên cuồng. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Dương Diệp, thật ra ta rất hâm mộ ngươi, bất kể là tính cách của ngươi, hay là phong cách làm việc của ngươi, ta đều rất thưởng thức. Tuy nhiên ngươi thật sự cảm thấy ngươi có thể cướp được đồ từ chỗ ta sao? Dương Diệp nói. Không biết Tu La Thiên Tôn có thể có kẻ địch không? Tu La Thiên Tôn khẽ gật đầu. Ở trong thế giới này, có ai không giết mấy người? Cho nên, tất nhiên phải có kẻ địch. Dương Diệp nói. Ta không giết được các hạ, nhưng ta cảm thấy, nếu ta liều mạng với các hạ, vẫn có thể khiến hai bên đều bị thiệt hại nặng nề thì. Tu La Thiên Tôn nheo mắt lại. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Dương Diệp nhìn thẳng Tu La Thiên Tôn. Giọt máu bản nguyên này còn quan trọng hơn tính mạng của ta. Quan trọng hơn tính mạng sao? Tu La Thiên Tôn mỉm cười. Dương Diệp, ngươi muốn giọt máu bản nguyên này cũng được. Cầm kiếm trong tay ngươi để đổi. Tay phải của Dương Diệp ném ra, kiếm trong tay trực tiếp lơ lửng ở trước mặt Tu La Thiên Tôn, sau đó nói. Ngươi dám lấy sao? Dám lấy sao? Tu La Thiên Tôn nhìn trường kiếm màu vàng kim lơ lửng ở trước mặt và im lặng. Hắn biết rõ khi cầm kiếm này sẽ có hậu quả gì. Hơn nữa, tất cả mọi người quên mất một điểm, chính là kiếm này có linh tính, ai cũng không thể dùng nó. Nếu như nó không phối hợp, người bắt được nó không chỉ vô dụng, thậm chí còn sẽ bị cắn trả. Im lặng một lát, Tu La Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ta có thể cho ngươi giọt máu bản nguyên này, nhưng có một điều kiện, giúp ta làm một chuyện. Yên tâm, chuyện này không vượt qua phạm vi năng lực của ngươi, cũng sẽ không làm cho ngươi khó xử. Dương Diệp khẽ gật đầu, có thể. Tu La Thiên Tôn bấm tay bắn ra, một giọt máu lập tức rơi vào trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy giọt máu này, tay của Dương Diệp bắt đầu run rẩy. Lúc này, Tu La Thiên Tôn đột nhiên nói. Trong vật ấy quả thật có một luồng linh hồn, tuy nhiên lúc này, linh hồn đã rơi vào giấc ngủ say, hơn nữa cực kỳ yếu ớt. Si câu nên, ngươi muốn dựa vào tia linh hồn này để làm nó sống lại thì rất khó đấy. Dương Diệp cẩn thận nhận lấy giọt máu này, đưa vào trong Hồng Mông Tháp, tiếp theo, hắc nhìn về phía Tu La Thiên Tôn. Cảm ơn. Nói xong, hắn xoay người thân hình run lên, và biến mất ở phía chân trời. Ba ngày sau tới đây một chuyến. Giọng nói của Tu La Thiên Tôn truyền về phía chân trời. Được. Phía chân trời truyền đến giọng nói Dương Diệp. Tu La Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng,
ánh mắt nhìn thẳng về phía chân trời xa xôi, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Mạc Kính đột nhiên nói. Vì sao sư tôn phải thỏa hiệp với Dương Diệp này? Tu La Thiên Tôn liếc nhìn Mạc Kính, sau đó nói. Không thỏa hiệp thì liều mạng với hắn sao? Mạc Kính nói. Lấy thực lực của sư tôn đủ để giết chết hắn. Có ý nghĩa sao? Tu La Thiên Tôn nói. Ta giết chết hắn có ý nghĩa gì sao? Mạc Kính nghẹn lời. Tu La Thiên Tôn lại nói. Giết hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa, nếu ta muốn giết hắn thì nhất định phải trả giá rất lớn, điều này càng không có ý nghĩa. Về phần giọt máu với ta còn xa mới quan trọng bằng một ân tình của hắn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Mạc Kính. Rất lâu rồi, nếu có thể làm bằng hữu, vậy vì sao phải đi làm kẻ địch? Ở nơi đây, thêm một người bạn vẫn tốt hơn. Về phần danh tiếng gì đó, cũng chỉ là mây bay. Nói xong, thân hình hắn run lên, lập tức biến mất. Có thêm một người bạn. Mạc Kính khẽ thì thào một câu, sau đó im lặng một lát sau rồi cũng biến mất khỏi đó. Sau khi Dương Diệp rời khỏi Tu La Thành thì lập tức tăng tốc độ của mình lên đến mức cao nhất. Rất nhanh, hắn đã bước vào tinh không mênh mông, khi xác định không có ai theo dõi, hắn mới ngừng lại. Dương Diệp lập tức bước vào Hồng Mông Tháp. Dương Diệp cầm giọt máu bản nguyên của huyết nữ và đi tới trước mặt Hậu Khanh. Tiền bối, làm thế nào để cho giọt máu này sống lại? Hậu Khanh có kiến thức rộng rãi, hắn biết Hậu Khanh nhất định có cách làm cho huyết nữ sống lại. Hậu Khanh nhìn giọt máu trước mặt Dương Diệp rất lâu, sau đó nói. Khó lắm. Dương Diệp nói. Vậy chính là có cách, đúng không? Hậu Khanh khẽ gật đầu. Tuy nhiên ở hạ giới này hiển nhiên không làm được, chỉ có ở thượng giới mới có thể làm được. Vì sao? Dương Diệp nhíu mày. Hậu Khanh nói. Ở thượng giới có một vật tên là tố hồn kính, nếu nói vật ấy có thể tạo hồn phách, còn không bằng nói là chữa trị hồn phách. Nếu có vật kia, nữ tử này còn có cơ hội sống lại. Nhưng ngươi rất khó thu được vật kia. Vì sao? Dương Diệp lại hỏi. Hậu Khanh nói. Còn nhớ rõ nam tử đầu chọc trước đó đã truy sát con khỉ kia không? Vật kia ở chỗ sư tổ của hắn, mà sư tổ của hắn. Dù sao, rất khó giúp được. Dương Diệp hít sâu một hơi. Dù có khó mấy, cũng phải làm. Đi thượng giới. Giờ phút này, Dương Diệp đã quyết định. Đúng lúc này, Hậu Khanh lại nói. Tiểu tử, bây giờ ngươi phải biết một điều, tình cảnh của ngươi bây giờ đặc biệt tồi tệ. Bởi vì ta cảm giác được người muốn ngươi chết thật sự rất nhiều. Đặc biệt là nhân quân, tuy đối phương sẽ không đích thân xuống, nhưng đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Tiền bối, Dương Diệp ta bây giờ đã không có đường lui. Là không có đường lui. Hậu Khanh nói. Dương Diệp cúi đầu nhìn kiếm trong tay mình, sau đó nói. Sinh ra làm người, có thể nào sống cuộc đời bình thường được? Nếu người đời không cho ta, vậy ta lại cầm kiếm giết thiên hạ. Cầm kiếm giết thiên hạ. Hậu Khanh liếc nhìn Dương Diệp và không nói gì. Hắn biết Dương Diệp không phải đang nói đùa, hắn càng tin tưởng Dương Diệp tuyệt đối làm được loại chuyện này. Rất nhanh, Dương Diệp đã rời khỏi Hồng Mông Tháp. Giết chóc. Dương Diệp cũng không hề dừng lại, mà tiếp tục giết chóc. Những người trước đây từng truy sát hắn, hắn làm sao có thể bỏ qua được. Mà lúc này, thực lực của Dương Diệp tăng nhanh, kiếm cũng được giải phong, đừng nói ám sát, cho dù trực tiếp đánh cũng có thể giết chết một vị cường giả chuẩn minh cảnh. Mà nếu như là ám sát, cho dù là một vị thiên tôn cũng sẽ vô cùng kiêng kỵ. Về phần những cường giả chuẩn minh cảnh khác, vậy càng không cần phải nói. Trong dãy núi mênh mông, yên tĩnh không tiếng động. Đột nhiên, ong! Một tiếng kiếm ngân vang vọng ở trong dãy núi yên tĩnh này, theo sát đó là một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hai âm thanh hoè nhồ toàn không giống nhau vang lên, rất nhanh, dãy núi lại trở nên yên tĩnh. Ở trên một mảnh đất trống, Dương Diệp nhìn thi thể trên đất, sau đó tay phải thò ra phía trước, trong phút chốc, thi thể trước mặt hắn lập tức khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau một khắc, Dương Cơ Diệp rụt tay lại. Dương Diệp hít sâu một hơi, vào giờ phút này, hắn càng cảm thấy được sự khủng khiếp của Phệ Linh Quyết. Hắn hút một lần còn hơn khổ luyện vô số năm. Mà hắn cũng hiểu rõ vì sao những người tu luyện ở thượng giới kia phải truy sát tu ma giả, bởi vì nếu như người người đều tu luyện loại công pháp này, vậy cả thế giới đều sẽ hỗn loạn. Cho đến lúc này, tất cả mọi người sẽ không đi tu luyện,
mà đi giết người. Thu hồi mạch suy nghĩ, Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía chân trời, trong phút chốc, toàn thân hắn biến mất khỏi đó. Qua một canh giờ sau, Dương Diệp xuất hiện ở trong một dãy núi khác. Cứ như vậy, trong thời gian 2 ngày sau đó, Dương Diệp ám sát xung quanh, thời gian 2 ngày, Dương Diệp giết gần 10 tên cường giả chuẩn minh cảnh. Càng lúc càng nhiều cường giả chuẩn minh cảnh biến mất, có vài người cuối cùng đã phát hiện ra điểm không được bình thường. Cuối cùng, trải qua điều tra, mọi người phát hiện, những cường giả chuẩn minh cảnh không phải biến mất, mà là bị giết. Ai giết? Ngay từ lúc đầu, trong lòng mọi người vẫn rất nghi ngờ. Nhưng cuối cùng, tất cả mọi người nghĩ đến Dương Diệp. Nghĩ đến lời Dương Diệp trước đây đã nói. Không đi thượng giới, chỉ giết người. Những lời này là do Dương Diệp trước đây đã nói, cũng là điều Dương Diệp bây giờ bắt đầu làm. Báo thù. Dương Diệp đang báo thù. Ai nấy đều cảm thấy bất an. Bởi vì lấy thực lực của Dương Diệp bây giờ, cộng thêm thánh kiếm trong tay hắn, dưới thiên tôn căn bản không ai là đối thủ của hắn. Ẩn nấp. Những cường giả trước đây từng truy sát Dương Diệp đều ẩn nấp, còn có người trực tiếp rời khỏi Thiên Trụ Sơn. Dương Diệp bây giờ đã không phải là Dương Diệp mặc cho bọn họ truy sát trước đây nữa. Dương Diệp bây giờ, cho dù là thiên tôn cũng không dám tùy ý ra tay với hắn. Một sát thần có thực lực có thể so sánh với thiên tôn, đó là tồn tại kinh khủng tới mức nào. Sâu bên trong dãy núi, trước một đầm nước, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, thoáng cái, toàn thân hắn lập tức biến mất. Bên trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi tới bên trong phòng tu luyện, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất, tiếp theo, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rất nhanh, toàn thân Dương Diệp có huyền khí dao động càng lúc càng mãnh liệt. 3 ngày sau, Dương Diệp mở mắt. Phù! Hắn thở ra một hơi, tiếp theo liền đứng lên và hít sâu. Chân cảnh ngũ đoạn. Sau khi cắn nuốt gần 15 tên cường giả chuẩn minh cảnh, hắn trực tiếp đột phá đến chân cảnh ngũ đoạn. Bây giờ, cho dù hắn không cần thánh kiếm cũng có lòng tin đánh với thiên tôn một trận. Dường như nghĩ tới điều gì, thân hình của Dương Diệp thoáng động và đi tới trước mặt Hậu Khanh, sau đó nói. Tiền bối, sử dụng cách này để nâng cao cảnh giới, liệu có di chứng gì không? Hậu Khanh nói. Cái này thì phải xem ngươi làm như thế nào, nếu như bây giờ mỗi ngày ngươi làm vững chắc cảnh giới của bản thân mình, vậy sẽ không có di chứng, nhưng nếu như ngươi không làm như vậy, trong khoảng thời gian ngắn có thể sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng lâu dài sẽ có rất nhiều vấn đề xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Sau khi nói chuyện phiếm với Hậu Khanh, Dương Diệp đi tới tầng thứ 2 của Hồng Mông Tháp. Hắn đi tới trước cái giường nơi Tiểu Thất đã từng ngủ, nhìn cái giường trước mắt này, Dương Diệp chìm vào suy nghĩ. Lúc này, Tiểu Thiên đi tới trước mặt Dương Diệp. Bao giờ thì ngươi mới đi tìm các nàng? Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Thiên, khẽ nói. Rất nhanh thôi. Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Đừng để cho các nàng chờ quá lâu. Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Thiên. Ngươi đi theo ta lên đó, hay quay về hệ thiên tuyền? Tiểu Thiên im lặng một hồi lâu, sau đó nói. Ta muốn quay về hệ thiên tuyền. Dương Diệp khẽ gật đầu. Chờ thêm một thời gian nữa, ta lại đưa ngươi quay về hệ thiên tuyền, ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào tổn thương hệ thiên tuyền. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên giơ ngón tay ra điểm vào giữa chân mày của Dương Diệp, sau đó cười nói. Bây giờ, ta lấy danh nghĩa đứng đầu thiên đạo của hệ thiên tuyền, phong ngươi làm thần hộ mệnh của hệ thiên tuyền, an toàn của hệ thiên tuyền sau này lại phải nhờ vào ngươi rồi. Dương Diệp mỉm cười. Tuân mệnh. Sau khi hàn huyên cùng Tiểu Thiên, Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Dương Diệp không tiếp tục đi giết người, mà tới Tu La Thành. Bởi vì ngày hôm nay là ngày giao hẹn giữa hắn cùng Tu La Thiên Tôn. Lúc này Tu La Thành đã được sửa chữa. Dương Diệp vừa đến Tu La Thành, thành chủ Tu La Thành Mạc Kính đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mạc Kính liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Mời đi theo ta. Dứt lời, hắn xoay người và vung tay phải lên, cửa thành Tu La Thành liền mở ra. Sau khi bước vào Tu La Thành, Dương Diệp phát hiện Tu La Thành quá u ám, xung quanh mặc dù có kiến trúc, nhưng hắn không cảm nhận được khí tức của sinh mạng. Có phần giống quỷ thành. Mạc Kính liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Năm đó, thành này bị sư tôn tàn sát, cho nên gọi là Tu La Thành, sư tôn cũng bị người đời gọi là Tu La Thiên Tôn. Tàn sát hàng loạt dân trong thành.
Dương Diệp nhìn về phía Mạc Kính. Vì sao tàn sát hàng loạt dân trong thành? Mạc Kính khẽ nói. Dù sao thì muốn tàn sát liền giết chứ gì nữa. Trấn áp. Có chút mùi vị trấn áp. Dương Diệp liếc nhìn Mạc Kính, sau đó cười nói. Thật sự hợp với tính ta, tuy nhiên bây giờ ta bình thường không tàn sát hàng loạt dân trong thành. Mạc Kính nhìn về phía Dương Diệp lại nói. Tàn sát hàng loạt dân trong thành, tàn sát tới chán ngấy. Mạc Kính, dọc đường đi, hai người không nói chuyện, rất nhanh, hai người tới trong một tòa đại điện. Tuy nhiên, trong đại điện không có một bóng người. Sư tôn đang bế quan, sẽ lập tức đi ra thôi. Mạc Kính nói. Mong hãy chờ một lát. Dương Diệp khẽ gật đầu. Không sao. Tu La Thiên Tôn đưa giọt máu bản nguyên của huyết nữ cho hắn, riêng điểm ấy, trong lòng hắn vẫn cảm kích Tu La Thiên Tôn. Mạc Kính khẽ gật đầu, sau đó lui qua một bên. Dương Diệp không chờ lâu, chỉ khoảng nửa khắc sau, Tu La Thiên Tôn đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đã để tiểu hữu phải đợi lâu rồi. Tu La Thiên Tôn cười nói. Dương Diệp cười nói. Không sao. Tu La Thiên Tôn khẽ gật đầu, sau đó nói. Chúng ta đi thôi. Đi đâu? Dương Diệp hỏi. Tu La Thiên Tôn nói. Tầng thứ 10 của Thiên Trụ Sơn. Tầng thứ 10. Dương Diệp vô cùng kinh ngạc. Không phải chỗ đó không thể lên sao? Tu La Thiên Tôn cười nói. Đó là đối với người khác, Thiên Tôn hoặc có thực lực Thiên Tôn vẫn có thể tới. Thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Vậy đi thôi. Nói xong, Dương Diệp lại muốn lên đường, mà lúc này Tu La Thiên Tôn đột nhiên cười nói. Như vậy quá chậm. Nói xong, cổ tay hắn rung lên, một miếng bảo thạch màu lam trong suốt xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Tiếp theo, hắn sờ nhẹ, rất nhanh, hai vòng ánh sáng màu xanh lam xuất hiện ở trước mặt hai người. Đây là... Dương Diệp hỏi. Tu La Thiên Tôn nhìn tảng đá trong tay, sau đó nói. Ta thu được vật này từ trong tay của người thượng giới, tên dị thứ nguyên thạch. Nó có hai tác dụng, đầu tiên là có thể tùy ý truyền tống tới bất kỳ chỗ nào, đương nhiên, điều kiện trước tiên là ngươi biết được tọa độ không gian chỗ đó. Thứ hai, nó có thể dùng để phòng ngự, trong đó ẩn chứa lực thứ nguyên. Dương Diệp cười nói. Đây chính là một bảo bối tốt. Tu La Thiên Tôn mỉm cười. Đúng vậy. Rất nhanh, hai người bước vào trong truyền tống trận này. Thoáng cái. Dương Diệp cảm giác trước mắt tối sầm, tiếp theo, hắn xuất hiện ở trên một mảnh bình nguyên. Hắn quay đầu nhìn lại, ở cách hắn không xa chính là Tu La Thiên Tôn. Nhanh không? Tu La Thiên Tôn cười nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Rất nhanh. Vừa rồi, bọn họ đến nơi đây chỉ tốn chưa tới 1/10 lần hít thở. Dường như nghĩ tới điều gì, Dương Diệp đột nhiên nói. Đây không phải là tầng thứ 10 của Thiên Trụ Sơn. Bởi vì nơi này có thể nhìn thấy trời. Tu La Thiên Tôn nói. Tầng thứ 10 đến tầng thứ 12 của Thiên Trụ Sơn, một tầng là một thế giới. Một tầng là một thế giới sao? Dương Diệp nhíu mày. Có ý gì? Tu La Thiên Tôn nói. Ở đây là thế giới do một ít đại năng trước đây mở ra, tuy rất nhỏ nhưng cũng là một thế giới. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Biết bình thường chúng ta tu luyện thế nào không? Dương Diệp lắc đầu. Tu La Thiên Tôn cười nói. Chính là tu luyện ở trong này, chẳng biết từ lúc nào chỗ này đã xuất hiện một nhóm sinh vật viễn cổ tên là dị linh. Chúng ta cũng không biết những dị linh này là gì, nhưng nếu như cắn nuốt chúng, tu vi của chúng ta sẽ được tăng trưởng rất lớn. Dị linh. Dương Diệp nhìn về phía Tu La Thiên Tôn. Ngươi muốn nhờ ta giúp ngươi giết dị linh à? Tu La Thiên Tôn khẽ lắc đầu, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói. Trước đây, khi ta từng rèn luyện ở trong này đã ngẫu nhiên phát hiện ra một chỗ bí địa, nếu như ta không đoán sai, chỗ kia có thể là chỗ tu luyện của một vị đại năng viễn cổ, hoặc là nơi hắn chết. Nhưng nơi đó có trận pháp kết giới. Nghe được điều này, Dương Diệp đã hiểu rõ. Đối phương tìm hắn tới giúp phá kết giới. Mà vào lúc này, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên xoay tròn. Có nguy hiểm. Có nguy hiểm. Đây là cảnh cáo tới từ vòng xoáy nhỏ. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Hồng Mông Tháp bình thường sẽ không cảnh cáo hắn, bao gồm của lúc gặp con khỉ trước kia cũng không có được cảnh cáo. Nhưng bây giờ, Hồng Mông Tháp lại có thể cho hắn cảnh cáo. Nói cách khác,
chỗ Tu La Thiên Tôn muốn đi tuyệt đối là rất nguy hiểm. Bởi vì, bây giờ Hồng Mông Tháp đã không phải là Hồng Mông Tháp trước đây, thứ có thể làm cho nó cảm thấy nguy hiểm, vậy tuyệt đối là đặc biệt khủng khiếp. Sao vậy? Tu La Thiên Tôn đột nhiên hỏi. Dương Diệp liếc mắt nhìn Tu La Thiên Tôn, sau đó lắc đầu, không sao. Sau khi Hồng Mông Tháp cảnh cáo, hắn không muốn đi tới nơi Tu La Thiên Tôn muốn đi nữa. Nhưng nói không giữ lời thì không phải nguyên tắc làm người của hắn. Mặc dù có lúc hắn sẽ vô sỉ, nhưng đó là đối với tùy người. Nếu người khác giữ lời với hắn, hắn tất nhiên sẽ giữ lời hứa với đối phương, nếu như người khác vô sỉ với hắn, hắn tất nhiên sẽ không ngốc đến mức còn muốn giữ lời hứa với đối phương. Im lặng sau một lát, Dương Diệp nhìn về phía Tu La Thiên Tôn. Các hạ là muốn ta giúp người phá kết giới này sao? Tu La Thiên Tôn khẽ gật đầu. Đúng, có khó khăn gì sao? Dương Diệp lắc đầu. Không khó khăn, chỉ là ta chỉ giúp các hạ phá kết giới cùng trận pháp xong, ta sẽ lập tức rời đi. Tu La Thiên Tôn nhíu mày. Ngươi sợ ta giết người diệt khẩu à? Nếu bởi vì điều này thì ngươi có thể yên tâm. Chỗ đó không phải là một nơi đơn giản, trong đó nhất định sẽ có vô số nguy hiểm, cho nên một người căn bản không chịu được. Ta mời ngươi đến đây, mục đích cuối cùng chính là đi vào cùng tìm kiếm. Dương Diệp lắc đầu. Xin lỗi, ta chỉ phá kết giới cùng trận pháp. Tu La Thiên Tôn trầm giọng nói. Dương Diệp, ta điều tra qua ngươi, cũng có chút hiểu rõ về tính cách của ngươi. Ngươi là một người gan lớn, lại là người có dã tâm. Trong mắt của ta, ngươi chắc hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhưng cách làm của ngươi lại khiến cho ta có chút bất ngờ. Dương Diệp nói, Tu La Thiên Tôn, ngươi đưa giọt máu bản nguyên của nhị tỷ cho ta, trong lòng ta rất cảm kích. Cho nên, ta nói thêm hai câu, chỗ ngươi nói tới, trong mắt của ta chắc chắn là một nơi vô cùng nguy hiểm, cho nên đi hay không đi, ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút. Đương nhiên, không quan tâm ngươi quyết định thế nào, nếu ta đã hứa giúp ngươi phá kết giới cùng trận pháp thì nhất định sẽ đi. Tu La Thiên Tôn im lặng rất lâu, sau đó nói. Vậy chúng ta đi thôi. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì vài câu nói của Dương Diệp mà vứt bỏ cơ hội này. Dương Diệp cũng không nói gì nữa, lập tức đi theo Tu La Thiên Tôn. Rất nhanh, hai người tới một nơi đầy sương mù, lúc này, Tu La Thiên Tôn đột nhiên ngừng lại. Cẩn thận! Sao vậy? Dương Diệp hỏi. Tu La Thiên Tôn nói. Cẩn thận những dị linh, mấy thứ kia thần bí khó lường, bọn chúng thường lấy đầu của ngươi trong lúc ngươi còn chưa kịp phản ứng. Dương Diệp khẽ gật đầu, tay khẽ động, kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn. Phẩy! Tu La Thiên Tôn liếc nhìn thanh kiếm trong tay Dương Diệp, sau đó nói. Kiếm này có không biết bao nhiêu người muốn, lại không dám nhận. Nhưng ngươi lại cầm. Dương Diệp nói. Là nó đi theo ta. Tu La Thiên Tôn khẽ gật đầu. Cũng đúng, kiếm này là thần kiếm, nếu như nó không tự nguyện theo ngươi, ngươi căn bản không có cách nào ép buộc nó. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, thân hình hắn run lên, bắn nhanh như tia chớp về phía xa. Dương Diệp liếc mắt nhìn đối phương, sau đó cũng đi theo. Sau một khắc, sương mù xung quanh càng thêm dày đặc. Đột nhiên, đồng tử của Dương Diệp đột nhiên co lại. Thoáng cái, kiếm trong tay hắn đột nhiên bổ về phía trước. Kiếm vừa xuống, một móng vuốt màu xanh lá lại xuất hiện ở cách đỉnh đầu hắn hơn 10 cm. Suy, một kiếm này của Dương Diệp trực tiếp chém móng vuốt này thành hai đoạn. Thoáng cái, thu, một tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên ở cách Dương Diệp mấy trăm trượng. Ngay sau đó, một đường ánh sáng màu đen đột nhiên từ trong sương mù dày đặc bắn về phía Dương Diệp nhanh như tia chớp. Dương Diệp giơ kiếm liền bổ xuống. Một kiếm này trực tiếp chém ánh sáng màu đen kia thành hư vô. Nhưng Dương Diệp lại phát hiện, trên thân kiếm của hắn xuất hiện một vài chấm màu đen. Nhưng chẳng bao lâu, kiếm đột nhiên chấn động mạnh, ánh sáng màu vàng chợt hiện, những chấm màu đen lập tức biến mất. Không hổ danh là thần kiếm. Đúng lúc này, Tu La Thiên Tôn đột nhiên nói. Biết ánh sáng màu đen vừa rồi là vật gì không? Dương Diệp lắc đầu. Đó là một sát chiêu của dị linh có tính ăn mòn rất mạnh, cho dù là bảo vật đế cấp trung phẩm, chỉ cần bị nó dính vào đều sẽ lập tức hóa thành một bãi nước đen. Nhưng thanh kiếm này của ngươi, Tu La Thiên Tôn nói đến đây thì lắc đầu, sau đó lại nói. Thanh kiếm này của ngươi đơn giản là khắc tinh của những dị linh này. Tuy nhiên đáng tiếc là để cho dị linh bị thương vừa rồi bỏ trốn mất.
Dương Diệp nói. Những dị linh này hình như cũng bình thường. Khóe miệng Tu La Thiên Tôn thoáng co giật. Đó là bởi vì ngươi có kiếm này, chúng ta không có kiếm này, khi chống lại bọn chúng đều phải chú ý tay chân, bởi vì nếu như cơ thể của chúng ta dính vào một giọt ánh sáng màu đen này, cho dù là chúng ta cũng sẽ hóa thành một bãi nước đen trong vòng 10 hơi thở, Dương Diệp. Đi thôi, chúng ta phải tới đó trước lúc trời tối, nếu không đến lúc đó sẽ có dị linh cường đại hơn xuất hiện. Tu La Thiên Tôn nói xong, tiếp tục đi về phía trước. Vì sao không bay mà phải đi? Dương Diệp hỏi. Tu La Thiên Tôn lắc đầu. Những dị linh kia rất mẫn cảm đối với huyền khí dao động cùng chấn động không gian, chỉ cần cảm nhận được một chút dao động, bọn chúng sẽ xông tới giống như chó điên vậy. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi. Tốc độ của hai người dần nhanh hơn, qua một canh giờ sau, Dương Diệp cùng Tu La Thiên Tôn lại gặp phải dị linh. Mà lần này, Dương Diệp cũng thấy rõ dáng vẻ của dị linh. Không thể không nói, dị linh này cực kỳ khó coi, đầu lớn như quả cầu, trên mặt không có ngũ quan, chỉ có một con mắt lớn bằng ngón cái, nửa người dưới của nó là bốn quả cầu thịt mọc đầy râu. Không thể không nói, khi lần đầu nhiên nhìn thấy được những dị linh này, cảm giác của Dương Diệp chính là buồn nôn. Thu, một con dị linh trong đó trực tiếp bay về phía Dương Diệp. Dương Diệp đạp chân phải xuống mặt đất và nhẹ nhàng xoay tròn, cả người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía con dị linh kia. Giống như Tu La Thiên Tôn nói, nơi khủng khiếp nhất của những dị linh này chính là ánh sáng màu đen có khả năng ăn mòn, nhưng Dương Diệp căn bản không khiếp sợ ánh sáng màu đen ăn mòn này, không phải hắn không khiếp sợ, mà là kiếm trong tay hắn không khiếp sợ. Sau một khắc, Dương Diệp đã chém giết hai con dị linh. Bên cạnh Dương Diệp, Tu La Thiên Tôn bấm tay điểm một cái, cơ thể hai con dị linh trực tiếp nổ tung ra, ngay sau đó, hai hạt châu màu trắng lớn chừng ngón cái bay ra. Khi hai viên hạt châu màu trắng này xuất hiện, Dương Diệp lập tức ngửi thấy được một mùi thơm ngát. Đây là... Dương Diệp có chút không hiểu. Linh đan. Tu La Thiên Tôn nói. Trong cơ thể của những dị linh kia có linh đan, những linh đan này có thể tăng thêm tu vi của chúng ta. Bây giờ ngươi là chân cảnh ngũ đoạn. Cắn nuốt khoảng 10 viên này, chắc hẳn có thể đạt được chân cảnh lục đoạn. Nói xong, hắn bấm tay bắn ra, hai viên linh đan kia lập tức bay đến trước mặt Dương Diệp. Chân cảnh lục đoạn. Dương Diệp nhận lấy hai viên linh đan kia, hắn lập tức cảm nhận được một năng lượng cuồn cuộn. Hắn thấy Tu La Thiên Tôn cũng không nói dối, nếu như có thêm mấy viên, hắn thật sự có thể trùng kích chân cảnh lục đoạn. Một khi hắn đạt được chân cảnh lục đoạn, khi đó... thực lực của hắn nhất định sẽ nhận được một sự lột xác rất lớn. Dương Diệp không ăn vào mà cất hai viên linh đan đi, sau đó hai người tiếp tục đi tới. Trong lúc đó, Dương Diệp cùng Tu La Thiên Tôn lại gặp phải một vài dị linh, lần này, Dương Diệp không ngại phiền, trái lại có chút hưng phấn, linh đan trong cơ thể của những dị linh này cũng là đồ tốt đấy. Lần này, hắn đã quyết định, nhất định phải thu nhiều một chút. Mấy thứ này cũng có trợ giúp rất lớn cho An Nam Tĩnh cùng đám người Minh Nữ. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng Tu La Thiên Tôn vừa đi vừa giết. Một ngày sau, Dương Diệp đã thu được gần 20 viên linh đan, Tu La Thiên Tôn cũng thu hoạch không nhỏ, đương nhiên đây đều là nhờ có giúp đỡ của Dương Diệp. Phải biết rằng mỗi khi có ánh sáng màu đen này, Dương Diệp đều đứng ra giải quyết thay hắn. Tuy bản thân hắn cũng có thể giải quyết, nhưng biện pháp của hắn rất tốn thời gian. Biện pháp của hắn chính là không va chạm, mà tránh né. Sau hai ngày, Dương Diệp theo Tu La Thiên Tôn đi tới trước một dòng sông. Con sông này trải dài, hai bên trái phải đều không nhìn thấy được điểm cuối. Ở phía dưới à? Dương Diệp hỏi. Tu La Thiên Tôn khẽ gật đầu. Trước đây ta gặp phải nguy hiểm ở chỗ này, dưới tình thế cấp bách mới lặn xuống đáy sông, nhưng ta không ngờ tới, ở dưới đáy sông này còn có một mảnh thiên địa khác. Dương Diệp liếc nhìn đáy sông, nước sông rất trong, có thể trực tiếp nhìn thấy đáy. Nhưng dưới đáy sông không có gì cả. Dương Diệp lại dùng thần thức quét một lát, bên dưới vẫn không có gì. Một con sông đặc biệt bình thường. Đây là ý nghĩ của Dương Diệp. Tu La Thiên Tôn cười nói. Đi thôi, chúng ta xuống tới đó thì ngươi sẽ biết. Nói xong, thân hình hắn run lên, trực tiếp nhảy vào con sông. Dương Diệp suy nghĩ một lát. Sau đó cũng lao xuống theo. Rất nhanh, hai người đã tới đáy nước. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh vẫn bình thường. Đúng lúc này, Tu La Thiên Tôn đột nhiên nhẹ nhàng dẫm chân phải xuống đáy sông. Trong phút chốc,
tất cả mặt đất bắt đầu chấn động mãnh liệt, chỉ trong giây lát, nước sông ở trước mặt Dương Diệp cùng Tu La Thiên Tôn đột nhiên tách ra, ngay sau đó, một lối đi xuất hiện ở trước mặt hai người, lối đi này dài đến trăm trượng, cuối lối đi là một cánh cửa tối tăm. Ở trước cửa cắm hai đoạn kiếm gãy. Khi nhìn thấy hai đoạn kiếm gãy này, đồng tử của Dương Diệp lập tức co lại thành đầu kim. Hắn nhận ra thanh kiếm này. Đó là bội kiếm của Tiêu Giao Tử. Kiếm của Tiêu Giao Tử đã gãy. Đầu Dương Diệp có chút mộng. Tiêu Giao Tử là người nào? Một đường đi đến, vị này chính là tồn tại thuộc về vô địch. Mà bây giờ, kiếm của hắn rõ ràng gãy ở đây. Ai có thể bẻ gãy kiếm của hắn? Giờ khắc này, thần sắc của Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Bởi vì bất kể là ai bẻ gãy kiếm của Tiêu Giao Tử, kia đều đại biểu cho đối phương đáng sợ. Như thế nào? Đúng lúc này, Tu La Thiên Tôn ở bên cạnh Dương Diệp đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhìn hai đoạn kiếm gãy thật sâu, sau đó lắc đầu. Không có gì. Tu La Thiên Tôn nhìn Dương Diệp, sau đó chỉ lối đi. Ở trong thông đạo này, ẩn chứa một kết giới cùng trận pháp, lúc trước ta muốn mạnh mẽ đi vào, nhưng lại bị kết giới cùng trận pháp ngăn cản. Trận pháp cùng kết giới này rất mạnh, cho dù là ta hiện tại, cũng không thể bài trừ. Dương Cê Diệp nhìn lối đi kia, sau đó nói. Ta giúp ngươi bài trừ kết giới trận pháp, chuyện còn lại, chính là của ngươi. Tu La Thiên Tôn nói. Thật ca tê sự không vào xem. Dương Diệp lắc đầu. Ta tin tưởng trực giác của ta, nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ không lộ ra nơi đây cho bất kỳ ai. Tu La Thiên Tôn khẽ gật đầu. Tuy có khi ngươi hơi vô sỉ, nhưng điểm ấy ta còn tin được. Dương Diệp cười cười. Không có nói cái gì. Hắn đi tới trên lối đi kia, lập tức xung quanh xuất hiện từng đạo ánh sáng màu lam, nhưng ánh sáng màu lam này như một màn hình ngăn cản ở trước mặt hắn, để hắn không cách nào tiến nửa tấc. Tay phải Dương Diệp kề sát màn ánh sáng, sau đó bắt đầu dùng sức, nhưng mặc kệ hắn dùng sức như thế nào, ánh sáng màu lam kia cũng không có một chút chấn động. Không có tác dụng đâu. Tu La Thiên Tôn phục nói. Nếu như muốn cứng rắn phá, khả năng phải cần ba cổ tu giả mới được. Dương Diệp khẽ gật đầu, cũng không nói cái gì, sau đó giơ kiếm chống đỡ ở trên màn sáng. Thời điểm kiếm chống đỡ màn sáng màu lam kia, màn sáng màu lam đột nhiên rung rung. Nhìn thấy một màn này, Tu La Thiên Tôn ở bên cạnh Dương Diệp lập tức hưng phấn lên. Thật sự có tác dụng. Dương Diệp không nói gì, tay hắn bắt đầu dùng sức, rất nhanh, nhưng ánh sáng màu lam trước mặt hắn dần dần hư ảo. Theo như suy đoán, nếu như Mộc Kiếm không có bỏ niêm phong, muốn phá vỡ kết giới này, nhất định là có chút khó khăn, nhưng hiện tại, Kiếm đã bỏ niêm phong. Bởi vậy muốn bài trừ kết giới ở đây, hoàn toàn là dễ dàng. Một phút đồng hồ sau, những ánh sáng màu lam bao phủ ở thông đạo đã toàn bộ biến mất. Sau khi bỏ niêm phong, Dương Diệp lập tức lui về sau một khoảng cách, sau đó hắn nhìn về phía Tu La Thiên Tôn. Có thể rồi. Tu La Thiên Tôn chỉ cánh cửa kia, sau đó nói. Có lẽ sau khi đi vào, đủ để cải biến vận mệnh cả đời, thật sự không đi vào. Dương Diệp cười cười. Có lẽ sau khi đi vào, sẽ không đi ra được. Tu La Thiên Tôn không nói gì, trong lòng có chút thất vọng đối với Dương Diệp. Bởi vì theo hắn, là nam nhân, nên xông, nên mạo hiểm, cái thế giới này, cơ hội sẽ không tự động đi vào trước mặt ngươi, mà phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. Mà hiện tại Dương Diệp, lại sợ. Sợ hãi, chính là tối kỵ của võ giả. Tu La Thiên Tôn không có nói gì, hắn xoay người đi đến cánh cửa kia. Rất nhanh, ở Dương Diệp nhìn soi mói, Tu La Thiên Tôn mở ra cánh cửa, sau đó đi vào. Mà khi cửa mở ra một cái chớp mắt, tiểu tuyền trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên xoay tròn. Cảnh cáo! Dương Diệp không có dừng lại tại chỗ. Hắn xoay người thân hình run lên, dùng tốc độ cực nhanh phản hồi. Đi! Lập tức đi! Đây là suy nghĩ hiện tại trong đầu Dương Diệp. Kỳ thật hắn cũng rất muốn biết đằng sau cánh cửa kia có gì, nhưng hắn biết rõ, nếu như hắn đi vào, 8-9 phần 10 là không ra được. Không! Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên tự sau lưng Dương Diệp vang vọng lên. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp rùng mình, bởi vì âm thanh này, đúng là của Tu La Thiên Tôn. Đi mau. Tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn, nhưng đúng lúc này, đột nhiên hắn phát hiện, mặc kệ hắn tăng thêm tốc độ như thế nào, hắn cũng còn ở tại chỗ. Muốn chơi xong. Đây là suy nghĩ trong đầu Dương Diệp hiện tại.
Đúng lúc này, hắn phát hiện, thân thể của hắn đột nhiên rút lui, tốc độ càng lúc càng nhanh, mà chính hắn, chỉ có thể nhìn rút lui. Dương Diệp đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn tâm niệm khẽ động, kiếm trong tay đột nhiên run lên kịch liệt, thoáng qua, một đạo kiếm quang màu vàng kim thoáng qua. Suy! Trong tràng, phảng phất như có đồ vật gì đó bị xé nứt. Ồ, kiếm của tiểu oa nhi kia sao lại ở trong tay ngươi? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở sau lưng Dương Diệp. Sau một khắc, lực hút cường đại trực tiếp hút Dương Diệp vào cửa. Thoáng qua, tràng cảnh trước mặt Dương Diệp thay đổi. Phía sau cửa, là một cung điện không lớn, nhưng cũng không nhỏ, cung điện rất đơn giản, ở phía trên chỉ có một cái ghế, trên ghế ngồi một người, mà người này chính là Tu La Thiên Tôn. Nhưng giờ phút này, Tu La Thiên Tôn đã không phải Tu La Thiên Tôn trước kia. Dương Diệp để mình bình tĩnh lại, hắn nhìn người nọ, sau đó nói. Các hạ là ai? Người nọ khẽ lắc đầu. Ta hỏi ngươi trước. Dương Diệp nói. Nhân quân kiếm thất lạc, sau đó vừa vặn bị ta nhặt được. Người nọ nhìn kiếm trong tay Dương Diệp, sau đó vẫy tay, trong chốc lát, kiếm trong tay Dương Diệp trực tiếp bay đến trong tay hắn. Thánh kiếm run lên kịch liệt, muốn tránh thoát tay của đối phương, nhưng hết thảy đều là phí công. Thật mạnh. Thần sắc của Dương Diệp càng ngưng trọng, người trước mắt này, không biết lại lão quái vật nào, thực lực mạnh vượt xa thiên tôn. Khả năng chỉ có những cổ tu giả kia mới có thể chống lại. Cũng không biết hầu ca có thể đánh thắng người này hay không. Đúng vậy, hầu tử kia cho hắn lông khỉ, chính là át chủ bài cứu mạng cuối cùng của hắn. Người nọ đánh giá kiếm trong tay, sau đó cong ngón búng ra, kiếm về tới trước mặt Dương Diệp, ngay sau đó hắn lại nói. Ta ở trên người của người nghe thấy được mùi vị của tu ma giả, ngươi là tu ma giả. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ngươi là nhân loại, vì sao tu ma? Người kia nói. Dương Diệp hỏi lại, vì sao không thể tu ma? Người kia nói. Ngươi là kiếm tu, thuộc về chính đạo, cho nên ngươi làm sao lại tuyển chọn tu ma? Dương Diệp nhìn thẳng người nọ. Tiền bối, cái gì gọi là chính đạo? Cái gì gọi là ma đạo? Người nọ rõ ràng không nghĩ tới Dương Diệp sẽ hỏi như vậy, hơi sửng sốt. Dương Diệp đưa tay ra, sau đó nắm chặt nắm đấm. Không có cái gọi là chính đạo hay ma đạo, chỉ có nắm đấm lớn nhỏ, nắm tay người nào lớn, người đó là chính đạo, ai nắm đấm nhỏ, người đó là ma đạo. Lịch sử là do người thắng viết. Nghe vậy, trong mắt người nọ đột nhiên nhiều hơn một chút vui vẻ không hiểu. Có ý tứ, có ý tứ. Nhưng ngươi không sợ những cường giả tự cho mình là chính đạo kia đuổi giết ngươi? Dương Diệp hỏi lại. Nếu như ta đủ mạnh, người nào dám tới giết ta? Nếu như ta không mạnh, ai cũng dám giết ta? Xét đến cùng, vẫn là vấn đề thực lực. Còn nữa, vãn bối cho rằng, bất kể là tu ma hay tu tà, hoặc tu kiếm, kỳ thật chủ yếu là nhìn tâm. Nhìn tâm. Người nọ cười nói. Đến, nói nghe một chút. Dương Diệp nhìn đối phương. Trong nội tâm thở dài một hơi, hiển nhiên hắn thành công. Người trước mắt này, tuyệt đối không phải người tốt. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, sau đó lại nói. Trong thế tục, có người giết người, chẳng lẽ phải đi trách người bán đao sao? Hoặc là, phải đi trách chuôi đao kia sao? Tâm, nếu như tâm ngươi hướng thiện, cho ngươi vũ khí tà ác nhất thế gian, ngươi cũng sẽ không đi làm ác. Nếu như tâm ngươi tà ác, cho dù cho ngươi vũ khí thiện lương nhất, ngươi cũng sẽ đi làm ác. Ha ha! Người nọ đột nhiên cười phá lên, cười chỉ chốc lát, ánh mắt của hắn nhìn về phía Dương Diệp. Có ý tứ, tiểu oa nhi ngươi đích thực rất có ý tứ. Nhưng đây là suy nghĩ trong nội tâm ngươi, hay ngươi vì đón ý nói hùa ta, cố ý nói cho ta nghe. Nói đến đây, nụ cười của hắn có chút lạnh. Oanh! Đúng lúc này, một cỗ ý cảnh đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra. Sát ý! Sát ý minh cảnh! Dương Diệp nhìn người nọ. Tiền bối cảm thấy thế nào? Sát ý minh cảnh. Người nọ khẽ gật đầu. Xem ra, tiểu tử ngươi đích thực không phải người tốt ha. Dương Diệp nhìn đối phương một cái, sau đó nói. Không biết xưng hô các hạ như thế nào? Người nọ nhìn về phía Dương Diệp. Ở sau khi thế giới này sinh ra đời, xuất hiện rất nhiều tu luyện giả, có người tu đạo, có tu thần, tu tà, tu yêu, còn có tu ma. Mà những người này, chính là nhóm sớm nhất kia, được xưng là tổ, ví dụ như, đạo tổ, thần tổ, tà tổ. Mà ta,
là ma tổ. Ma tổ. Con mắt Dương Diệp nhìn không được nhếch lên một cái, đây là một siêu cấp đại thần A. Lúc này người nọ lại nói. Bất kể là đạo tổ, hay tà tổ, ma tổ, đều không chỉ là một cái. Dù sao khi đó, quần anh tụ tập, thiên tài vô số, thiên tài ngang trời quật khởi, sáng lập công pháp, kiến tạo hệ thống tu luyện mới. Nói đến đây, trong mắt hắn đột nhiên không có tiêu cự, như nhớ lại sự tình quá khứ. Dương Diệp nhìn đối phương một cái, không có quấy rầy đối phương. Lúc này, trong mắt ma tổ kia đột nhiên xuất hiện vẻ dữ tợn. Vốn mọi người hòa bình ở chung, nhưng cuối cùng, có người không nên phân cái gọi là chính tà còn có ma, từ đó về sau, cái thế giới này liền không yên ổn. Dương Diệp nói, địa phương có người, thì có tranh đấu. Ma tổ khẽ gật đầu. Nói không sai, tiểu tử, vốn muốn giết ngươi, nhưng tiểu tử ngươi rất hợp tính tình của ta, lại là truyền nhân ma đạo, cho nên, đi đi. Dương Diệp ôm quyền, sau đó xoay người rời đi, nhưng đi tới cửa, đột nhiên hắn ngừng lại, xoay người nhìn về phía ma tổ. Tiền bối, hai đoạn kiếm gãy ở cửa ra vào kia là chuyện gì xảy ra? Dương Diệp phát hiện, thời điểm hắn hỏi ra những lời này, thần sắc ma tổ đột nhiên có chút thay đổi. Đã qua một hồi lâu, hai mắt ma tổ chậm rãi đóng lại. Bỏ kiếm? Có ý gì? Dương Diệp hỏi. Cảnh giới cao nhất của vô tình kiếm đạo, bỏ qua hết thảy. Nói đến đây, hắn trợn mắt nhìn về phía Dương Diệp. Bỏ kiếm, hắn bỏ qua tình cảm chân thành nhất của mình, cho nên, kiếm của hắn, nhập đạo rồi. Dương Diệp. Kiếm, nhập đạo rồi. Dương Diệp trầm giọng nói. Ý của tiền bối là, kiếm bên ngoài kia, là chính bản thân hắn bẻ gãy. Ma tổ khẽ gật đầu. Phải. Dương Diệp trầm mặc. Đã từng, Tiêu Dao Tử vô khiên vô quải không có gánh nặng trên người trong nội tâm duy kiếm. Mà bây giờ, hắn ngay cả kiếm cũng bỏ qua, cái này hàm ý như thế nào? Ý nghĩa trong lòng của hắn thật không có một chút lo lắng. Lúc này ma tổ nói, cái gọi là bỏ qua, thực không phải là buông thả kiếm đạo, mà là thả lỏng cố chấp trong lòng. Hắn buông xuống cố chấp trong lòng mình, chính là kiếm, cho nên kiếm đạo lộ hắn đạt đến cực hạn của vô tình kiếm đạo, chính là hoàn mỹ. Vô tình kiếm đạo. Dương Diệp nói. Tiền bối, ta từng nghe nói, kiếm đạo của Hắc có chỗ thiếu hụt. Hắn thiếu hụt là gì? Thiếu hụt. Ma tổ nói. Đích thực có chỗ thiếu hụt, nếu như hắn có thể bù đắp chỗ thiếu hụt này. Nói đến đây, giọng nói của hắn đột nhiên có chút ngưng trọng. Vậy thì có chút đáng sợ, kỳ thật hiện tại hắn cũng đã cực kỳ đáng sợ. Nói đến đây, đột nhiên hắn nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu tử, kiếm đạo của ngươi không tầm thường, ngươi có biết vì sao kiếm đạo của ngươi không tầm thường không? Dương Diệp lắc đầu. Ma tổ nói. Tính cách, nhiều khi tính cách quyết định vận mệnh, tính cách của ngươi cực kỳ thích hợp kiếm đạo. Kiếm, tha gãy chứ không cong, kiếm, lợi khí giết người, kiếm, vĩnh viễn không khuất phục, mà tính cách của ngươi vừa mới giống kiếm. Tiền bối muốn nói cái gì? Dương Diệp nói. Ma tổ nói. Sở học của ngươi bây giờ, quá tạp. Đương nhiên, cái này đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng xá cận cầu viễn, bỏ gần tìm xa. Kiếm đạo, mới là căn bản của ngươi. Mặc kệ ngươi học công pháp phu tộc, hay công pháp tu ma giả, những cái này, đều chỉ có thể là phụ trợ kiếm đạo của ngươi, hiểu chưa? Dương Diệp khẽ gật đầu, đối với điểm này, hắn tự nhiên là cực kỳ hiểu rõ. Kiếm đạo, mới là căn bản của hắn. Tuy thực lực của hắn bây giờ rất mạnh, nhưng nếu như không sử dụng kiếm, hắn khả năng cũng chỉ có thể tương đương cường giả chuẩn minh cảnh. Nhưng nếu như sử dụng kiếm, thiên tôn hắn cũng dám giết. Đúng lúc này, ma tổ lại nói. Sở học nhiều, tạp, cũng có chỗ tốt, bởi vì bất luận một vị tông sư nào ở lúc khai tông lập phái, cũng phải cần tụ tập sở trường mọi nhà. Nếu như ngươi muốn mình đạt được càng nhiều nâng cao hơn nữa, học nhiều một chút cũng có thể. Chỉ là, cái nhiều này, chính mình phải nắm tốt. Dù sao tham thì thâm. Dương Diệp ôm quyền. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nói xong, Dương Diệp do dự một chút, sau đó lại nói. Vãn bối có một chuyện khó hiểu, tại sao tiền bối lại ở chỗ này? Ma tổ cười nói. Vốn là tị nạn. Nhưng hiện tại xem ra, cái này không cách nào lánh được rồi. Dương Diệp có chút khó hiểu, còn muốn hỏi gì đó, lúc này ma tổ phất phất tay. Đi thôi. Nói xong,
hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Dương Diệp nhìn đối phương một cái, xoay người rời đi đại điện. Thời điểm Dương Diệp rời khỏi đại điện, hai mắt ma tổ mở ra, hắn nhìn phương hướng Dương Diệp rời đi hồi lâu, sau đó nói. Đạo thống chi tranh nhanh như vậy liền muốn bắt đầu sao? Dương Diệp rời khỏi đại điện, hắn đứng ở trước cửa, bên cạnh cửa là hai đoạn kiếm gãy. Dương Diệp đi tới trước mặt kiếm, đột nhiên ánh mắt của hắn rơi vào chuôi kiếm, ở nơi đó có hai chữ thật nhỏ, A Thanh. A Thanh. Dương Diệp cau mày. Một lát sau, Dương Diệp xoay người rời đi, mà đúng lúc này, hai đoạn kiếm kia đột nhiên rung rung, ngay sau đó, hai đoạn kiếm gãy đột nhiên bay đến trước mặt hắn. Dương Diệp. Một lát sau, Dương Diệp trầm giọng nói. Ngươi có ý tứ gì? Hai đoạn kiếm nhẹ nhàng rung động, như nói gì đó. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi không phải của ta kiếm, ta không muốn. Nghe Dương Diệp nói, kiếm kia rung rung càng lợi hại. Nhưng Dương Diệp lại xoay người rời đi. Không hề nghi ngờ, kiếm này là một thanh kiếm rất không tệ, nhưng kiếm này không phải kiếm của hắn. Mà đúng lúc này, âm thanh của ma tổ đột nhiên vang lên bên tai Dương Diệp. Nó không phải muốn theo đuổi ngươi, mà muốn đi cùng ngươi. Dương Diệp dừng bước lại. Có ý tứ gì? Ma tổ nói. Nó muốn tìm chủ nhân của nó, nhưng nó rất rõ ràng, dùng năng lực của nó làm không được, cho nên nó tìm ngươi. Dương Diệp trầm mặc. Lúc này ma tổ lại nói. Kiếm đạo vô tình, nhưng kiếm lại hữu tình. Mang theo nó đi, có lẽ có một ngày, nó có thể giúp đỡ được ngươi gì đó cũng nói không chừng. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó phải tay khẽ vẫy, hai đoạn kiếm gãy lập tức bị hắn thu vào trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp không có ở dừng lại quá lâu, hắn đã đi ra cung điện. Trên mặt sông, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó hít sâu một hơi. Lúc này đây, có thể nói là có chút kinh hiểm. Nếu như vừa rồi người nọ thực muốn gây bất lợi cho hắn, dùng thực lực của hắn bây giờ, nhất định là không cách nào đối kháng đối phương. Còn vì sao đối phương không giết hắn, đây cũng là địa phương hắn nghi hoặc. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó thân hình của hắn run lên, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở xa xa. Hắn cũng không có lập tức rời khỏi đây, hắn không quên những dị linh ở chỗ này, mà linh đan trong cơ thể những dị linh kia, với hắn mà nói, đây chính là có trợ giúp rất lớn. Không chỉ có trợ giúp đối với hắn, đối với An Nam Tĩnh cùng đám người minh nữ đều là trợ giúp to lớn. Săn giết dị linh. Những dị linh này địa phương cường đại nhất, chính là chúng phóng ra hắc quang, nhưng những hắc quang kia đối với Dương Diệp mà nói, cũng không có tác dụng gì. Bởi vậy Dương Diệp ở trong hai ngày ngắn ngủi, liền góp nhặt gần 30 viên linh đan. Nhưng cái này còn xa xa chưa đủ. 10 ngày sau, Dương Diệp ngừng lại. Hiện tại, linh đan trong tay hắn khoảng chừng 70 viên. Hắn nguyên bản không muốn dừng lại, nhưng không thể không dừng lại. Bởi vì hiện tại những dị linh kia nhìn thấy hắn liền bỏ chạy, căn bản không đánh với hắn. Tuy hắn cũng có thể đuổi theo kịp, nhưng quá lãng phí thời gian. Cho nên hắn quyết định không tiếp tục săn giết dị linh, mà xung kích chân cảnh lục đoạn. Tìm một địa phương an toàn, Dương Diệp tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Phòng tu luyện tầng thứ hai, Dương Diệp xếp bằng, sau đó hắn lấy ra 10 viên linh đan. Không có một lần nuốt vào, hắn nuốt vào một viên, rất nhanh. Một cỗ năng lượng tinh thuần tản ra ở trong cơ thể hắn, xung kích chân cảnh lục đoạn. Những ngày tiếp theo, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng xung kích chân cảnh lục đoạn. Hắn bây giờ là chân cảnh ngũ đoạn, chỉ cần đạt tới chân cảnh lục đoạn, thực lực của hắn sẽ đến một lột xác cực lớn, không chỉ như thế, các phương diện của hắn đều được tăng lên sâu sắc. Nửa tháng sau, trên người Dương Diệp dần dần tản mát ra một cổ khí tức này theo thời gian từng điểm trôi qua mà biến thành càng ngày càng mạnh. Mà giờ khắc này, hắn đã ăn vào 9 viên linh đan. Một đoạn thời khắc, Dương Diệp đột nhiên há mồm, rất nhanh, viên linh đan trước mặt hắn trực tiếp bay vào trong miệng. Trong cơ thể, vòng xoáy nhỏ điên cuồng xoay tròn, bên ngoài cơ thể, trên người Dương Diệp phát ra khí tức càng ngày càng mạnh. 3 ngày sau, oanh, phòng tu luyện đột nhiên run lên kịch liệt, nhưng rất nhanh nó liền bình tĩnh lại. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra. Chân cảnh lục đoạn. Ở dưới sự trợ giúp của 10 viên linh đan, hắn rốt cục tăng cảnh giới của mình lên tới chân cảnh lục đoạn. Giờ phút này, hắn cảm giác thân thể mình, không đúng, phải nói các phương diện, kể cả tinh thần, linh hồn, đều xảy ra biến hóa cực lớn.
Đúng lúc này, Hậu Khanh xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Chúc mừng. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Không có gì phải chúc mừng, hiện tại ta, thực lực bất quá là tăng lên một chút, còn không có đạt tới lột xác về chất. So với những lão quái vật viễn cổ kia, chênh lệch còn không chỉ một điểm. Hậu Khanh nói. Thế nhưng ở cái tuổi này của ngươi, đạt tới loại trình độ này, đích thực rất yêu nghiệt. Dương Diệp cười cười, như nghĩ đến cái gì, hắn thu liễm dáng cười, nghiêm mặt nói. Tiền bối nhận thức vị ma tổ vừa rồi sao? À! Hậu Khanh lắc đầu. Dương Diệp nhíu mày. Không biết. Hậu Khanh nói. Hắn cùng với Vu Vương ta có thể là thuộc về cùng một thời đại. Vu Vương của ngươi. Dương Diệp nói. Hậu Khanh khẽ gật đầu. Chúng ta xưng hắn là Vu Vương, mà nhân loại các ngươi, lại xưng hắn là Vu Tổ. Tiện nghi sư phụ kia của ta thì sao? Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Đạo Tổ. Có bao nhiêu lợi hại? Dương Diệp vội vàng hỏi. Hậu Khanh lắc đầu. Về sau ngươi sẽ biết. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Dương Diệp nhún vai, sau đó cũng biến mất ngay tại chỗ. Ở trong Hồng Mông Tháp cùng Tiểu Thiên Hàn Huyên, Dương Diệp ra Hồng Mông Tháp, rất nhanh, hắn đi ra Thiên Trụ Sơn tầng thứ 10. Rời khỏi Thiên Trụ Sơn, Dương Diệp tìm được đám người Dương Liêm Sương. Trong đại điện, đám người Dương Liêm Sương đều có mặt. Bảo chúng ta đến, có việc gì sao? Dương Liêm Sương nói. Tay phải Dương Diệp vung lên, những linh đan trong Hồng Mông Tháp đều bị hắn lấy ra. Nhìn thấy trước mặt một đống lớn linh đan, chúng nữ sửng sốt. Đây là... An Nam Tĩnh hỏi. Linh đan. Nói chuyện không phải Dương Diệp, mà là Dương Liêm Sương. Chúng nữ nhìn về phía Dương Liêm Sương, Dương Diệp cũng nhìn về phía Dương Liêm Sương. Ngươi nhận thức. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Vật ấy cực kỳ chân quý, là thứ tốt để cường giả chuẩn minh cảnh nâng cao tu vi. Ngươi, tại sao ngươi có thể có nhiều như vậy? Dương Diệp cười nói. Cái này nói rất dài dòng, về sau có thời gian chậm rãi nói với các ngươi. Dương Liêm Sương trầm giọng nói. Ngươi có thể giúp chúng ta làm một ít đến hay không? Không sai biệt lắm 50 viên. Sao thế? Dương Diệp nói. Dương Liêm Sương nói, nếu như có 50 viên, các tỷ muội ở đây có lẽ cũng có thể đạt tới chân cảnh lục đoạn. Khi đó mọi người chúng ta liên thủ, Thiên Tôn ở trước mặt chúng ta cũng là con sâu cái kiến. Thiên Tôn là con sâu cái kiến. Dương Diệp. Thiên Tôn là con sâu cái kiến. Dương Liêm Sương nói, để Dương Diệp có chút nhiệt huyết sôi trào. Cho tới nay, hắn có chút xem nhẹ đám người Dương Liêm Sương. Đám người Dương Liêm Sương cũng là kỳ tài ngút trời a. Thiên phú, tiềm lực của những nữ nhân này, một chút cũng không thua hắn. Mà nếu như các nàng thật sự đều đạt tới chân cảnh lục đoạn mà nói, ở Thiên Trụ Sơn này, ngoại trừ cổ tu giả, bọn họ còn thật không cần sợ ai rồi. Mà thông qua sự tình lúc trước, cũng làm cho hắn hiểu được, ở địa phương quỷ quái này, bằng hữu nhiều một ít vẫn rất tốt. Mà đám người Dương Liêm Sương cùng hắn, không chỉ là bằng hữu. Bọn họ là bằng hữu sinh tử. Nếu như đám người Dương Liêm Sương đạt tới chân cảnh lục đoạn, vậy trợ giúp với hắn cũng cực lớn. Như thế nào? Lúc này Dương Liêm Sương nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Hiện tại ta đi giúp các ngươi kiếm loại linh đan này, các ngươi toàn lực đột phá cảnh giới. Nhị tỷ thật sự có thể phục sinh. Đúng lúc này, Minh Nữ ở một bên đột nhiên hỏi. Ánh mắt đám người thiếu nữ cưỡi heo toàn bộ rơi vào trên người Dương Diệp, trước đó Dương Diệp đã nói với các nàng sự tình bản nguyên huyết châu của dạ đế cùng huyết nữ, nhưng trong lòng các nàng vẫn còn có chút tâm thần bất định, sợ đây là giả dối. Dương Diệp nhìn chúng nữ một cái, sau đó khẽ gật đầu. Có thể, chỉ là có chút phiền toái, nhưng các ngươi yên tâm, cho dù lại phiền toái, ta cũng sẽ phục sinh nhị tỷ. Minh nữ khẽ gật đầu. Chỉ cần có một đường hy vọng. Chúng ta cũng không thể buông tha. Đương nhiên, Dương Diệp trầm giọng nói. Cùng đám người Minh Nữ tụ một lát, Dương Diệp đứng dậy tiến về Thiên Trụ Sơn. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, việc cấp bách là mau chóng tăng thực lực lên. Không chỉ thực lực của hắn phải nâng cao, thực lực đám người Dương Liêm Sương cũng phải nhanh một chút nâng cao. Nhị tỷ thật sự có thể phục sinh. Đúng lúc này, Minh Nữ ở một bên đột nhiên hỏi. Ánh mắt đám người thiếu nữ cưỡi heo toàn bộ rơi vào trên người Dương Diệp,
trước đó Dương Diệp đã nói với các nàng sự tình bản nguyên huyết châu của Dạ Đế cùng huyết nữ, nhưng trong lòng các nàng vẫn còn có chút tâm thần bất định, sợ đây là giả dối. Dương Diệp nhìn chúng nữ một cái, sau đó khẽ gật đầu. Có thể, chỉ là có chút phiền toái, nhưng các ngươi yên tâm, cho dù lại phiền toái, ta cũng sẽ phục sinh nhị tỷ. Minh nữ khẽ gật đầu. Chỉ cần có một đường hy vọng, chúng ta cũng không thể buông tha. Đương nhiên, Dương Diệp trầm giọng nói. Cùng đám người Minh nữ tụ một lát, Dương Diệp đứng dậy tiến về Thiên Trụ Sơn. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, việc cấp bách là mau chóng tăng thực lực lên. Không chỉ thực lực của hắn phải nâng cao, thực lực đám người Dương Liêm Sương cũng phải nhanh một chút nâng cao. Bởi vì hắn cảm giác, Thiên Trụ Sơn này, sợ là sắp không yên ổn rồi. Dương Diệp đi rồi, Dương Liêm Sương nhìn những linh đan trước mặt, sau đó nói. Bắt đầu đi. Đám người Minh nữ khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu nuốt linh đan. Sau khi Dương Diệp cùng đám người Dương Liêm Sương phân biệt, lập tức đi tới Thiên Trụ Sơn. Vừa muốn đi vào Thiên Trụ Sơn, đột nhiên một lão giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cong ngón búng ra, một viên linh tinh rơi vào trước mặt lão giả. Nhưng lão giả lại nhẹ nhàng vung lên, linh tinh đưa về tới trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp khó hiểu. Ý gì? Lão giả nói. Tôn thượng có lệnh, từ nay về sau, các hạ tiến vào Thiên Trụ Sơn, không cần giao nạp bất luận phí tổn gì. Thiên Trụ Sơn, các hạ có thể tùy ý xuất nhập. Tôn thượng. Dương Diệp cau mày nói. Tôn thượng của các ngươi là ai? Lão giả khẽ gật đầu. Một trong bốn đại thiên tôn, Linh Lung Thiên Tôn, cũng là chủ nhân của Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các, chưa từng nghe qua. Giờ khắc này, Dương Diệp cảm giác mình có chút vô tri. Lão giả nói. Thiên Trụ Sơn, có vô số thế lực, trong đó thần bí nhất cùng cường đại nhất, là Thiên Các, tiếp theo là Địa Hiên, dưới nữa là Thiên Bảo Các chúng ta. Các hạ có lẽ nghe qua Yêu Nghiệt Minh à? Yêu Nghiệt Minh. Dương Diệp khẽ gật đầu, hắn đương nhiên nghe qua, khi đó có một gia hỏa cho hắn một tấm lệnh bài, để hắn đến Thiên Trụ Sơn, gia nhập Yêu Nghiệt Minh. Đáng tiếc sau khi đến Thiên Trụ Sơn, hắn trực tiếp quên việc này đi. Lão giả nói, Yêu Nghiệt Minh cũng là Thiên Bảo Các chúng ta. Dương Diệp. Lão giả lại nói, trong Yêu Nghiệt Minh, đều là thiên tài, những thiên tài này, thực lực bây giờ có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng Thiên Trụ Sơn tương lai là của bọn họ. Mà bọn họ hiện tại, thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện. Vừa vặn, Thiên Bảo Các chúng ta có thể cung cấp tài nguyên cho bọn họ. Dương Diệp nói, các hạ có chuyện gì không ngại nói thẳng đi. Lão giả khẽ gật đầu. Tôn thượng muốn gặp mặt các hạ. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Dẫn đường. Lão giả khẽ gật đầu. Sau đó kích bắn về phía chân trời. Dương Diệp nhìn phía chân trời một cái, cũng lập tức đi theo. Rất nhanh, Dương Diệp đi theo lão giả tiến vào trong tinh không mịt mờ, tinh không vô tận, thâm thúy thần bí, người đặt mình vào trong đó, mới có thể cảm giác được mình nhỏ bé mực nào. Một lúc lâu sau, lão giả rơi vào trên một tinh cầu. Mà ở sau lưng lão giả là Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, xung quanh hoa cỏ màu xanh, hoa nở đầy đất. Mà ở ngoài trăm trượng, trong đám hoa kia có một gian nhà trúc. Mời. Lão giả làm một thủ hiệu mời. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó đi đến phòng trúc. Rất nhanh, hắn đi tới dưới phòng trúc, mà lúc này, cửa phòng trúc đột nhiên mở ra, ngay sau đó, một giọng nói từ trong đó truyền ra. Quả nhiên là thiếu niên thiên tài, so với ta năm đó, cũng chỉ kém một chút như vậy. Là giọng nữ. Dương Diệp đi vào phòng trúc, trong phòng trúc. Chỉ có một cái bàn trúc, hai cái ghế trúc, còn có một nữ tử mặc màu trắng váy. Nữ tử rất trẻ tuổi, mắt to mày liếu, tư thái thon thả, khóe môi nhếch lên dáng cười không bị trói buộc. Dương Diệp nói, không nghĩ tới một vị thiên tôn là nữ. Nữ thì sao? Linh Lung Thiên Tôn nói. Theo ta được biết, bằng hữu nữ giới của Dương Diệp ngươi cũng không ít, hơn nữa những nữ tử kia, nguyên một đám đều là thiên tài yêu nghiệt. Trong đó một hai cái, so với ngươi không kém chút nào. Chỉ là bởi vì sự tình ngươi làm quá nổi bật, hoàn toàn che giấu hào quang của các nàng mà thôi. Dương Diệp đi tới trước mặt Linh Lung Thiên Tôn, sau đó ngồi xuống. Các hạ tìm ta đến, nghĩ đến là có chuyện gì, nói thẳng a. Linh Lung Thiên Tôn mỉm cười. Ngươi đi qua tầng thứ 10. Dương Diệp khẽ gật đầu. Tu La Thiên Tôn.
Linh Lung Thiên Tôn đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn Linh Lung Thiên Tôn, không nói gì. Linh Lung Thiên Tôn giơ lên chén rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch, sau đó cười nói. Hai người các ngươi cùng một chỗ đi vào, cuối cùng, hắn không có đi ra. Dương Diệp nói. Các hạ gọi ta đến, là bởi vì chuyện này. Linh Lung Thiên Tôn giơ lên hai ngón tay nhẹ nhàng buông xuống. Tự nhiên không phải, hỏi cái này, chỉ là hiếu kỳ. Dương Diệp nói. Các hạ cảm thấy ta giết Tu La Thiên Tôn. Linh Lung Thiên Tôn nói, ngươi không có thực lực này, dùng thực lực của ngươi bây giờ, tăng thêm thanh kiếm kia, đích thực có thể đánh với Thiên Tôn một trận, thậm chí đánh bại Thiên Tôn, nhưng muốn giết chết bọn họ, không quá sự thật. Hơn nữa, ngươi cũng không có lý do gì giết hắn. Cho nên, ta hiếu kỳ mới hỏi. Dương Diệp nói, hắn đã chết. Nghe vậy, hai mắt Linh Lung Thiên Tôn lập tức nhắm lại. Chết như thế nào? Dương Diệp nhìn về phía Linh Lung Thiên Tôn. Tham niệm. Có thể nói rõ chi tiết không? Linh Lung Thiên Tôn nói. Dương Diệp đứng dậy, nhìn Linh Lung Thiên Tôn. Ta mặc kệ ngươi cùng Tu La Thiên Tôn quan hệ như thế nào, ta chỉ muốn nói, cái chết của hắn, không có quan hệ gì tới ta. Ở trước khi hắn chết, ta cũng khuyên qua hắn, đáng tiếc, hắn không nghe. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, Linh Lung Thiên Tôn đột nhiên nói. Hắn là ca ca ta. Dương Diệp dừng bước, Linh Lung Thiên Tôn lại nói. Không lâu trước, hắn bảo ta cùng hắn đi một chỗ, đáng tiếc, khi đó ta tu luyện đến chỗ mấu chốt, cho nên không có đáp ứng đi cùng hắn. May mắn ngươi không đi cùng hắn. Dương Diệp nói. Bằng không thì, ngươi cũng có thể sẽ biến mất khỏi thế gian này rồi. Linh Lung Thiên Tôn nói. Đối phương rất mạnh. Dương Diệp khẽ gật đầu. Mạnh đến loại trình độ nào? Linh Lung Thiên Tôn hỏi. Dương Diệp xoay người nhìn về phía Linh Lung Thiên Tôn. Tu La Thiên Tôn, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Nghe vậy, thần sắc của Linh Lung Thiên Tôn lập tức chìm xuống. Vậy vì sao ngươi vô sự? Dương Diệp nói. Chuyện này, ta không biết nói như thế nào. Dù sao chỉ có thể nói một câu, nếu các hạ cảm thấy là ta hại chết Tu La Thiên Tôn, muốn tìm ta báo thù, ta cũng không thể nói gì hơn, các hạ cứ việc đến là được. Nói xong, Dương Diệp xoay người đi ra ngoài phòng. Mà đúng lúc này, Linh Lung Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Như thế nào? Dương Diệp nói. Linh Lung Thiên Tôn nói. Hôm nay tìm ngươi đến, ngoại trừ vì giải nghi hoặc trong nội tâm ta, còn có một chuyện. Ngươi đi qua tầng thứ 10, nhưng nếu như ta không đoán sai, có lẽ ngươi chưa từng đi tầng thứ 11. Đúng không? Dương Diệp khẽ gật đầu. Linh Lung Thiên Tôn cười nói. Có biết tầng thứ 11 có gì không? Dương Diệp nói. Có gì? Linh Lung Thiên Tôn nói. Ngươi giết qua rất nhiều cường giả chuẩn minh cảnh, mà những chuẩn minh cảnh đó, phần lớn sau khi thân thể bị phá hủy, linh hồn còn có thể đào tẩu, ngươi có biết vì sao bọn họ có thể như vậy hay không? Dương Diệp nói. Nói hết đi. Linh Thiên Tôn nói. Ở tầng thứ 11, có một loại sinh vật, tên là Thiên Ma, loại sinh vật này. Nếu như thôn phệ chúng, linh hồn sẽ tăng lên rất nhiều. Loại vật này, đối với linh hồn mà nói, chính là vật đại bổ. Quan trọng nhất là, còn có thể rèn luyện tâm của mình. Rèn luyện tâm của mình. Dương Diệp khó hiểu. Linh Lung Thiên Tôn khẽ gật đầu. Bởi vì thủ đoạn công kích của thiên ma có chút đặc thù, nếu như ngươi có thể không ngừng chiến thắng chúng, như vậy tâm của ngươi, tuyệt đối sẽ đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố. Dương Diệp nói. Ngươi nói với ta những cái này, là có ý gì? Chuẩn minh cảnh. Linh Lung Thiên Tôn nói. Tâm minh, mới có thể minh vạn vật. Chỗ đó, là địa phương vô số chân cảnh lục đoạn phải đi, bởi vì chỗ đó, có khả năng để bọn họ đạt tới chuẩn minh cảnh. Mà chuẩn minh cảnh ở nơi đó, vô cùng có khả năng sẽ để đạt tới minh cảnh, cho dù tu vi bọn họ không đến minh cảnh, nhưng thực lực của bọn hắn lại tới. Dương Diệp khẽ gật đầu. Đã minh bạch. Nói xong, hắn không có dừng lại, xoay người biến mất ngay tại chỗ. Nhìn Dương Diệp rời đi, thần sắc của Linh Lung Thiên Tôn dần dần chìm xuống. Ngươi nhất định sẽ đi, nếu như ngươi đi, nhất định sẽ chết. Dương Diệp rời khỏi phòng trúc, lần nữa đi tới Thiên Trụ Sơn, ngay sau đó hắn trực tiếp tiến vào tầng thứ 10. Bắt đầu săn giết dị linh. Trong thời gian kế tiếp, mỗi ngày Dương Diệp điên cuồng săn giết dị linh.
Hiện tại hắn không chỉ muốn nâng cao thực lực của mình, còn muốn nâng cao thực lực đám người Dương Liêm Xương. Như Dương Liêm Xương nói, chờ bọn hắn đều lớn lên, thiên tôn gì đó, đều là con sâu cái kiến. Còn một điều, lần này đi thượng giới, hắn sẽ không đi một người, mà tổ chức thành đoàn thể đi. Săn giết dị linh. Trong sương mù dày đặc, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đạo kiếm quang. 3 ngày sau, Dương Diệp đã thu hoạch 32 viên linh đan. Một chỗ đất trống, Dương Diệp nhìn linh đan trong tay mình, sau đó xoay người muốn đi. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, thoáng qua, một cổ khí tức cường đại đột nhiên như trời sập nghiền ép đến. Dương Diệp giơ kiếm chém một nhát. Ông! Một đạo kiếm quang màu vàng kim ở giữa sân thoáng cái rồi qua, thoáng qua, cổ khí tức cường đại kia trực tiếp bị đạo kiếm quang này xé tan thành phấn. Mà lúc này, ở cách Dương Diệp không xa, xuất hiện một dị linh này không quá đồng dị linh khác, đầu tiên là hình thể của hắn, hình thể lớn hơn dị linh khác gần gấp 3, trừ cái đó ra, sau lưng dị linh này còn một đôi cánh màu đen cực lớn, đây là cái đồ chơi gì? Trong đầu Dương Diệp tràn đầy nghi vấn. Tên nhân loại đáng chết, ngươi cũng dám phá hư hiệp nghị của dị linh tộc ta cùng nhân tộc các ngươi. Dị linh kia âm thanh hung dữ nói. Hiệp nghị. Dương Diệp ngây cả người. Hiệp nghị gì? Giả ngu sao? Dị linh kia cả giận nói. Đã ngươi phá hư hiệp nghị, như vậy dị linh tộc ta tự nhiên cũng không cần tuân thủ hiệp nghị kia. Nói xong, hắn muốn ra tay. Mà đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Hắn đích thực không biết. Âm thanh rơi xuống, một trung niên xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Dị linh nhìn thấy trung niên này, trong mắt lập tức nhiều hơn một chút nghiêm trọng. Thần đao, người có ý tứ gì? Người tới chính là bốn đại thiên tôn một trong, thần đao thiên tôn. Thần đao nói. Dị linh tướng, vị bằng hữu đằng sau ta, hắn mới tới thiên trụ sơn, đích thực không biết lúc trước tộc chúng ta cùng dị linh tộc thành lập hiệp nghị. Hiệp nghị gì? Lúc này Dương Diệp đột nhiên hỏi. Thần đao xoay người nhìn Dương Diệp, sau đó giải thích nói. Năm đó nhân tộc cùng dị linh tộc từng có ước định, người nhân tộc có thể tiến đến nơi đây săn giết dị linh, đương nhiên, dị linh cũng có thể thôn phệ cường giả. Nhân loại, nhưng... Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi giết nhiều lắm. Dương Diệp. Lúc này, âm thanh của thần đao đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Tiểu tử, ngươi làm quá mức, chiếu như ngươi giết xuống dưới. Dị linh tộc căn bản chịu không nổi. Dương Diệp ngượng ngập cười cười, hắn đích thực không biết còn có chuyện này. Bây giờ nghe thần đao nói, hắn mới đại khái hiểu rõ. Dị linh tộc cùng nhân loại lẫn nhau luyện binh, chính là các ngươi có thể giết bọn ta lấy linh đan, nhưng dị linh tộc ta đồng dạng có thể giết ngươi, thôn phệ ngươi. Hắn phải chết. Đúng lúc này, xa xa dị linh tướng kia đột nhiên nói. Thần đao nhìn đối phương một cái, sau đó nói. Ngươi xác định, dị linh tướng nói, như thế nào, thần đao ngươi muốn bảo vệ hắn? Thần đao lắc đầu, hắn không cần ta bảo vệ, chỉ là ta hảo tâm khuyên một câu, ngươi tốt nhất đừng như vậy, bằng không thì đến lúc đó dị linh tộc ngươi sẽ rất đau đầu. Hừ, dị linh tướng lạnh lùng nhìn Dương Diệp, bằng hắn, thần đao nhún vai, tùy ngươi, nói xong, thân hình của hắn run lên, lui về sau ngàn trượng. Thấy thần đao quyết định không ra tay, dị linh tướng kia an tâm, sau đó hắn nhìn về phía Dương Diệp. Tên nhân loại đáng chết. Nói xong, thân hình của hắn run lên, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang bắn mạnh tới Dương Diệp. Không thể không nói, thực lực của dị linh tướng này cực kỳ cường hãn, chỉ là hắn phát ra khí tức, liền tạo thành cho Dương Diệp áp bách thật lớn. Sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh, giơ kiếm chém một nhát. Ông! Theo một tiếng kiếm minh vang lên. Một đạo kiếm quang màu vàng kim thoáng qua. Bành! Trong tràng đột nhiên vang lên thanh âm trầm đục, thoáng qua, một bóng đen bay ngược ra ngoài, trọn vẹn bay mấy ngàn trượng. Mà bóng đen này, đúng là dị linh tướng kia. Dị linh tướng kia vừa dừng lại, cánh tay phải hắn bắt đầu từ trên bờ vai rớt xuống, máu tươi như trụ. Dị linh tướng nhìn tay đứt trước mặt mình, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Ngươi, ngươi! Ta cái gì? Dương Diệp nói. Dị linh tướng nói. Ngươi, ngươi thật mạnh. Dương Diệp. Đúng lúc này, một đoàn hắc quang đột nhiên từ phía chân trời đánh úp lại, thoáng qua, đoàn hắc quang kia rơi vào trước mặt dị linh tướng.
Hắc quang tán đi, một dị linh toàn thân tử hắc xuất hiện ở bên cạnh dị linh tướng. Nhìn thấy dị linh này, thần đao ở sau lưng cách Dương Diệp không xa lông mày lập tức nhíu lại. Thần sắc của Dương Diệp cũng có chút ít ngưng trọng, dị linh tử hắc kia cho hắn cảm giác hoàn toàn không giống. Dị linh tử hắc nhìn thần đao thiên tôn, sau đó nói. Như thế nào, nhân tộc không định tuân thủ hiệp nghị kia sao? Thần đao lắc đầu, chúng ta đều không đại biểu được nhân tộc. Dị linh tử hắc khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Mặc kệ ngươi là người phương nào, nhưng làm việc phải trả giá thật nhiều. Nói xong, hắn muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào chuôi kiếm trong tay Dương Diệp. Khi nhìn thấy chuôi kiếm này, ánh mắt hắn bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi là Dương Diệp. Dương Diệp có chút ngẩn người. Ngươi nhận thức ta. Thấy Dương Diệp thừa nhận, thần sắc của dị linh tử hắc kia lập tức chìm xuống. Qua một hồi lâu, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi đi đi, ngày sau không cho phép tới đây, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Dương Diệp khẽ giật mình, đây là ý gì? Đi thôi. Đúng lúc này, thần đao đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn dị linh tử hắc kia một cái, sau đó xoay người thân hình run lên, biến mất ở phía chân trời. Sau này còn gặp lại. Thanh âm của thần đao rơi xuống, cũng biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp cùng thần đao đi rồi, dị linh tướng kia trầm giọng nói. Vì sao để cho hắn chạy thoát? Dị linh tử hắc nói. Hắn gọi Dương Diệp. Dương Diệp, người phương nào? Dị linh tướng cau mày nói. Dị linh tử hắc nói. Một người điên, không thả hắn đi, không may sẽ chỉ là chúng ta. Truyền lệnh xuống, ngày sau bất luận tộc nhân nào nhìn thấy người này, cũng không thể ra tay, lập tức bỏ chạy. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phương hướng Dương Diệp rời đi. Không thể trêu vào, ta phải trốn đi cho an toàn. Một chỗ khác, Dương Diệp nhìn thần đao ôm quyền. Chuyện lúc trước, đa tạ. Thần đao khẽ lắc đầu. Việc rất nhỏ, nhưng ngày sau ít đi vào cho thỏa đáng. Ở dị linh tộc cũng có đại năng. Tuy thực lực của ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng nếu gặp phải loại đại năng kia, vẫn còn có chút không đủ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Thực lực của hắn bây giờ cùng thiên tôn không có chênh lệch gì, nhưng không hề nghi ngờ, cùng cổ tu giả vẫn có rất nhiều chênh lệch. Thần đao lại nói, theo ta được biết, linh lung thiên tôn kia tìm người. Dương Diệp khẽ gật đầu. Như thế nào? Thần đao thiên tôn do dự một chút, sau đó nói. Nữ tử này không đơn giản, tốt nhất cẩn thận một chút. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở phía chân trời. Dương Diệp trầm mặc một hồi. Sau đó cũng biến mất ngay tại chỗ. Trong núi sâu, một gian đại điện tạm thời, Dương Diệp lấy ra những linh đan kia. Trước mặt Dương Diệp, Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Đã có những vật này, có lẽ mọi người có thể đạt tới chân cảnh lục đoạn rồi. Chân cảnh lục đoạn. Dương Diệp hít sâu một hơi, một khi đám người Dương Liêm Sương đều đạt tới chân cảnh lục đoạn, khi đó thiên tôn bình thường ở trước mặt bọn họ, thật sự đều là con sâu cái kiến. Thậm chí bọn họ liên thủ, có lẽ ngay cả cổ tu giả cũng có thể chiến một trận. Sở dĩ không xác định, là vì đến bây giờ hắn nhìn thấy những cổ tu giả kia, quả thực là một cái so với một cái lợi hại, một cái so với một cái khủng bố. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nói. Đám người minh nữ đâu? Bế quan. Dương Liêm Sương nói. Tất cả đều đang bế quan chạy nước rút. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta cũng muốn bế quan, nếu như có chuyện. Liên hệ ta. Nói xong, thân hình của hắn run lên, biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, Dương Liêm Sương nhìn những linh đan trước mặt mình, sau đó nói khẽ. Khổ cực. Dương Diệp tìm một chỗ yên tĩnh, sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Trong tháp, Dương Diệp đi tới trước mặt Hậu Khanh. Tiền bối, dùng thực lực của ta bây giờ, có lẽ có thể vào tố thần thụ cùng dưỡng hồn hoa a. Hậu Khanh khẽ gật đầu. Có thể. Nghe vậy, tay phải Dương Diệp vung lên, tố thần thụ cùng dưỡng hồn hoa lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp nhìn về phía Hậu Khanh bấm tay điểm một cái, tố thần thụ lập tức hóa thành một đạo ánh sáng âm u biến mất vào mi tâm của Dương Diệp. Trong nháy mắt, hai mắt Dương Diệp lập tức trợn lên, rất nhanh, cả khuôn mặt hắn cùng toàn thân nổi gân xanh, tựa như từng độc xà thật nhỏ, vô cùng dữ tợn. Mà lúc này, Hậu Khanh lần nữa điểm một cái. Dưỡng hồn hoa lập tức hóa thành từng điểm ánh sáng âm u biến mất vào mi tâm của Dương Diệp.
Thời gian từng chút trôi qua, biến hóa trên người Dương Diệp cũng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, toàn thân hắn đã xuất hiện một chút ánh sáng âm u nhàn nhạt. Cứ như vậy, ước chừng rằng có gần 10 ngày, hai mắt Dương Diệp chậm rãi mở ra. Như thế nào? Hậu Khanh nói. Dương Diệp hít sâu một hơi. Rất thoải mái. Đây chính là cảm giác hiện tại của hắn. Hậu Khanh cười cười. Thần hồn cùng tinh thần lực của ngươi bây giờ, đã không thua cường giả minh cảnh chút nào, thậm chí còn muốn vượt qua cường giả minh cảnh bình thường. Ngươi bây giờ, có thể học tập phù thuật. Nhưng Dương Diệp lại lắc đầu. Như thế nào? Hậu Khanh hỏi. Dương Diệp hít sâu một hơi. Ta muốn dung hợp một kiếm kỹ, đặc biệt là kiếm hồn kỹ của ta. Không đúng, là dung hợp hết thảy sở học trước kia. Hiện tại, ta muốn đi ra kiếm đạo chi lộ thuộc về mình. Ngươi có suy nghĩ? Hậu Khanh nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Một suy nghĩ có chút điên cuồng, nếu như thành công. Hắc hắc. Dung hợp kiếm kỹ. Chuẩn xác mà nói là sáng tạo kiếm kỹ mới. Trước kia hắn không đi sáng tạo kiếm kỹ, là vì hắn nội tình yếu, sở học cũng ít, loại tình huống đó, hắn căn bản không có năng lực đi sáng tạo kiếm kỹ của mình. Nhưng hiện tại, sở học của hắn nhiều, lĩnh ngộ kiếm đạo cũng đạt tới một độ cao mới. Cho nên, hắn có suy nghĩ. Hậu Khanh nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu. Ngươi có thể có suy nghĩ, đây là một việc rất tốt. Dù sao, luôn học đồ vật của người khác, vẫn còn có chút không tốt. Bởi vì kia không hoàn toàn là của mình, chính mình sáng tạo ra, đây mới thực sự là thuộc về chính ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, ý nghĩ của hắn hoàn toàn giống như Hậu Khanh. Bất kể là kiếm đạo hay võ đạo, đều cần phải có đồ đạc của mình. Sau khi cùng Hậu Khanh nói chuyện phiếm, Dương Diệp xếp bằng ở trên mặt đất. Nghĩ, hồi tưởng hết thảy sở học của hắn, cái hết thảy này, là hết thảy, chuẩn xác mà nói là từ hắn làm tạp dịch bắt đầu tới bây giờ. Kiếm pháp trụ cột, ngự kiếm thuật, phiêu linh kiếm pháp, kiếm hồn kỹ, thiên địa nhất kiếm sát na. Vô số kiếm kỹ giống như tốc độ ánh sáng không ngừng hiện lên ở trong đầu Dương Diệp. Những thứ này đều là kiếm kỹ hắn đã từng học qua, nhưng theo thực lực của hắn tăng lên, một ít kiếm kỹ dần dần bị hắn buông bỏ, bởi vì những kiếm kỹ kia theo không kịp cước bộ của hắn. Mà bây giờ, hắn quay đầu lại nhìn, mới phát hiện những kiếm kỹ kia kỳ thật đều có chỗ tốt riêng. Bất kỳ một đồ vật nào, nó đã tồn tại, tất nhiên có giá trị tồn tại của nó. Cách Dương Diệp không xa, là cùng kỳ cùng Hậu Khanh. Hắn bắt đầu sáng tạo thứ thuộc về mình rồi. Cùng kỳ nói. Hậu Khanh khẽ gật đầu. Cái này là một chuyện tốt, không phải sao? Ngươi nói đi, dùng tính cách của tiểu tử này, hắn sẽ sáng tạo ra kiếm kỹ như thế nào? Cùng kỳ nói. Cùng kỳ nói. Hậu Khanh cười cười, sau đó nói. Ta cũng muốn biết, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Cùng kỳ nhìn Hậu Khanh, sau đó nói. Thái độ của ngươi đối với tiểu tử này có chút không giống với lúc trước. Hậu Khanh nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Không có phát hiện sao, hắn không giống nhân loại bình thường. Tính tình của hắn, ở trong nhân loại nhất định là rất khó lăn lộn, nhưng ở vu tộc ta cùng yêu tộc ngươi, hoặc là trong cổ ma tộc, nhất định là có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Cùng kỳ khẽ gật đầu. Bất kể là vu tộc, yêu tộc, hay cổ ma tộc, chú ý chính là thực lực phi tôn. Ngươi càng cao điệu, càng có thể được tôn kính. Khi ở trong thế giới của bọn hắn, không có nhiều tâm tư phức tạp như vậy, nắm đấm ngươi lớn, ngươi nên cao giọng, nếu như ngươi ít xuất hiện, bọn họ ngược lại sẽ xem thường ngươi. Nhưng ở trong nhân loại lại không giống. Người cao điệu, bình thường chết rất nhanh. Lúc này Hậu Khanh nói. Mặc kệ về sau hắn như thế nào, nhưng ngày sau đại thế giới nhất định sẽ có một chỗ cắm rủi của Dương Diệp hắn. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp vốn xếp bằng đột nhiên bắt đầu cầm kiếm múa. Mới đầu, kiếm của hắn rất chậm. Nhưng một lát sau, kiếm lại bắt đầu nhanh. Lúc nhanh lúc chậm. Không chỉ như thế, một hồi trong phòng tu luyện đột nhiên xuất hiện rất nhiều tàn ảnh, nhưng một hồi những tàn ảnh kia lại đột nhiên biến mất, cuối cùng không có một bóng người. Tạp. Hồi tưởng trước kia đến bây giờ, Dương Diệp không thể không thừa nhận, sở học của hắn thật sự quá tạp. Quyền thuật, kiếm thuật, các loại đồ vật, hắn đều có học. Mà những vật này, chỉ có thể làm bạn hắn thời gian ngắn ngủi. Tham thì thâm, mà bây giờ, hắn chính là muốn nhai nát. Đương nhiên, lúc này đây, hắn không có quên kiếm vực.
Lúc trước hắn chỉ biết sử dụng kiếm vực đến phòng ngự, nhưng hiện tại, hắn nếm thử làm sao lợi dụng kiếm vực đến tiến công. Kiếm vực, siêu việt ý cảnh, siêu việt pháp tắc, uy lực của nó tuyệt đối là rất mạnh, mà bây giờ, hắn chính là muốn chậm rãi khai phát. Dùng thực lực của hắn bây giờ, phạm vi kiếm vực của hắn bao phủ đã có thể bao trùm gần vạn dặm. Đương nhiên, đây là hắn đạt tới chân cảnh lục đoạn cộng thêm cắm vào dưỡng hồn hoa cùng tố thần thụ. Tuy có thể bao phủ gần vạn dặm, nhưng tiêu hao cũng cực kỳ đáng sợ. Cái tiêu hao này, không chỉ đối với huyền khí, còn có tinh thần và linh hồn. Bao phủ phạm vi càng lớn, thần hồn cùng tinh thần của hắn thừa nhận áp lực lại càng lớn. Bởi vậy, ở lúc Dương Diệp diễn luyện, chỉ làm cho kiếm vực bao phủ ở phạm vi ngàn dặm. Ngàn dặm, hắn vừa vặn có thể thừa nhận, cũng thích hợp hơn. Tu luyện không tuế nguyệt, đảo mắt mấy tháng trôi qua. Một ngày nào đó, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở tầng thứ nhất Hồng Mông Tháp. Trên bình nguyên, hai mắt Dương Diệp khép hờ, đã qua hồi lâu, hắn bước ra một bước, dùng hắn làm trung tâm, không gian trong vòng ngàn dặm đột nhiên khẽ run lên. Kiếm vực. Giờ khắc này, kiếm vực trực tiếp bao phủ không gian chung quanh cùng hết thảy. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Kiếm đến. Âm thanh rơi xuống. Một thanh kiếm hư ảo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau khi thanh kiếm này xuất hiện, lại một thanh kiếm xuất hiện theo, cứ như vậy, trong nháy mắt, ở trong kiếm vực đột nhiên nhiều thêm 36 thanh kiếm hư ảo. Mà giờ khắc này, thân thể Dương Diệp bắt đầu run rẩy. Theo thân thể Dương Diệp run rẩy, 36 thanh kiếm hư ảo kia cũng đi theo run rẩy. Rất nhanh, 36 chuôi bắt đầu chậm rãi xoay tròn, sau khi xoay tròn, 36 chuôi kiếm dùng một loại quỹ tích kỳ dị phi hành ở trong kiếm vực. Một lát sau, đột nhiên từng cái. Bành. Những kiếm kia đột nhiên nổ tung ra thành từng mảnh. Oanh. Bản thân Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy ngàn trượng, cuối cùng, hắn nện trên mặt đất, không biết sống chết. Tiểu Bạch nghe tiếng chạy đến nhìn thấy một màn này, toàn thân lập tức giật mình, nàng bay đến trên đầu Dương Diệp, sau đó tiểu chảo ôm đầu Dương Diệp không ngừng dao động vừa khóc, khóc lên linh khí trong nháy mắt bao phủ nàng cùng Dương Diệp. Lúc này, Hậu Khanh cùng Cùng Kỳ cũng xuất hiện ở trong tràng. Thấy được Hậu Khanh cùng Cùng Kỳ, Tiểu Bạch vội vàng nhìn về phía Hậu Khanh, Tiểu Trảo chỉ Hậu Khanh, lại chỉ Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Hậu Khanh bay tới trước mặt Dương Diệp, nhìn Dương Diệp một cái, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Hắn chỉ là bất tỉnh, một lát nữa sẽ tỉnh. Tiểu Bạch mở to mắt, không hiểu lắm. Hậu Khanh nhìn Tiểu Bạch, lại nói. Là ngủ, ngủ một hồi. Hắn sẽ tỉnh, hiểu chưa? Tiểu Bạch lắc đầu, bởi vì nàng không thấy Dương Diệp ngủ qua. Hậu Khanh. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ máu tươi ở khóe miệng Dương Xê Diệp, sau đó lại nhìn Hậu Khanh, như đang bảo hắn cứu Dương Diệp. Hậu Khanh nghĩ nghĩ, sau đó lại nói. Không có đại sự gì, hắn sẽ tỉnh. Hai mắt Tiểu Bạch lập tức trợn lên, trong tiểu trảo xuất hiện một thanh kim kiếm. Nàng tức giận. Theo nàng. Hậu Khanh là không muốn cứu Dương Diệp. Nhìn thấy Tiểu Bạch cầm kiếm, mặt mũi Hậu Khanh tràn đầy chỉ đen. Động một chút lại xuất kiếm, tiểu gia hỏa này không có cách nào câu thông a. Nói xong, hắn nhìn về phía Cùng Kỳ, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này Cùng Kỳ đột nhiên nói. Hắn có thể cứu, nhưng hắn không muốn cứu. Hậu Khanh kinh ngạc nhìn Cùng Kỳ. Ngươi! Cùng Kỳ nói, Tiểu Bạch nghe hiểu. Thoáng qua, Tiểu Bạch ôm kiếm trong tay. Hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng kim bổ tới Hậu Khanh. Kiếm kia là kiếm bỏ niêm phong a. Hậu Khanh tự nhiên không dám ngạnh kháng, vội vàng nghiêng người lóe lên một cái, nhưng Tiểu Bạch không có ý buông tha hắn. Tiếp tục ôm kiếm đuổi theo hắn chém. Thấy Tiểu Bạch theo đuổi không bỏ, Hậu Khanh vội vàng nhìn về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ, người cái lão bất tử này, người nổi điên làm gì? Người mau nói rõ ràng với tiểu gia hỏa này a. Cùng Kỳ nhìn Hậu Khanh một cái, sau đó nói. Gần đây có chút nhàm chán, cho nên muốn tìm chút sự tình kích thích. Hậu Khanh chửi ầm lên. Nhàm chán nãi nãi ngươi, ngươi. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bắt đầu nhả linh khí vào kiếm, thời điểm linh khí dũng mãnh vào bên trong, trường kiếm màu vàng kim rung kịch liệt, rất nhanh, từng đạo kiếm khí màu vàng như mưa to kích bắn về phía Hậu Khanh. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Hậu Khanh lập tức biến đổi. Lần này hắn muốn tránh cũng không được. Bởi vì vừa rồi hắn cách Tiểu Bạch quá thân cận, không có trốn,
Một cổ khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra, cổ khí tức này trực tiếp chấn vỡ kiếm quang. Xa xa, Tiểu Bạch chứng kiến kiếm khí của mình bị chấn nát, con mắt chớp chớp, hắn nhìn Hậu Khanh, lại nhìn kiếm của mình một chút, cuối cùng nàng nhìn về phía Cùng Kỳ, sau đó chỉ Hậu Khanh, ý là ngươi lên. Cùng Kỳ. Cùng Kỳ tự nhiên sẽ không giúp Tiểu Bạch đánh Hậu Khanh, nhưng giờ khắc này, Tiểu Bạch thật sự nổi giận. Đột nhiên, nàng bay đến không trung, sau đó ở dưới Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh nhìn soi mói, tiểu trảo không ngừng huy vũ, một bên vung vẩy, một bên còn khóc. Nàng đang làm gì đó? Bên cạnh Cùng Kỳ, Hậu Khanh nói. Cùng Kỳ nhìn Tiểu Bạch một hồi lâu, sau đó nói. Hình như nàng đang gọi giúp đỡ. Giúp đỡ? Hậu Khanh cười cười. Lục Đinh Thần Hỏa sẽ không giúp nàng sằng bậy, ngoại trừ Lục Đinh Thần Hỏa, trong này chỉ còn lại Dương Diệp. Không, không đúng. Nói đến đây, hắn và Cùng Kỳ đột nhiên nhìn nhau, rất nhanh, trong mắt hai người đều xuất hiện một chút hoảng hốt. Mà đúng lúc này, Tiểu Bạch ở phía chân trời ngừng lại. Cùng lúc đó, không gian run lên kịch liệt, hai cổ lực lượng cực kỳ cường đại đột nhiên từ phía chân trời bay xuống. Nhìn thấy hai cổ lực lượng kia, Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh đều biến sắc, đặc biệt là Hậu Khanh, sắc mặt tái nhợt. Nếu như Thượng Thiên cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ không đắc tội tiểu tổ tông này. Rầm rầm, hai cổ lực lượng rơi xuống, Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh bị oanh đến trong lòng đất. Không trung, Tiểu Bạch mở to mắt, đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa, giờ phút này, Dương Diệp đang từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Nhìn thấy một màn này, con mắt Tiểu Bạch tròn trợn, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nàng ôm lấy đầu Dương Diệp, không ngừng dùng cái đầu nhỏ của mình cọ lấy trán Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Bạch trong ngực. Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Ngươi là không có việc gì, nhưng chúng ta có việc. Đúng lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một âm thanh khó chịu. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, đúng là Hậu Khanh và Cùng Kỳ. Giờ phút này, Cùng Kỳ và Hậu Khanh đang không ngừng sợ run, phảng phất như sợ điện. Đây là sao thế? Trong mắt Dương Diệp tràn đầy khó hiểu. Hậu Khanh nhìn Tiểu Bạch trong ngực Dương Diệp một cái, đang muốn nói chuyện, lúc này Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía hắn, nàng không có vung tiểu trảo, cũng chỉ nhìn Hậu Khanh, con mắt chớp chớp, thiên chân vô tà. Khóe miệng Hậu Khanh co giật, sau đó nhìn về phía Cùng Kỳ bên cạnh. Ngươi nói đi. Lúc này Tiểu Bạch lại nhìn về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ nhìn Tiểu Bạch một cái, cuối cùng nói. Không có gì, vừa rồi hai người chúng ta luận bàn, không cẩn thận nên như vậy. Hậu Khanh. Lúc này, Cùng Kỳ nhìn Hậu Khanh. Như thế nào, chẳng lẽ không phải như vậy? Hậu Khanh nhìn Cùng Kỳ, sau đó lại nhìn Tiểu Bạch, cuối cùng hắn rất không tình nguyện khẽ gật đầu. Đương nhiên là như thế rồi. Tuy Dương Diệp cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, nhưng hắn không có hỏi tiếp. Lúc này Hậu Khanh nói. Tiểu tử, vừa rồi ngươi xảy ra chuyện gì? Vừa rồi. Nghe vậy, Dương Diệp nghiêm mặt. Lúc trước, hắn ở trong kiếm vực biến ảo 36 thanh kiếm, mà khi đó hắn muốn làm, không đơn thuần là khống chế 36 thanh kiếm. Mà để 36 thanh kiếm thành lập liên hệ nào đó. Kiếm trận. Vừa rồi hắn muốn sáng tạo chính là kiếm trận. Kiếm trận này, lấy kiếm vực làm cơ sở. Đơn giản mà nói, hắn có thể khống chế 36 thanh kiếm kia ở trong kiếm vực giết chết địch nhân, nhưng uy lực sẽ có hạn, mà hắn cần phải làm là, để 36 thanh kiếm thành lập liên hệ. Mỗi một chuôi kiếm, đều là một thân thể độc lập, mà hiện tại hắn muốn dùng một sợi dây sâu chuỗi. Như vậy giống như một ngón tay không có uy lực gì, nhưng năm ngón tay nắm chặt liên hợp lại tạo thành nắm đấm, uy lực kia to lắm. Mà kiếm vực chính là sợi dây đó. Hắn thử, có thể thực hiện, nhưng hắn không có khống chế tốt, lực lượng tiết ra ngoài, làm cho hắn thiếu chút nữa tinh thần sụp đổ. Khó khăn, hơn nữa độ khó còn có chút lớn, nhưng Dương Diệp không có buông bỏ. Sau khi cùng Tiểu Bạch chơi đùa, hắn lại tiếp tục tu luyện. Một lần không được, vậy thì hai lần không được, vậy thì hai vạn lần. Rốt cục, ở dưới Dương Diệp điên cuồng không ngừng nếm thử. Thời gian dần trôi qua, hắn nắm giữ một ít kỹ xảo cân đối, thời điểm lợi dụng kiếm vực đến sâu chuỗi các thanh kiếm, hắn không ngang ngược giống như trước kia, mà cực kỳ nhu hòa, từng chút đến sâu chuỗi. Hiệu quả cực kỳ tốt. Thời gian qua vô cùng nhanh, đảo mắt đã qua 3 tháng.
Ba tháng qua, mỗi ngày Dương Diệp ngoại trừ rút chút thời gian đến bồi Tiểu Bạch chơi, thời gian còn lại đều điên cuồng tu luyện kiếm trận. Trải qua hơn tháng khổ tu, hắn đã có một ít thành tựu. Trong biển rộng mênh mông, Dương Diệp đứng ở trên mặt biển, dưới chân hắn là mặt biển bình tĩnh không gợn sóng. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, dùng hắn làm trung tâm, không gian trong vòng ngàn dặm đột nhiên run rẩy nhẹ nhẹ. Kiếm vực. Giờ phút này, trong vòng ngàn dặm, hết thảy đều bị kiếm vực bao phủ. Giờ khắc này, cảm giác của hắn đạt đến cực hạn, coi như là một con kiến, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Kiếm đến. Thanh âm của Dương Diệp đột nhiên vang lên, thoáng qua, 36 thanh kiếm hư ảo xuất hiện ở trong kiếm vực của hắn. Chạm. Thanh âm của Dương Diệp vang lên, trong chớp mắt, 36 thanh kiếm đột nhiên cao tốc xoay tròn, trong chốc lát, trong vòng ngàn dặm, trực tiếp bị kiếm quang bao phủ. Tất cả đều là kiếm quang. Ông 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 ông. Kiếm minh vang vọng không ngớt không dứt, mà trong không gian kia, kiếm quang càng ngày càng lăng lệ ác liệt. Ở ngoài ngàn dặm, Cùng Kỳ và Hậu Khanh nhìn nhau, trong mắt hai người đều là khiếp sợ không che giấu chút nào. Không đúng, là rung động. Có thể miểu sát một vị thiên tôn rồi. Lúc này Hậu Khanh đột nhiên nói. Cùng Kỳ khẽ gật đầu. Kiếm trận này, là hắn dung hợp vô số kiếm kỹ hình thành, tăng thêm dùng kiếm vực làm trận nhãn, uy lực của nó, có thể hủy thiên diệt địa chân chính. Đáng tiếc, tiểu tử này còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Xa xa, kiếm quang tán đi, mà giờ khắc này, Dương Diệp đã nằm trên mặt đất. Giờ phút này, con mắt Dương Diệp huyết hồng. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phảng phất như sinh ra một hồi bệnh nặng, có chút làm cho người ta sợ hãi. Hậu Khanh đi tới bên cạnh Dương Diệp, nói. Tiểu tử, không có sao chứ? Dương Diệp lắc đầu. Còn chưa chết. Nhìn bộ dạng của ngươi, kiếm trận vừa rồi kia, tiêu hao rất lớn a. Hậu Khanh nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sở dĩ kiếm trận kia tiêu hao lớn, là vì vừa rồi hắn vận dụng đến lực lượng, thật sự là rất nhiều. Pháp tắc, lực lượng thân thể, lực lượng tinh thần, lực lượng linh hồn, kiếm vực. Những lực lượng này, hắn toàn bộ thêm cùng một chỗ thi triển, trong nháy mắt bạo phát ra uy lực, tuy cường đại, nhưng bản thân của hắn cũng có chút không chịu nổi. Giống như một người nếu như hắn ở dưới tình huống liều mạng, có thể một hơi chạy vài cây em, nhưng sau khi chạy xong, hắn nhất định sẽ co quắp ngã trên mặt đất. Nhưng Dương Diệp cũng hiểu rõ, bất cứ chuyện gì, đều có một cái giá lớn. Cá và chân gấu muốn kiêm, quá không thực tế. Vừa rồi kiếm trận của ngươi, đủ để miễu sát một vị thiên tôn. Hậu Khanh trầm giọng nói. Miễu sát thiên tôn. Dương Diệp hít sâu một hơi, trước đó thực lực của hắn nhiều lắm là tương đương thiên tôn, mà bây giờ, kiếm trận của hắn như Hậu Khanh nói, có thể trực tiếp miễu sát một vị thiên tôn. Đương nhiên, đây chỉ là giả tưởng. Thiên tôn có thực lực của thiên tôn, người ta cũng có át chủ bài. Không chừng át chủ bài của thiên tôn còn lớn hơn của hắn. Bởi vậy Dương Diệp cũng không có bởi vì Hậu Khanh nói mà có lòng khinh thị. Sau khi nghỉ ngơi gần 2 canh giờ, lúc này Dương Diệp mới hoàn to làn khôi phục. 2 canh giờ, cái này đối với Dương Diệp mà nói đã kinh cực kỳ khủng bố. Phải biết rằng, hắn là có hồng mông tử khí, nhưng cần dùng thời chi gian lâu như vậy, có thể tưởng tượng, thi triển kiếm trận kia đối với hắn tiêu hao lớn đến cỡ nào. Kiếm trận của ngươi không gian phát triển rất lớn. Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn Hậu Khanh, sau đó cười nói. Đương nhiên, dùng thực lực của hắn bây giờ, có thể khống chế 36 thanh kiếm, nhưng đây cũng không phải cực hạn. Theo cảnh giới của hắn nâng cao, tinh thần, thần hồn, thân thể tăng lên, đến lúc đó hắn có thể khống chế kiếm sẽ càng ngày càng nhiều. Mà khống chế kiếm càng ngày càng nhiều, uy lực của kiếm trận sẽ càng ngày càng mạnh. Quan trọng nhất là, kiếm vực của hắn cũng sẽ theo cảnh giới hắn tăng lên mà nâng cao. Lúc này đây, kiếm vực của Dương Diệp rốt cục đã có một phương hướng phát triển xác định rõ ràng. Kiếm trận này tên gì? Lúc này Hậu Khanh đột nhiên nói. Tên gì? Dương Diệp khẽ giật mình, hắn thật không nghĩ qua vấn đề này. Hậu Khanh nói. Cũng nên có một cái tên a. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Kêu vô địch kiếm trận đi. Vô địch. Hậu Khanh ngây cả người, sau đó lắc đầu. Tiểu tử, tuy kiếm trận này của ngươi uy lực rất khủng bố, nhưng còn chưa tới trình độ vô địch. Dương Diệp nhìn về phía Hậu Khanh, cười nói. Cái gọi là vô địch, chỉ không phải cái tên này, mà là tâm, là khí thế. Một người,
nếu trong lòng của hắn không sợ, vậy hắn chính là vô địch. Hậu Khanh mặt mày buông xuống, như có điều suy nghĩ. C. Tiền bối kinh sợ qua sao? Đương nhiên không có. Hậu Khanh vội vàng nói. Vừa rồi hắn liền kinh sợ rồi. Lúc này Cùng Kỳ đột nhiên nói. Mặt mũi Hậu Khanh tràn đầy chỉ đen, hắn tự nhiên biết Cùng Kỳ chỉ là chuyện gì, dĩ nhiên là chỉ sự tình Tiểu Bạch. Đối với Tiểu Bạch, kia gọi là kinh sợ sao? Tự nhiên không phải, hắn đường đường đại năng vô tộc, làm sao lại chấp nhặt với Tiểu Bạch? Chỉ là biết điều mà thôi. Hậu Khanh do dự một chút, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Tiểu tử, tiểu gia hỏa kia của ngươi, phải hảo hảo điều. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nhìn thấy một màn này, biểu lộ của Hậu Khanh cứng ngắc. Ngươi nghe hiểu được. Tiểu Bạch gật đầu, sau đó tiểu chảo nhẹ nhàng quơ quơ, kia ý là, ngươi muốn nói cái gì? Hậu Khanh nhìn về phía Cùng Kỳ. Nàng không phải nghe không hiểu sao? Cùng Kỳ lạnh nhạt nói. Thời điểm nàng muốn hiểu, sẽ hiểu, thời điểm không muốn hiểu, ngươi nói như thế nào cũng không hiểu. Biểu lộ của Hậu Khanh run rẩy. Sau đó nói, hố người. Lúc này Dương Diệp nói, tiền bối muốn nói cái gì? Hậu Khanh nhìn Dương Diệp một cái, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Bạch, giờ phút này, Tiểu Bạch đang nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt Tiểu Bạch rất ngây thơ, rất trong sáng, nhưng Hậu Khanh lại cảm thấy một cỗ uy hiếp không hiểu. Do dự một chút, Hậu Khanh nói, ta muốn nói, tiểu gia hỏa kia của ngươi rất đáng yêu, hả, cực kỳ đáng yêu. Dương Diệp. Đáng yêu. Dương Diệp nhìn Hậu Khanh, Hậu Khanh và Cùng Kỳ hôm nay có chút cổ quái a. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt Dương Diệp, sau đó tiểu chảo bắt đầu vung vẩy, cực kỳ hưng phấn. Một lát sau, Dương Diệp vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Ngươi muốn học kiếm trận vừa rồi kia. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Không được. Không được, đúng lúc này, Cùng Kỳ và Hậu Khanh đột nhiên nói. Dương Diệp cùng Tiểu Bạch nhìn về phía Hậu Khanh và Cùng Kỳ, trong mắt Dương Diệp mang theo nghi hoặc, hôm nay Cùng Kỳ và Hậu Khanh rất cổ quái a. Mà Tiểu Bạch thì con mắt nháy nháy. Nhìn thấy Tiểu Bạch như vậy, khóe mắt Cùng Kỳ và Hậu Khanh nhìn không được run rẩy, hiện tại Tiểu Bạch động một chút lại uy hiếp bọn họ. Khoan hãy nói, ở trong Hồng Mông Tháp, ngoại trừ Dương Diệp cùng Tiểu Thiên, còn thực không người nào dám đắc tội Tiểu Gia Hỏa kia, cho dù là Lục Đinh Thần Hỏa cũng cho Tiểu Gia Hỏa này mặt mũi. Không có biện pháp, tiểu gia hỏa này là có thể mời động Hồng Mông Tháp a. Điểm này, cho dù là Dương Diệp cũng làm không được. Ở Tiểu Bạch nhìn soi mói, Hậu Khanh và Cùng Kỳ nhìn nhau một cái, cuối cùng Hậu Khanh hít sâu một hơi, sau đó hắn nhìn về phía Tiểu Bạch, cười nói. Cái này, rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, hả, một khi gây chuyện không tốt, sẽ rất đau nhức, người sợ đau không? Đau nhức. Tiểu Bạch mở to mắt. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này thanh âm của Hậu Khanh đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn. Tiểu tử, về sau ngươi ở trước mặt nàng tốt nhất chú ý một chút, hiện tại tiểu gia hỏa này giống như ngươi, động một chút lại rút kiếm, tiếp tục như vậy, nàng sớm muộn gì cũng bị ngươi làm hư. Sẽ bị làm hư. Lúc này Cùng Kỳ đột nhiên nói. Dương Diệp. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía Tiểu Bạch trong ngực mình. Một lát sau, hắn cười cười. Hắn sẽ dạy Tiểu Bạch đúng sai, nhưng hắn sẽ không đi cải biến tính cách của Tiểu Bạch. Hắn hy vọng nó sống không có tim không có phổi một chút, bởi vì như vậy, nàng sẽ rất vui vẻ. Hắn cũng không quên cảnh ngộ lúc trước của Tiểu Bạch, lúc trước Tiểu Bạch bị nhốt nhiều năm như vậy, khi đó Tiểu Bạch chuyện gì cũng sợ, thậm chí không dám ra gặp người. Mà bây giờ, nàng đã từ trong bóng mờ lúc trước đi ra. Với hắn mà nói, chỉ cần Tiểu Bạch sống hài lòng khoái hoạt là tốt rồi. Ở trong Hồng Mông Tháp, sau khi cùng Tiểu Bạch chơi, Dương Diệp đã ra. Tuy ở trong Hồng Mông Tháp tu luyện mấy tháng, nhưng ở bên ngoài, mới vượt qua hơn 10 ngày mà thôi. Trên một đỉnh núi, Dương Diệp đứng ở bên vách núi. Nhìn dạng núi tựa như cự long nằm phục, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau một khắc, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, thoáng qua. Một đạo kiếm quang trực tiếp biến mất vào trong quần sơn. Ngự kiếm thuật. Đây là một môn kiếm kỹ hắn đã từng học được sớm nhất, nhưng về sau kiếm kỹ bị hắn vứt bỏ, bởi vì hắn phát triển, tốc độ của ngự kiếm thuật đã theo không kịp cước bộ của hắn. Mà bây giờ, trải qua hắn sửa đổi ngự kiếm thuật,
tốc độ kia đã vượt xa đại na di thuật. Bởi vì ngự kiếm thuật của hắn, đã không đơn thuần là ngự kiếm thuật, còn vận dụng nhiều loại pháp tắc, ngoại trừ pháp tắc, còn có lực lượng thần hồn ở trong đó. Cho nên tốc độ của ngự kiếm thuật nhanh đến cực hạn. Trong một thời gian ngắn bế quan tu luyện, hắn thu hoạch lớn nhất, không phải sáng tạo ra vô địch kiếm trận, mà chính mình thông hiểu đạo lý các sở học. Thông hiểu đạo lý. Đây chính là thu hoạch lớn nhất của hắn. Một phút đồng hồ sau, Dương Diệp đi tới chỗ ở của Dương Liêm Sương. Dương Liêm Sương đánh giá Dương Diệp một cái, sau đó nói. Thực lực tăng lên không ít à. Dương Diệp cười cười. Ngươi chẳng phải cũng vậy sao? Dương Liêm Sương mỉm cười. Tới tìm ta, có việc gì không? Dương Diệp nhìn bốn phía, sau đó nói. Các nàng đâu? Bế quan tu luyện. Dương Liêm Sương nói. Các nàng thiên phú chắc tuyệt, muốn đạt tới chân cảnh lục đoạn, hẳn không phải việc khó gì. Một khi các nàng đạt tới chân cảnh lục đoạn, khi đó thiên trụ sơn này cũng có một chỗ của chúng ta. Dương Diệp nói. Có ý kiến gì không? Hắn biết rõ, Dương Liêm Sương tổ kiến thế lực, nhất định là có ý kiến gì khác. Dương Liêm Sương khẽ lắc đầu. Không có quá nhiều suy nghĩ duy nhất là đến lúc đó mọi người đi thượng giới có bạn. Không hơn. Dương Diệp khẽ gật đầu. Tốt, đến lúc đó chúng ta cùng tiến lên. Sau khi cùng Dương Liêm Sương nói chuyện phiếm, Dương Diệp đi ra dặng núi mênh mông, trở về Thiên Trụ Sơn. Dưới chân Thiên Trụ Sơn, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, cuối tầm mắt vẫn là núi. Đúng lúc này, mấy đạo khí tức đột nhiên khẽ quét qua ở trên người hắn. Là Dương Diệp. Không biết trong không gian nơi nào, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Thời điểm Dương Diệp đi vào Thiên Trụ Sơn, cũng không có ẩn tàng mình, mà hắn ở Thiên Trụ Sơn, cơ hồ là không người không biết không người không hiểu. Bởi vậy cực kỳ dễ dàng liền bị người nhận ra được. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên hắn khẽ chau mày, cùng lúc đó, tay phải hắn có chút siết chặt, nhưng rất nhanh nới lỏng ra. Không nói gì, hắn trực tiếp tiến vào Thiên Trụ Sơn. Sao không có người động thủ? Lúc này có người đột nhiên nói. Não tàn mới sẽ động thủ. Ngay từ đầu, vô số người không ngừng đuổi giết Dương Diệp, đó là bởi vì bọn họ cảm thấy, bọn họ có thể đánh chết Dương Diệp. Nhưng hiện tại, Dương Diệp dùng vô số lần giết chóc chứng minh, bọn họ căn bản giết không được hắn. Dương Diệp hắn, tuy không phải thiên tôn, nhưng đã có thực lực của thiên tôn. Loại tình huống này, tự nhiên không người nào dám đến gây sự với Dương Diệp. Hiện tại, Dương Diệp ở Thiên Trụ Sơn, cũng thuộc về tồn tại người bình thường không dám chọc. Tiến vào Thiên Trụ Sơn, Dương Diệp đi thẳng tới tầng thứ 11. Tầng 11 giống như tầng thứ 10, cũng là một thế giới độc lập, về phần là ai mở ra, hắn không biết. Thiên Ma. Lúc này đây, hắn đến nơi này, chính là vì tìm kiếm Thiên Ma. Tuy hắn biết Linh Lung Thiên Tôn không có hảo ý, nhưng không sao cả. Dùng thực lực của hắn bây giờ, có 9 thành nắm chắc đánh chết Linh Lung Thiên Tôn, nếu như chơi đánh lén, hắn có 9 thành 9. Vì sao không nói 10 thành? Bởi vì hắn sợ mình kiêu ngạo, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, hắn đang muốn khởi hành, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỗ đó có một đạo ánh sáng xanh dương lấp lánh. Khí tức quen thuộc. Đúng lúc này, đạo ánh sáng xanh dương kia đột nhiên ngừng lại, thoáng qua, nó dùng tốc độ cực nhanh kích xạ đến, không đến nửa hơi, ánh sáng xanh dương liệt đi tới trước mặt hắn. Rất nhanh, ánh sáng xanh dương tán đi, một trung niên xuất hiện ở trước mặt cách Dương Diệp không xa. Người này, Dương Diệp nhận tê khức, đúng là Hạo Thiên. Trong mắt Dương Diệp mang theo một chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy Hạo Thiên. Là ngươi. Hạo Thiên đánh giá Dương Diệp, sau đó nói. Không tệ, đạt tới chân cảnh lục đoạn rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được tiền bối. Hạo Thiên cười nói. Tạm thời không cách nào đi thượng giới, chỉ có thể ở đây tu luyện. Lấy thực lực của tiền bối, cũng không thể đi lên. Dương Diệp hỏi. Tuy hắn không biết thực lực của Hạo Thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng không hề nghi ngờ. Đây tuyệt đối là vượt xa năm đại thiên tôn. Mà cho dù hiện tại, người trước mắt này, cũng cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hạo Thiên lắc đầu. Người nha, nghĩ Thiên Trụ Sơn này quá đơn giản. Nói đến đây, hắn nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Có đôi khi, chân chính đáng sợ không phải kết giới gì đó, cũng không phải không gian loạn lưu,
mà là nhân tâm. Nhân tâm. Dương Diệp nhìn Hạo Thiên, vốn hắn cho rằng những cường giả kia không đi lên, là vì sợ kết giới cùng không gian loạn lưu, nhưng hiện tại xem ra, sự tình không đơn giản giống như hắn nghĩ. Trở về đi. Đúng lúc này, Hạo Thiên đột nhiên nói. Cái chỗ này, còn không phải lúc ngươi tới. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Hạo Thiên nói. Thiên ma ở đây, lại được xưng tâm ma, hơi không cẩn thận, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Tuy kiếm tâm của ngươi chắc chắn, nhưng còn chưa tới tình trạng không gì sánh bằng, chỉ cần có một chút lỗ thủng, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Đáng sợ như vậy. Dương Diệp nói. Hạo Thiên nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ngươi là người yếu nhất ta ở chỗ này nhìn thấy. Dương Diệp. Lúc này, Hạo Thiên đột nhiên xoay người nhìn về phía chân trời, trong mắt hắn mang theo một chút nghi hoặc. Thiên, có chút ý tứ. Nói xong, hắn nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Cáo từ. Nói xong, thân hình của hắn run lên, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Hạo Thiên đi rồi, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó cũng biến mất ngay tại chỗ. Hắn cũng không có rời khỏi, kiếm tâm của hắn còn có chỗ thiếu hụt, hắn cũng biết có chỗ thiếu hụt, đã biết có chỗ thiếu hụt, vậy tự nhiên phải đi đền bù. Hơn nữa chỗ này, có thể sẽ để hắn đạt tới chuẩn minh cảnh, không đúng, nếu như đạt được kỳ ngộ, hắn có khả năng trực tiếp đạt tới minh cảnh. Bởi vì hắn có hồng mông tử khí. Tăng thực lực lên, với hắn mà nói là việc cấp bách nhất hiện tại. Sau khi Dương Diệp rời khỏi không lâu, một nữ tử cùng một nam tử ngân giáp đột nhiên xuất hiện. Nữ tử này, đúng là Linh Lung Thiên Tôn cùng người nhân quân phái xuống. Ta biết ngay, hắn nhất định sẽ đến. Linh Lung Thiên Tôn nhìn phương hướng Dương Diệp rời đi, lạnh nhạt nói. Nam tử ngân giáp trầm giọng nói. Hắn chân cảnh lục đoạn rồi. Linh Lung Thiên Tôn nhìn nam tử ngân giáp. Hiện tại nếu không ra tay, qua không lâu, hắn khả năng đã đạt tới minh cảnh rồi. Minh cảnh. Trong mắt nam tử ngân giáp hiện lên sát ý. Ngươi nói rất đúng, chúng ta phải mau chóng ra tay. Đợi tí nữa nếu hắn gặp phải thiên ma, tâm thần nhất định bị thiên ma mê loạn, lúc kia, chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Đến lúc đó đồng loạt ra tay. Linh Lung Thiên Tôn khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên sắc mặt của nàng biến đổi, bởi vì ở trước mặt nàng cùng nam tử ngân giáp không xa, đột nhiên xuất hiện một nam tử thanh sam. Nam tử này, đúng là Dương Diệp. Dương Diệp nhìn Linh Lung Thiên Tôn cùng nam tử ngân giáp, sau đó tay phải vươn ra nhìn hai người vẫy vẫy. Đến, cùng tiến lên. Cùng tiến lên. Dương Diệp thực sự không phải cố ý cao giọng, mà hắn muốn nhìn một chút thực lực của mình bây giờ đến tột cùng đến loại trình độ nào. Hắn hiện tại, không chỉ cảnh giới tăng lên tới chân cảnh lục đoạn, còn dung hợp sở học trước kia, hắn hiện tại, cùng trước đó vài ngày, có thể nói đã hoàn toàn không giống. Nhưng thực lực của hắn đến tột cùng đến loại trình độ nào, còn cần tìm người thử. Xem. Cách đó không xa, nam tử ngân giáp lạnh lùng nói. Dương Diệp, đạt tới chân cảnh lục đoạn, có phải cho ngươi cảm giác mình vô địch hay không? Một bên, Linh Lung Thiên Tôn lạnh nhạt nói. Có ít người, có chút thành tựu, liền cảm giác mình. Đúng lúc này, một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên, suy suy. Hai đạo kiếm quang thoáng hiện. Bành bành, Linh Lung Thiên Tôn cùng nam tử ngân giáp bị chấn đến ngàn trượng, nhưng Dương Diệp còn ở tại chỗ. Ở bên cạnh hắn nổi lơ lửng hai thanh kiếm hư ảo. Tụ khí hóa kiếm. Đây là sở học của hắn lúc ở kiếm tông, nhưng theo thực lực của hắn tăng lên, chiêu này dần dần theo không kịp bước tiến của hắn. Bởi vậy hắn chỉ có thể vứt bỏ. Mà bây giờ, hắn một lần nữa sử dụng, trải qua nhiều lần nghiên cứu cùng cải tạo, uy lực chiêu này đã xảy ra biến chất. Đối diện Dương Diệp, nam tử ngân giáp cùng Linh Lung Thiên Tôn nhìn nhau, trong mắt hai người đều là khiếp sợ. Vừa rồi, Dương Diệp vậy mà tiện tay hai kiếm liền đánh lui hai người bọn họ. Khó có thể tin. Đúng lúc này, cách đó không xa, dưới chân Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm hư ảo, thoáng qua, một đạo kiếm quang thoáng hiện. Kiếm qua im lặng. Sắc mặt nam tử ngân giáp cùng Linh Lung Thiên Tôn đại biến. Hai cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể hai người cuồn cuộn quét ra, trong chốc lát từng cái. Rầm rầm. Theo hai tiếng nổ vang lên, nam tử ngân giáp cùng Linh Lung Thiên Tôn bị chấn liên tục lùi lại. Ông! Lúc này, một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên. Tiếng kiếm minh này, không phải hiện tại Dương Diệp phát ra, mà là một kiếm trước kia phát ra.
kiếm ra, âm thanh không theo kịp. Thời điểm hắn thi triển nhất kiếm sát na mới có thể làm được như vậy. Mà bây giờ, hắn đã không cần thi triển nhất kiếm sát na, hắn tiện tay một kiếm cũng có thể làm đến như vậy, hơn nữa so với nhất kiếm sát na tốc độ càng nhanh hơn. Cách đó không xa, thần sắc của Linh Lung Thiên Tôn cùng nam tử ngân giáp vô cùng ngưng trọng. Bọn họ biết thực lực của Dương Diệp tăng lên rất nhiều, nhưng thật không ngờ, thực lực của Dương Diệp tăng lên tới loại trình độ này. Linh Lung Thiên Tôn đang muốn ra tay, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Linh Lung Thiên Tôn, Tu La Thiên Tôn đưa ta bản nguyên huyết châu của nhị tỷ, trong lòng ta còn có cảm kích, cho nên ta nói nhảm nhiều một câu. Cái chết của hắn, không có quan hệ gì với ta. Linh Lung Thiên Tôn lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Ta chỉ biết, hắn đã chết, nhưng ngươi còn sống. Dương Diệp lắc đầu. Cho dù chết, kia cũng không phải ta giết, cho nên, ngươi thực muốn báo thù mà nói, có lẽ đi tìm người giết hắn. Linh Lung Thiên Tôn cười lạnh nói. Đương nhiên sẽ báo, nhưng ở trước đó, ta trước giết ngươi. Ngươi! Đúng lúc này, hai thanh kiếm khí bên cạnh Dương Diệp đột nhiên biến mất, thoáng qua, hai thanh kiếm đi thẳng tới vị trí cách mi tâm nàng vài tấc. Trong đó ẩn chứa kiếm khí cường đại trực tiếp cho vỡ không gian chung quanh. Đây không phải lực lượng tiết ra ngoài, mà tốc độ nhanh đến cực hạn, không gian không chịu nổi. Nhìn thấy hai kiếm của Dương Diệp nhanh chóng như thế, sắc mặt của Linh Lung Thiên Tôn đột nhiên đại biến. Nhưng nàng phản ứng cũng không chậm, một khuyên tròn lớn cỡ bàn tay đột nhiên xuất hiện ở mi tâm, ánh sáng trắng cuồn cuộn quét ra. Oanh! Kiếm khí ầm ầm tiêu tán, nhưng Linh Lung Thiên Tôn cũng bị chấn liên tục lùi lại. Đúng lúc này, ở bốn phía Linh Lung Thiên Tôn, đột nhiên xuất hiện hơn 10 thanh khí kiếm bằng linh khí. Những khí kiếm này xoay tròn tốc độ cao, trong đó ẩn chứa kiếm khí cường đại trực tiếp bao phủ Linh Lung Thiên Tôn. Sắc mặt Linh Lung Thiên Tôn kịch biến. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía nam tử ngân giáp. Còn không đồng loạt ra tay. Cách đó không xa, nam tử ngân giáp có chút trầm ngâm, thoáng qua, hắn nắm chặt trường thương trong tay mạnh mẽ bổ một phát. Suy, thương rơi xuống, khí tức cường đại đột nhiên quét sạch khí kiếm của Dương Diệp, mặc dù khí tức kia không có phá hủy khí kiếm của Dương Diệp, nhưng lại bức khí kiếm ngừng lại, cái này làm cho Linh Lung Thiên Tôn có cơ hội hồi sức. Mà thời điểm Linh Lung Thiên Tôn giải trừ nguy cơ, nàng cũng không có tiếp tục ra tay, mà xoay người thân hình run lên, hóa thành một đạo ánh sáng âm u biến mất ở không trung. Một màn bất thình lình, làm cho Dương Diệp cùng nam tử ngân giáp đều ngây ngẩn cả người. Chạy! Linh Lung Thiên Tôn vậy mà chạy! Nàng đương nhiên phải chạy, thời điểm cùng Dương Diệp giao thủ, nàng đã biết rõ, hiện tại hai người bọn họ căn bản giết không được Dương Diệp. Không chỉ giết không được, còn có thể sẽ bị giết ngược. Cho nên nàng quyết đoán lựa chọn chạy trốn. Linh Lung Thiên Tôn quyết đoán đào tẩu, cái này làm cho thần sắc của nam tử ngân giáp vô cùng khó coi. Dương Diệp nhìn Linh Lung Thiên Tôn đào tẩu, do dự một chút, cuối cùng hắn không có truy. Hiện tại truy, tiêu tốn một cái giá lớn, hắn vẫn có thể đuổi theo, nhưng không có tất yếu. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người nam tử ngân giáp. Lúc trước tại sao hắn lại bị vô số cường giả đuổi giết? Trong đó nguyên nhân chủ yếu là vì nam tử ngân giáp này. Việc này, nên hoàn toàn chấm dứt. Nam tử ngân giáp lạnh lùng nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Dương Diệp, ngươi trộm nhân quân kiếm, nhân quân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, hắn xoay người muốn đi. Nhưng lúc này, một thanh khí kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn ba trượng. Sắc mặt nam tử ngân giáp trầm xuống, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Như thế nào, muốn giết ta, ngươi cũng đã biết, ta chính là nhân quân. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên khoát tay áo, cắt đứt nam tử ngân giáp nói. Nhân quân, hắn tính toán cái gì? Nói xong, tâm niệm khẽ động. Suy, khí kiếm bay thẳng đến nam tử ngân giáp. Ánh mắt nam tử ngân giáp co lại, hắn thật không ngờ. Lương Diệp thậm chí ngay cả mặt mũi của nhân quân cũng không cho, thật sự dám giết hắn. Giờ khắc này, hắn biết rõ, muốn sống, nhất định phải dựa vào thực lực của mình. Cổ tay khẽ động, tê xê ường thương trong tay mạnh mẽ đâm ra. Một bên, hai tay Dương Diệp thả lỏng phía sau, hắn cũng không có động, nhưng ở bốn phía nam tử ngân giáp kia, một thanh lại một thanh phi kiếm khôn ngừng lấp lánh luân chuyển. Ngự kiếm thuật của hắn. Đã có thể làm được tâm đến đâu, kiếm đến đó. Bởi vậy, hiện tại hắn căn bản không dùng tay đến ngự kiếm,
hiện tại hắn chậm rãi nếm thử dụng tâm đến ngự kiếm. Nam tử ngân giáp cũng thông minh, hắn cũng không có cùng những phi kiếm kia dây dưa, mà tìm đúng cơ hội bắn mạnh về phía Dương Diệp. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như không giải quyết Dương Diệp, những phi kiếm kia sẽ vô cùng vô tận. Tiếp tục xuống dưới, hao tổn cũng có thể hao tổn chết hắn. Nhìn thấy nam tử ngân giáp đi vào trước mặt mình, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, hắn cũng không có cầm kiếm, mà ngón trỏ cùng ngón giữa chạm lại, sau đó điểm ra. Đầu ngón tay, kiếm quang lấp lánh. Kiếm chỉ. Một chiêu này, là hắn từng được kiếm vô cực truyền thừa đạt được, ngón tay chỉ thiên, thiên diệt. Một chiêu này, chuyên môn khắc chế thiên đạo chi nhãn. Nhưng giống như kiếm kỹ khác, dần dần bị hắn quên đi. Nhưng ở trong Hồng Mông Tháp tu luyện, hắn lần nữa cầm lên, sau đó hắn phát hiện, chiêu này kỳ thật có rất nhiều chỗ tốt, vì vậy hắn lấy ra chậm rãi sửa chữa, chậm rãi dung hợp. Vì vậy kiếm chỉ mới sinh ra đời. Chỉ như kiếm, kiếm như chỉ. Bành! Nam tử ngân giáp vừa xông tới trước mặt Dương Diệp, liền bị kiếm chỉ chấn đến hơn ngàn trượng, mà lúc này, kiếm chỉ của Dương Diệp đột nhiên cách không nhẹ nhàng vẽ nam tử ngân giáp một cái. Suy! Không gian trước mặt nam tử ngân giáp trực tiếp vỡ toan, thoáng qua, một đạo kiếm quang từ trong đó bắn như chớp ra. Hư không toa kiếm thuật. Một chiêu này, hắn đã từng chuyên môn dùng để trốn chạy khỏi chết. Nhưng hiện tại, chiêu này bị hắn đổi thành sát chiêu. Kiếm quang đột nhiên xuất hiện làm cho nam tử ngân giáp kia sắc mặt đại biến, nhưng hắn phản ứng cũng không chậm, vội vàng giơ thương bổ một phát. Nhưng do vì vội vàng không kịp chuẩn bị, bởi vậy một phát này của hắn không có phát huy ra thực lực chân chính. Oanh! Đạo kiếm khí kia trực tiếp đánh rách trường thương trong tay nam tử ngân, cùng lúc đó, cả người nam tử ngân giáp tựa như diều đứt dây, bay đi ra ngoài. Kết thúc! Đúng lúc này, thanh âm của Dương Diệp đột nhiên vang lên, thoáng qua, dùng Dương Diệp làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm đột nhiên khẽ run lên. Ngay sau đó, Dương Diệp im hơi lặng tiếng xuất hiện ở sau lưng nam tử ngân giáp. Một hơi sau, ông, một tiếng kiếm minh vang lên. Kiếm qua, người chết, tiếng vang. Kiếm vực. Dương Diệp thi triển kiếm vực, nhưng hắn không có thi triển vô địch kiếm trận. Mà thi triển nhất kiếm sát na. Nhưng không phải nhất kiếm sát na lúc trước, mà là nhất kiếm sát na dùng kiếm vực làm cơ sở. Trong kiếm vực, hắn tương đương với thần, đương nhiên, cái này không có nghĩa là hắn vô địch. Phải biết rằng, thời điểm lực lượng địch nhân siêu việt hắn quá nhiều. Người ta có thể trực tiếp hủy diệt kiếm vực của hắn. Không có vô địch tuyệt đối, cũng không có vô địch chân chính. Trong kiếm vực, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hết thảy, cũng có thể lợi dụng hết thảy, không gian, pháp tắc. Đơn giản mà nói, ở trong kiếm vực thi triển nhất kiếm sát na, tương đương với nhất kiếm sát na tăng lên một cấp bậc. Hơn nữa, hắn vận dụng còn không đơn thuần là nhất kiếm sát na, vừa rồi một chiêu kia, bao hàm kiếm chỉ, hư không toa kiếm thuật. Trảm thiên bạt kiếm thuật, cùng với các loại lực lượng pháp tắc. Sau lưng Dương Diệp, thân thể nam tử ngân giáp cứng ngắc, hắn ngốc trệ nhìn về phía trước. Không nghĩ tới, kiếm của ngươi, đã đến loại trình độ này. Nói xong, đầu hắn đột nhiên nghiêng một cái, từ trên cổ rớt xuống. Đúng lúc này, hư không phía chân trời đột nhiên rung rung, thời gian dần trôi qua, một nam tử hư ảo mặc hoàng bào xuất hiện. Hình chiếu. Mà đúng lúc này, kiếm gỗ trong Hồng Mông Tháp đột nhiên rung rung kịch liệt, muốn lao ra Hồng Mông Tháp. Nhân quân. Giờ khắc này, Dương Diệp đã biết thân phận của nam tử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 134.